đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. chương 741 đã xảy ra chuyện, Phong Ba tái khởi. Phá cố nhà chết chật hẹp trong đại sảnh, Diệp Thần Phong ngồi ở một chương hơi lộ ra tàn phá ghế bành thường, hổ ca đứng ở Diệp Thần Phong bên trái, Liễu Hạo Quảng, Liễu Hạo Nhiên, Lương Mộc Phàm cùng Lô Giang, bọn họ bốn người này cúi đầu đứng ở Diệp Thần Phong trước mặt. Đến nỗi hàn sơ tuyết đẳng bốn nữ nhân, các nàng tắc là tại trong phòng bên phải không có đi ra khỏi tới. Nhìn trước mặt cúi đầu tượng phạm sai lầm hài tử liễu hạo quảng chúng nhân, Diệp Thần Phong cũng biết kỳ thực không thể đủ quái liễu hạo quảng cùng lương mộc phàm bọn họ hai cái, dù sao một cái đại bang hội chung khó tránh khỏi hội xuất hiện mấy viên con chuột phân, cho nên, tại nghĩ thông suốt cái này một điểm sau, Diệp Thần Phong mặt thượng thần sắc hòa hoãn không ít. Tốt, các ngươi cũng biệt một đám mày ủ mặt ê, sự tình hôm nay dừng ở đây, ta không hội truy cứu nữa các ngươi trách nhiệm. Diệp Thần Phong đúng đứng ở trước mặt hắn liễu hạo quảng đảng người nói. Diệp hội trưởng, ngày hôm nay nguyên bản chính là của chúng ta sai, là ta không có để ý lý hảo thắng thiên hội, mới để cho thắng thiên hội chung xuất hiện thứ bại hoại như vậy. Diệp hội trưởng ngài muốn truy cứu trách nhiệm của chúng ta cũng là nên, ta liễu hạo quảng nguyện ý bị phạt. Liễu hạo quảng cấp Diệp Thần Phong cúc một cái chín độ cung, đồng thời vẫn vẫn duy trì cái tư thế này hoàn toàn là một bộ phạm sai lầm học sinh tại trước mặt lão sư làm vẻ ta đây. Diệp hội trưởng, ta lương mộc phàm cũng không muốn từ chối trách nhiệm, nếu thiên đao hội trung xuất hiện cái này loại con sâu làm giàu nổi canh, như vậy ta lương mộc phàm cũng lý nên đã bị diệp hội trưởng ngài trừng phạt, còn thỉnh diệp hội trưởng ngài nghiêm phạt ta đi. Nếu không ta trái lại trong lòng hốt hoảng, lương mộc phàm tại sau khi nói xong, đồng dạng là cấp diệp thần phong quốc một cái 90 độ cung, trên người là một bộ khẩn cầu Diệp Thần Phong động thủ trừng phạt hình dạng. Diệp hội trưởng, khẩn cầu ngài cũng nghiêm phạt chúng ta hai cái. Đứng ở phía sau Liễu Hạo Nhiên cùng Lô Giang nhìn nhau liếc mắt sau, không hẹn mà cùng cũng hướng Diệp Thần Phong cúc cung. Trước mắt tràng cảnh này nhìn Diệp Thần Phong là buồn bực không thôi, đầu năm nay còn có người hết lần này tới lần khác thích tìm tội bị. Ngày hôm nay xem ra không nghiêm phạt bọn họ còn không được. Tiểu hổ, giúp ta từ bên ngoài đi nhặt bốn thanh khảm đao tiến đến. Diệp Thần Phong đúng bên cạnh hổ ca nói rằng. Nghe được Diệp Thần Phong mệnh lệnh sau, hổ ca lập tức từ bên ngoài cầm bốn thanh khảm đao giao cho Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong tướng bốn thanh khảm đao ném tới trên mặt đất, vừa cười vừa nói tốt, nếu các người phải tiếp nhận nghiêm phạt, như vậy từng người cầm lấy một cây đao cắt cổ tự sát đi. Vẫn duy trì cúc cung tư thế liễu hạo quảng chúng nhân bọn họ đang nghe Diệp Thần Phong lời nói, lại nhìn đến ném ở trước mặt khảm đao sau, bọn họ một đám là hít sâu một hơi, liễu hạo quảng đầu tiên từ dưới đất nhặt lên một thanh khảm đao, còn lại ba người cũng lập tức từng người nhặt lên một thanh khảm đao. Liễu hạo quảng nói rằng, ngày hôm nay ta phạm sai lầm, đích xác nên muốn lấy cái chết tạ tội, nếu để cho trước kia thắng thiên hội huynh đệ biết Diệp hội trưởng ngài đi tới ta vùng này thường. Thiếu chút nữa nhượng thắng thiên hội cấp nghìn người xung quanh chắn, chỉ sợ bọn họ cũng đều sẽ không bỏ qua cho ta nói tại liếu hạo quảng đi đầu hạ bốn người này đem vật cầm trong tay khảm đao sôi nổi hướng tới cái cổ khẩu vạch tới loảng xoảng đương loảng xoảng đương loảng xoảng đương loảng xoảng đương tại khảm đao lưỡi dao muốn chạm được trên cổ thời gian diệp thần phong thể nội tức khắc tản mát ra một cổ khí thế chấn đắc liếu hạo quảng chúng nhân trong tay khảm đao toàn bộ rơi vào trên mặt đất hiện tại nghiêm phạt cũng nghiêm phạt qua kế tiếp nói chính sự diệp thần phong vừa cười vừa nói liễu hạo quảng liễu hạo nhiên lương mộc phàm cùng lô giang bọn họ bốn người này phía sau quần áo hoàn toàn ướt đẫm vừa rồi bọn họ cảm giác mình tại kề cận cái chết đi một lượt nếu như không phải diệp thần phong kịp thời ngăn lại bọn họ bọn họ khẳng định hội không chút do dự cắt cổ nhưng cái này trên thế giới có ai là không sợ chết với lại trước lúc này liễu hạo quảng đám người ở vận thành đều là lăn lộn xuôi gió xuôi nước đại nhân vật, cái này muốn để cho bọn họ lựa chọn tự sát. Tình hình trung hạ là tuyệt đối không thể nào, thế nhưng ra lệnh cho bọn họ người là Diệp Thần Phong, cái này vì có quỷ dị thủ đoạn, với lại lại là trong lòng bọn họ cực vì tôn kính người, bọn họ thì không cần không cắn răng lấy cái chết tạ tội. Liễu hạo quảng bọn bốn người trong lỗ mũi khí tức rất hỗn loạn, hiện tại bọn họ có thể không dám nhắc lại trừng phạt sự tình, một đám mở miệng nói rằng, đa tạ Diệp hội trưởng tha thứ, đa tạ Diệp hội trưởng tha thứ. Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, nói rằng, Liễu Hạo Quảng, thắng Thiên hội dù sao cũng là ta thành lập bang hội, sau đó tận khả năng cấp ta giảm thiểu cái này loại con sâu làm dầu nồi canh xuất hiện, nếu như hôm nay đổi lại là một người bình thường, chẳng phải là muốn tử tại này rác rưởi trong tay. Chúng ta mặc dù là lăn lộn thế lực dưới đất, thế nhưng nhân nghĩa hay là muốn ý tứ? Từ ngày mai trở đi ngươi lập tức cấp ta chỉnh đốn thắng thiên hội. Nếu là ta lần sau đi tới vận thành gặp lại cái này loại rác rưởi, như vậy ngươi cái này hội trưởng thật có thể không cần làm. Diệp Thần phong theo đạo huấn hoàn liễu hạo quảng sau đó, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Lương Mộc Phàm, nói rằng, "Lương Mộc Phàm, Thiên Đao hội trên danh nghĩa sớm bị ta cấp tiếp thu, bất quá, ta sau đó trên cơ bản không hội tham gia Thiên Đao hội chuyện." cho nên người từ ngày mai trở đi cấp ta tướng thiên đao hội chỉnh đốn một phen, nên đá ra bang hội cấp ta đá ra ngoài bang hội, nên giết người tuyệt đối không phải mềm tay. Diệp thần phong đột nhiên dừng lại một chút, tài tiếp theo nói rằng, cuối cùng, hai người các ngươi nhớ kỹ cho ta một điểm, các ngươi phải phải nghiêm khắc xét duyệt gia nhập thành viên của bang hội, nhất là hiện nay các người bang hội trung thành viên trung tâm cùng với đông đảo cao tầng, các ngươi phải muốn lần nữa cấp ta sàng chọn một lần hai người các ngươi cấp ta tướng những này nhớ kỹ là được rồi diệp thần phong ánh mắt nhìn chằm chằm liễu hạo quảng cùng lương mộc phàm nói rằng là diệp hội trưởng ta sẽ nhớ kỹ phân phó của ngài liễu hạo quảng lập tức mở miệng đáp diệp hội trưởng ta đợi một lát trở về thì bắt đầu chỉnh đốn thiên đao hội lương mộc phàm rất cung kính nói rằng tốt các ngươi tướng bên ngoài thi thể chỉnh lý sạch sẽ sau đó có thể ly khai diệp thần phong đúng trước mặt liễu hạo quảng chúng nhân phất phất tay nói rằng liễu hạo quảng nhìn nhìn bên ngoài tại dần dần tối lại bóng đêm hắn thận trọng mở miệng nói diệp hội trưởng nếu không đêm nay nhượng ta thỉnh ngài ăn bữa cơm tối đi ngày hôm nay ta là không hề gì khẩu vị dù sao sau đó ta còn có cơ hội tới vận thành lần sau tới thời gian ngươi lại mời ta đi diệp thần phong đúng liễu hạo quảng nói rằng vì vậy Liễu Hạo quảng đẳng cả đám thối lui ra khỏi phá của nhà trệt bên trong. Diệp thần phong tại vận thành xử lý xong thắng thiên hội cùng thiên đao hội chuyện thời gian, xa tại kinh thành Diệp ra cửa biệt thự xuất hiện đoàn người, tại cái này đoàn người chung trẻ có già có, nữ có nam có, tổng cộng có 6 người. Nếu như Diệp thần phong tại nơi này nhất định có thể lập tức nhận ra những này người đến, trong đó một cái trung niên nam nhân cùng một cái trung niên nữ nhân, không chính là của hắn tiểu di tôn Mỹ hình cùng tiểu di phu trương phong mà. Mà bị trương phong ôm vào trong ngực một cái sáu bảy tuổi tiểu cô nương, là nữ nhi của bọn bọ tôn tiểu Mỹ. Đến nỗi ba người khác chung, trong đó một đứa người nhiều tuổi lão đầu không chính là quỷ y môn trưởng môn quý đỉnh thiên mà. Mà mặt khác hai cái một nam một nữ, không chính là lần này chưa cùng diệp thần phong cùng nơi hồi thế thuộc giới, lưu tại Trấn thiên môn tần nghị cùng nữ nhân của hắn tiết san san mà. Đoàn người này y phục trên người đều có chút phá lạn, tần nghị cầm thượng còn có một điều dấu vết, này vết sẹo vẫn chưa có hoàn toàn khép lại thượng, đến nỗi cái khác người mặt thượng thần sắc cũng hết sức khó coi. Khái 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 khái, quý đỉnh thiên đột nhiên ho kịch liệt lên, tiếp theo, oa. Wow. Một tiếng, một ngụm máu tươi từ miệng của hắn trong hộp ra đi ra, nhượng sắc mặt của hắn càng tái nhợt vài phần. Quý đỉnh thiên lau mép một cái vết máu, đúng tần nghị hỏi, tần nghị, thần phong tại thế tục giới nơi ở chính là chỗ này sao? Bởi trước tần nghị tại thế tục giới vẫn theo diệp thần phong, hắn đương nhiên là biết diệp ra sở tại, có chút suy yếu điểm gật đầu, nói rằng ân, lão đại gia chính là chỗ này. Tốt, chúng ta lập tức đi tìm thần phong, nói, quý đỉnh thiên liền hướng diệp ra bên trong biệt thự đi. Tại diệp ra cửa biệt thự gác cảnh vệ, bọn họ đã sớm chú ý tới quý đỉnh thiên đẳng những. Này quần áo quái dị người, khi nhìn đến những này người muốn đi vào diệp ra biệt thự, bọn họ lập tức giơ tay lên trung thương, tướng họng súng đen ngòm nhắm ngay quý đỉnh thiên chúng nhân, một tên trong đó cảnh vệ chất vấn các ngươi là ai? Tới diệp ra làm gì? Đối mặt với họng súng đen ngòm, quý đỉnh thiên chúng nhân một đám nhíu mày, bọn họ hiện tại mỗi người đều bị nghiêm trọng không gì sánh được thương thế, có thể kiên trì đi tới thế tục giới diệp ra, đây đã là một cái không chuyện dễ dàng, dọc theo đường đi bọn họ đều là dựa vào ý chí lực đang chống đỡ. Mà giữa lúc cái này thời gian, một chiếc Mercedes-Benz thương vụ xe chậm rãi hướng tới Diệp ra biệt thự lái tới, bên trong xe đang ngồi là Tôn Bắc Dịch, Tôn Dương An chúng nhân, Diệp Đông Hoa cùng Tôn Mỹ Cẩm cùng Tôn Gia những. Này người du ngoạn kinh thành đi. Đương phụ trách lái Diệp Đông Hoa cùng ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tôn Mỹ Cầm, bọn họ hai cái trước nhìn đến Diệp ra cửa biệt thự người thời gian, bọn họ hai cái không khỏi ngây ngẩn cả người. Sợ rằng một trường phong ba tướng lần thứ hai nhấc lên. chương 742, cấp tốc cứu trị. Gia Gia, ba, Mỹ hình bọn họ thế nào tới thế tục giới? Là không phải cổ võ giới chung xảy ra chuyện gì. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế tôn Mỹ cầm tỉnh lại sau đó, lập tức đúng ngồi ở chỗ ngồi phía sau tôn bác dịch cùng tôn Dương An đẳng người nói. Vì vậy, Diệp Đông Hoa cùng Tôn Mỹ cầm đẳng cả đám lập tức đi xuống xe, Diệp Đông Hoa đúng cửa biệt thự cảnh vệ ra lệnh, cấp ta bỏ súng xuống, đều là người một nhà. Này cảnh vệ chủ yếu là bảo hộ Diệp ra biệt thự an toàn, bây giờ nếu Diệp Đông Hoa đều lên tiếng, như vậy bọn họ đương nhiên là sẽ nghe theo Diệp Đông Hoa ra lệnh. Tôn bác dịch ở trong đám người thấy được sắc mặt tái nhợt, bên mép giữ lại nhẹ nhẹ vết máu quý đỉnh thiên, lập tức đi ra phía trước, nắm quý đỉnh thiên tay, hỏi đỉnh thiên các ngươi đây là có chuyện gì các ngươi làm sao sẽ tới thế tục giới Qua, wow, một tiếng quý đỉnh thiên lần thứ hai hộc ra một ngụm máu tươi có lẽ là nhìn thấy tôn bác dịch chúng nhân vẫn thần kinh căng thẳng rời rạc xuống quý đỉnh thiên cả người thân thể có chút lung lay sắp đổ nuốt một ngụm nước bọt nói rằng thần phong ở nơi nào mau để cho thần phong giúp đỡ nhìn tiểu mỹ nếu không tự không còn kịp rồi ôm tôn tiểu Mỹ Trương Phong cũng lập tức mở miệng nói, ra ra, tiểu Mỹ trong cơ thể nhiều chỗ gân mạch đều bị bị chấn đoạt, dọc theo con đường này chúng ta đều cho nàng không ngừng rót vào chân kình chi lực, nhưng là bây giờ chân kình chi lực đúng tiểu Mỹ cũng không có tác dụng, hay là chỉ có thần phong tài năng đủ trị liệu tốt tiểu Mỹ. Thần phong hiện tại cũng không tại kinh thành A, tôn bác dịch nhíu chạc mày nói rằng, một bên tôn Mỹ cầm an ủi muội muội tôn Mỹ Hinh, nói rằng, Mỹ Hinh, người trước không nên gấp gáp, ta lập tức gọi điện thoại cho thần phong, nhượng hắn đuổi trở lại kinh thành tới, các ngươi tiên tiến diệp ra nghỉ ngơi. Ách, 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 tần nghị đột nhiên gian che ngực, cổ họng trong phát sinh thanh âm thống khổ, không lâu lắm thời gian, hắn cảm giác cổ họng ngòn ngọt, ngọt. Một ngụm lớn máu tươi từ miệng của hắn trong phun đi ra, tiếp theo, hắn lập tức tự mất đi ý thức, thân thể trực tiếp mới ngã trên mặt đất. Đứng tại tần nghị bên cạnh tiết san san trước tiên tướng tần nghị cấp phù lên, khẩu trung hô đạo tần nghị, người tỉnh tỉnh, người tỉnh tỉnh. Người không phải nói phải kiên trì đến nhìn thấy người lão đại sao. Người không phải nói chỉ cần có lão đại người tại, bất cứ phiền phức gì đều có thể đủ giải quyết sao. Cho nên người phải muốn cấp ta chịu đựng. Diệp Đông Hoa nhìn quý đỉnh thiên đảng những, này bị trọng thương người, hắn lập tức gọi điện thoại an bài bác sĩ tới Diệp ra mà Tôn Mỹ cầm tắc là lập tức đánh điện thoại liên lạc xa tại vận thành Diệp Thần Phong. Màn đêm đã hoàn toàn chậm lại. Diệp Thần Phong tại xử lý xong thắng thiên hội cùng thiên đao hội sự tình sau, hắn liền cùng vương phỉ phỉ đảng bốn nữ đi dạo vận thành chợ đêm, mà hổ ca tắc thị phi thường cung kính đi theo Diệp Thần Phong đám người phía sau. Tùy thời đều có thể đủ bang Diệp Thần Phong xử lý một ít phiền toái nhỏ, dù sao vương phỉ phỉ đảng bốn nữ nhân trường được quá hại nước hại dân một ít đang bồi bốn nữ mới vừa đi ra một điều món ăn bình dân đường phố, bốn nữ đòi muốn đi đi dạo trước mặt thương trường thời gian, Diệp Thần Phong nhận được mẫu thân hắn Tôn Mỹ Cầm gọi điện thoại tới, Tôn Mỹ Cầm tại trong điện thoại cũng nói không rõ, chỉ là giản lược nói một lần, quý đỉnh thiên đám người đi tới Diệp ra. Với lại bọn họ toàn bộ bị trọng thương, mấu chốt nhất là Tôn Tiểu Mỹ kiên trì không được bao lâu, nhượng Diệp Thần Phong hiện tại lập lập tức chạy về Kinh Thành. Tại nghe xong Tôn Mỹ cầm gọi điện thoại tới sau đó, Diệp Thần Phong nhíu chặt hai hàng chân mày lại, vội vàng đúng bốn nữ nói rằng, kinh thành phát sinh một sự tình, ta hiện tại phải phải chạy trở về một chuyến, không thể đủ lại cùng các ngươi đi dạo phố. Vương phỉ phỉ cùng hàn sơ tuyết đẳng bốn nữ nhìn đến Diệp Thần Phong mặt thượng khẩn trương biểu tình sau, các nàng không cần đoán cũng biết kinh thành nhất định là xảy ra chuyện lớn. Các nàng đều là thiện giải nhân ý nữ nhân, hàn sơ tuyết mở miệng nói rằng, thần phong, chúng ta cùng người cùng nơi trở lại kinh thành. Diệp thần phong biết bây giờ là tranh đoạt từng giây thời gian, vì vậy điểm gật đầu, nói rằng tốt, chúng ta lập tức xuất phát. Một bên hổ ca cũng lập tức mở miệng nói, lão đại, ta nhượng liễu hạo quảng bọn họ cho chúng ta lấy lòng vé máy bay. Chúng ta bây giờ nhanh đi sân bay đi, ngồi vận thành bay thẳng kinh thành máy bay. Hổ ca gọi điện thoại cho liễu hạo quảng sau, tướng cả kiện sự giản lược nói một lần, Liễu Hạo Quảng lập tức phách bộ ngực cam đoan hội tướng cái này kiện sự tình làm tốt, Liễu Hạo Quảng tại vận thành cái này một tòa thành thị nhân mạch đặc biệt rộng. Vì vậy nguyên bản muốn bay hướng tới kinh thành một giá máy bay, tại Liễu Hạo Quảng gọi điện thoại cho vận thành phi trường người phụ trách sau, dám chờ Diệp Thần Phong bọn họ đã tới sau đó, chiếc phi cơ này tài cất cánh. Mấy canh giờ sau, từ vận thành bay đi kinh thành một giá máy bay, vững vàng rơi xuống kinh thành phi trường quốc tế. Tại Diệp Thần Phong bọn họ đi ra phi trường thời gian, Diệp Đông Kiện mở ra hắn xe Jeep đã ở phi trường bên ngoài chờ, đang ngồi lên phi cơ trước. Diệp Thần Phong cấp tôn Mỹ cầm gọi một cú điện thoại, nói một lần đại khái đến kinh thành thời gian, nên là tôn Mỹ Cẩm an bài Diệp Đông Kiện tới nơi này nhận điện thoại. Bởi xe Jeep trong ngồi không được nhiều người như vậy, hổ ca cũng không có theo cùng đi Diệp ra, hàn sơ tuyết đẳng bốn nữ gạt ra ngồi ở chỗ ngồi phía sau mà Diệp Thần Phong tắc là ngồi ở phó điều khiển thượng. Tiểu Thúc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta nghe ta mụ nói quý tiền bối, Tiểu Di, Tiểu Di phu cùng tần nghị bọn họ đều tới thế tục giới. Với lại bọn họ đều bị trọng thương. Diệp Thần Phong hỏi đang lái xe Diệp Đông Kiệt. Thần Phong, cái này kiện sự tình ta cũng không phải rất rõ ràng, với lại bọn họ muốn chờ ngươi trở về lại nói. Hiện tại ngươi tiểu di nữ nhi là nguy tại sớm tối, từ kinh thành mời tới danh y toàn bộ thúc thủ vô sách, nói người tiểu di nữ nhi tối đa chỉ có thể sống một ngày. Hiện tại bọn họ cũng đều đem hy vọng đặt ở trên người ngươi. Diệp Đông Kiện dưới chân là đạp mạnh cần ga. Đương Diệp Đông Kiện mang theo Diệp thần phong chúng nhân trở lại Diệp ra thời gian. Diệp ra trong phòng khách Diệp Lão ra tử Diệp Trấn Hồng, Tôn Bác Dịch, Diệp Đông Hoa, Tôn Mỹ cầm bọn người ở đây. Tôn Mỹ cầm tại nhìn thấy Diệp thần phong sau, lập tức tiến lên lôi kéo Diệp Thần Phong cánh tay liền hướng trên lầu đi Thần Phong Tiểu Mỹ sắp không được người có thể nhất định muốn tướng Tiểu Mỹ cấp cứu trở về a nếu không người Tiểu Di khẳng định sống không nổi nữa tôn mỹ cầm lôi kéo Diệp Thần Phong đi vào lầu hai một gian trong khách phòng tôn Tiểu Mỹ Tiểu Nha đầu này vẫn không nhúc nhích nằm tại trên giường mà Trương Phong cùng tôn mỹ hình tắc là bồi tại bên giường Diệp Thần Phong liếc mắt liền nhìn ra Trương Phong cùng tôn mỹ hinh cũng bị thương không nhẹ cái này hai người là đang khổ cực chống đỡ. Đến nỗi, Quý Đỉnh Thiên, Tân Nghị cùng Tiết San San, bọn họ tắc là bị an bài tại những phòng khác, tại thầy thuốc kiểm tra hạ, xác định Quý Đỉnh Thiên chúng nhân cũng sống không được bao lâu, bất quá, muốn so tôn tiểu Mỹ thương thế tốt hơn không ít, tối thiểu kéo dài cái mười vài ngày không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên tôn Mỹ cầm mới để cho con trai của nàng Diệp Thần Phong tới trước trị liệu tôn tiểu Mỹ. Thần Phong, Ngươi nhất định muốn mau cứu Tiểu Mỹ a. Ngươi nhất định muốn mau cứu Tiểu Mỹ a. Tôn Mỹ Hình nhìn đến Diệp Thần Phong sau, phảng phất là bắt được cuối cùng một cái phao cứu mạng. Tiểu Di, trước hết để cho ta xem một chút Tiểu Mỹ thương thế. Diệp Thần Phong đi tới bên giường biên, bàn tay đặt tại Tôn Tiểu Mỹ trên bụng, nhu hòa linh hồn lực chậm chậm thẩm thấu vào Tôn Tiểu Mỹ thể nội. Một lát sau, Diệp Thần Phong thu bàn tay về, tướng Tôn Tiểu Mỹ y phục trên người cởi ra. Thình Linh nhìn đến Tôn Tiểu Mỹ, phía sau có một đạo đặc biệt sâu dấu bàn tay, nhẹ nhàng thở ra một hơi thở, nói rằng: "Tiểu Di, Tiểu Di Phu, hai người các ngươi yên tâm, ta nhất định hội tướng tiểu Mỹ cấp cứu trở về." Tôn Tiểu Mỹ thể nội rất nhiều gân mạch là đứt cái triệt để, Diệp Thần Phong dám khẳng định nếu như lại chậm một ngày lời nói, chỉ sợ là liền hắn cũng vô pháp cứu sống Tôn Tiểu Mỹ, cho dù hiện tại Diệp Thần Phong còn có nắm chắc cứu sống Tôn Tiểu Mỹ. Bất quá, cái này cũng phải muốn tiêu hao trong cơ thể hắn sắp tới hơn phân nửa linh hồn lực. Diệp Thần phong từ trong lòng ngực mặt móc ra châm cứu bao, tướng ngân châm lợi dụng cái bật lửa đơn giản khử độc thoáng cái, ngón tay nắm bắt ngân châm, hắn bên trong đan điền đoàn hắc sắc thể khí trong nháy mắt khuyết tán đi ra, đưa hắn cả điều cánh tay phải toàn bộ bọc lại, hắn muốn lợi dụng quỷ vương thập tam châm trước ổn định tôn tiểu mỹ thể nội đứt gân mạch bởi vì hắn mới vừa cảm giác được tôn tiểu Mỹ thể nội gân mạch đang không ngừng héo rút. Đang sử dụng xong quỷ vương thập tam châm sau, bao vây lấy diệp thần phong cánh tay phải hắc sắc thể khí lại lập tức rút về thể nội, bàn tay của hắn đặt tại tôn tiểu Mỹ sau lưng đeo, cuồn cuộn không ngừng nhu hòa linh hồn lực rót vào đến tôn tiểu Mỹ trong cơ thể, bắt đầu bang tôn tiểu Mỹ khôi phục đánh gãy gân mạch. Diệp thần phong phải phải mau sớm trị liệu tốt tôn tiểu Mỹ, bằng không cho dù cuối cùng có thể cứu trở về tới, thời gian kéo được càng trường, lưu hạ di chứng xác suất lại càng lớn, dù sao tôn tiểu Mỹ tài 6-7 tuổi ni. Sau này nhân sinh đường còn dài hơn rất. chương 743, cổ võ giới biến cố. Cuồn cuộn không ngừng linh hồn lực tiến nhập tôn tiểu Mỹ thể nội sau, quấn tại tôn tiểu Mỹ héo rút đứt gân mạch thượng, xúc tiến tôn tiểu Mỹ gân mạch tại nhanh chóng sinh trưởng cùng khép lại. Diệp thần phong trong cơ thể linh hồn lực kịch liệt tiêu hao, mồ hôi trên trán như măng mọc sau cơn mưa như sông ra, mà tôn tiểu Mỹ sau lưng đeo dấu bàn tay, tại theo thời gian trôi qua chậm chậm nhạt đi, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Khoảng chừng nửa giờ sau, Diệp thần phong thu bàn tay về đồng thời tướng đâm vào tôn tiểu Mỹ trên người ngân châm rút xuống, mở u bàn tay sát sát trên trán rậm rạp chẳng chịt mồ hôi hột, lần thứ hai bang tôn tiểu Mỹ kiểm tra một chút thân thể sau, Diệp Thần Phong có thể khẳng định Tôn Tiểu Mỹ thoát khỏi nguy hiểm, trong cơ thể đứt gân mạch cũng toàn bộ khôi phục, chỉ cần lại thật tốt dùng dược vật điều dưỡng cá biệt tháng, Tôn Tiểu Mỹ thân thể tựu mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Nhìn nằm ở trên giường nhắm mắt lại, trong lỗ mũi hô hấp đặc biệt bình ổn Tôn Tiểu Mỹ, Diệp Thần Phong đúng một bên Tôn Mỹ hình cùng Trương Phong, nói rằng Tiểu Di, Tiểu Di Phu, Tiểu Mỹ hiện tại đã không có sinh mệnh nguy hiểm, hai người các ngươi có thể yên tâm. Nghe được Diệp Thần Phong khẳng định lời nói sau, Tôn Mỹ Hình cùng Trương Phong cái này tài nặng nề hộc ra một hơi thở, cùng lúc đó hai người này thân thể cũng bắt đầu lung lay lắc lư, vừa rồi là bởi vì bọn họ nữ nhi cho nên mới vẫn kiên trì. Hiện khi biết nữ nhi mình không có mạng sống nguy hiểm, Tôn Mỹ Hình cùng Trương Phong lại cũng là chống đỡ không được. Tôn Mỹ cầm vội vàng đỡ muội muội của nàng Tôn Mỹ Hình nằm trên giường xuống, mà Diệp Thần Phong tắc là đỡ Trương Phong nằm trên giường xuống, bởi Diệp Thần Phong hiện nay thể nội linh hồn lực tiêu hao chỉ còn gần một nửa, hắn đơn giản ban Tôn Mỹ Hinh cùng Trương Phong kiểm tra một chút thương thế bên trong cơ thể, lợi dụng Quỷ Vương thập tam châm tạm thời ổn định lại bọn họ hai cái thân thể tình trạng, phải muốn đẳng ngày mai linh hồn lực khôi phục, tài năng đủ giúp bọn hắn hai cái trị liệu. Tại xử lý xong Tôn Tiểu Mỹ bên này tình trạng sau, Diệp Thần Phong lại đi nhìn một chút Quý Đỉnh Thiên, tần nghị cùng Tiết San San Đồng dạng là lợi dụng Quỷ Vương thập tam châm tạm thời bang ba người bọn hắn ổn định lại thân thể tình trạng. Audio điện tử Võ Tấn bền. Hai ngày sau, trải qua Diệp Thần Phong mỗi ngày hầu như đều muốn linh hồn lực tiêu hao hầu như không còn tình huống hạ, quý đỉnh thiên đám người thân thể toàn bộ khôi phục, kế tiếp chỉ cần an tâm điều dưỡng thân thể là được. Tại trong hai ngày này Diệp thần phong tịnh không có cấp hỏi quý đỉnh thiên chúng nhân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà là an tâm bang chúng người trước chữa trị xong thương thế bên trong cơ thể. Diệp ra biệt thự trong phòng khách. Diệp lão ra tử Diệp Trấn Hồng, Diệp Đông Hoa, Tôn Mỹ Cầm, Diệp thần phong, Tôn Bác Dịch, Quý Đỉnh Thiên Vân. Vân cả đám đều ở đây. Tôn Bác Dịch nhịn không được mở miệng hỏi, Đỉnh Thiên, hiện tại vội vàng nói với chúng ta nói, các ngươi tại cổ võ giới chung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm sao sẽ chật vật như vậy đi tới thế tục giới chung? Ngồi ở trên ghế salon quý đỉnh thiên, hắn đang nghe tôn bác dịch nghi vấn sau, trong đầu hắn hình như nhớ lại chuyện gì. Đặt ở trên đầu gối một đôi khô bàn tay tức khắc nắm chặt thành nắm tay, một đôi mắt đỏ đậm một phiến, mặt thượng biểu tình dữ tợn không gì sánh được. Không riêng gì quý đỉnh thiên sắc mặt đột biến, tôn mỹ Hinh, trương phong, Tần Nghị cùng Tiết San San, bọn họ một đám tâm tình đều có chút thất khống, lỗ mũi và trong miệng thở gấp ồ ồ khí tức. Tôn Bác Dịch nhìn đến Quý Đỉnh Thiên đám người sau khi biến hóa, hắn không có lập tức truy vấn, mà là chờ Quý Đỉnh Thiên bọn họ tâm tình khôi phục lại bình tĩnh. Chốc lát sau, Quý Đỉnh Thiên đầu tiên ổn định lại tâm tình. Hắn nắm chặt xong quyền bỗng nhiên nới lỏng khai tới, thân thể chậm chậm uốn lượn xuống, cả người có chút chán trường rơi vào sofa trong, Mân mân khô giáo chóc ra môi, mở miệng nói rằng, quỷ y môn cùng chấn thiên môn bị diệt môn, ngoại trừ chúng ta mấy cái này trốn tới người bên ngoài, các đệ tử toàn bộ tử. Tuy rằng trước lúc này Diệp Thần Phong cùng tôn bác dịch chúng nhân đại khái đoán được cổ võ giới chuyện đã xảy ra. Dễ thân tai nghe đến từ quý đỉnh thiên khẩu trung nói ra, cái này để cho bọn họ trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào tiếp nhận. Quý tiền bối, là ai làm? hẳn không có cái nào nhất lưu thế lực có thể đồng thời diệt chấn thiên môn cùng quỷ y môn, huống hồ chúng ta vừa mới vừa diệt quy nguyên môn cùng huyền thiên môn, có cái nào nhất lưu môn phái hội tại cái này thời gian chọc chúng ta. Diệp thần phong hai điều lông mi chăm chú nhíu thành một điều tuyến. Thần phong là đỉnh cấp thế lực bên kia môn phái xuống tay với chúng ta. Quý đỉnh thiên chậm rãi hộp ra một hơi thở nói rằng. Cái gì? Đỉnh cấp thế lực? điều này làm cho diệp thần phong cùng tôn gia người đều kinh hãi diệp thần phong vội vàng hỏi chúng ta cùng đỉnh cấp thế lực không oán không cừu bọn họ vì sao muốn ra tay với chúng ta thần phong lần này chúng ta là thiên toán vạn toán cuối cùng vẫn toán lậu một nước cờ huyền thiên môn trưởng môn trung thiên chỉ lão bà thu hồng mai nguyên lai là đỉnh cấp thế lực người bên kia chúng ta tại bao vây tiếu trừ huyền thiên môn cùng quy nguyên môn thời gian Thu Hồng Mai mang theo nàng con lớn nhất Trung Dương sớm thoát đi Huyền Thiên Môn. Lúc đó không chỉ có Thu Hồng Mai cùng Trung Dương trốn, Quy Nguyên Môn cùng Huyền Thiên Môn chung còn có rất nhiều cá lọt lưới. Muốn đưa bọn họ tìm ra đuổi tận giết tuyệt cũng không là rất dễ, lại nói Quy Nguyên Môn cùng Huyền Thiên Môn đã không tồn tại, những này cá lọt lưới căn bản trở mình không khởi cái gì cành hoa tới, cho nên chúng ta cũng không có đại lực độ lục soát thế nhưng trăm triệu không nghĩ tới huyền thiên môn trung thiên chỉ lão bà Thu Hồng Mai là đỉnh cấp thế lực người bên kia. Trước đây Thu Hồng Mai cùng phụ thân của hắn đi tới nhất lưu thế lực, nhị lưu thế lực cùng tam lưu thế lực bên này, bởi Thu Hồng Mai tư chất tu luyện rất kém, tại đỉnh cấp thế lực bên kia chỉ có điếm để phần, sau lại Thu Hồng Mai lại cùng trung thiên chỉ tốt hơn, cho nên Thu Hồng Mai lựa chọn không trở về đỉnh cấp thế lực bên kia đi. Cái này kiện sự tình ta cũng là tại đỉnh cấp thế lực huyết tẩy chúng ta hai đại môn phái thời gian mới biết, trước lúc này nhất lưu thế lực, nhị lưu thế lực cùng nhị lưu trong thế lực không có bất cứ người nào biết, nguyên lai trung thiên chỉ lão bà là đỉnh cấp thế lực người bên kia. Lần này từ đỉnh cấp thế lực bên kia tới 30 tên thiên giai thượng phẩm cao thủ, 5 tên tiên thiên cảnh cao thủ cùng một gã phá thiên cảnh cao thủ, mà cái này tên phá thiên cảnh cao thủ chính là phụ thân của Thu Hồng Mai cái này nhóm thế lực đầy đủ quét ngang quỷ y môn cùng chấn thiên môn, phàm là tham dự vào trước đại chiến chung môn phái không một may mắn tránh khỏi, ngay cả tần nghị phụ thân thanh vân môn cùng tiết san san phụ thân thiên cơ môn đều bị diệt môn. Đối phương đầu tiên là đúng chúng ta quỷ y môn động thủ, ta tại những đệ tử khác dưới sự che chở trốn thoát, chuẩn bị đi thông chi chấn thiên môn thời gian, đáng tiếc lúc đó ta đã bị trọng thương, tại ta vừa đem sự tình nói cho hoàn mỹ hình bọn họ, người của đối phương đã sát thượng trấn thiên môn. Tại không có lựa chọn nào khác chi hạ, chúng ta dự định thoát đi cổ võ giới, chúng ta chỉ sợ ngươi môn đến lúc trở về, cho nên chúng ta phải muốn đem tin tức này nói cho các người biết. Tại trên đường đào thoát, tiểu Mỹ bị trung dương tên khốn kia cấp phách một trường. May mắn là đỉnh cấp thế lực bên kia có một điều chế ước, phàm là thế lực cao cấp đệ tử không thể đủ đặt chân thế tục giới. Này chế ước là các đại đỉnh cấp môn phái dò xét lẫn nhau, nếu có cái nào đỉnh cấp thế lực xúc phạm này chế ước, cuối cùng khẳng định hội bị hợp nhau tấn công. Cho nên, chúng ta tại thoát đi cổ võ giới sau, tạm thời nhận được an toàn, nhất khắc cũng không có đỉnh đi tới kinh thành, rất sợ chậm một ít tiểu Mỹ nha đầu kia tự muốn không kiên trì nổi. Nghe quý đỉnh thiên đại khái giảng tố một lần cổ võ giới trung chuyện đã xảy ra, diệp thần phong tay phải bàn tay là vẫn đặt tại trước mặt khai trà bằng thủy tinh thượng, trong lúc nhất thời không có khống chế tốt tức giận trong lòng, Phanh. Một tiếng, khai trà bằng thủy tinh trong nháy mắt biến thành mảnh vỡ Một bên tôn bác dịch, tôn dương an cùng tôn hiểu lệ đảng tôn ra người Bọn họ đồng dạng lại cũng vô pháp che giấu lửa giận trong lòng Trấn thiên môn chung đệ tử giống như là người nhà của bọn họ Bây giờ toàn bộ trấn thiên môn bị diệt môn Điều này làm cho tôn ra người làm sao có thể khống chế tâm tình Cái này kiện sự tình nguyên bản chính là quy nguyên môn cùng huyền thiên môn khiêu khích tới hai môn phái này bị diệt cũng là chuyện đương nhiên, có thể đỉnh cấp thế lực người bên kia quả thực là khinh người quá đáng. Tôn bác dịch tức giận là thổi dâu trừng mắt. Tôn thúc, chúng ta bây giờ vẫn có thể làm sao bây giờ ni? Đối phương một cái phá thiên cảnh cao thủ tựu đầy đủ quét ngang chúng ta tất cả mọi người tại chỗ, cái này huyết hải thâm cửu chúng ta muốn báo, chỉ sợ cũng báo không được. Quý đỉnh thiên hai con người chung tràn đầy không cam lòng thần sắc. Quý tiền bối, môn phái đối phương tên gọi cái gì? Diệp thần phong giọng nói âm trầm đáng sợ, đen kịt hai con ngươi nhìn quý đỉnh thiên hỏi. chương 744, đụng phá nam tường không quay đầu lại. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung vào diệp thần phong trên người, diệp lão ra tử diệp trấn hồng tuy rằng không hiểu rất rõ cổ võ giới đỉnh cấp thế lực có nhiều cường, nhưng hắn từ quý đỉnh thiên đám người nói chuyện chung biết một ít. Vội vàng mở miệng nói rằng, thần phong, ra ra ngươi trái tim của ta vẫn không tốt lắm, lần này ngươi cũng không nên lại dọa ta, nghe ra ra ta, ngươi không thể đủ lại tiến nhập cổ võ giới chung đi. Diệp thần phong ngoại thái công tôn bác dịch, trải qua cái này thời gian dài cùng hắn bản thân cái này tăng ngoại tôn ở chung, hắn đã hiểu rõ vô cùng cái này tăng ngoại tôn tính tình, hắn trong lòng mặc dù là phẫn nộ tới cực điểm, thế nhưng hắn biết nếu như Diệp thần phong đi cùng đỉnh cấp thế lực đối kháng, như vậy cơ hồ là cử tử nhất sinh, lập tức làm bộ không sao cả nói rằng, thần phong, ra ra ngươi nói không sai, dù sao ta cũng qua phiền cổ võ giới ngày, sau đó ta ngay kinh thành định cư xuống. Thần phong, lần này ngươi có thể đừng, nữa phô trương, ngươi cấp ta đàng hoàng ngây ngô tại kinh thành. Diệp Đông Hoa khẽ nhíu mày nói rằng, lão đại, ta biết ngươi tâm tình bây giờ, chúng ta có ai là không muốn báo thù. Thế nhưng ngươi đến đỉnh cấp thế lực bên kia đi không phải không không chịu chết sao? thù này chúng ta sau đó có năng lực lại báo cũng không trễ. Tần Nghị đúng Diệp Thần Phong nói rằng, ngồi ở trên ghế salon thần sắc có chút đổi bại quý đỉnh thiên, hắn nói lần nữa, Thần Phong, về quỷ vương thập tam châm bí ẩn, cái này kiện sự tình ngươi cũng chớ để ý, trước đây ba ta thế ngươi cản một trường, cũng không là muốn dùng này tới nhượng ngươi cho chúng ta quỷ y môn làm những gì, cho nên ta cũng tuyệt đối không thể đủ nhượng ngươi lần thứ hai bước vào cổ võ giới. Ở đây võ hiểu phỉ, Hàn Sơ Tuyết đẳng một đám nữ nhân cũng đều là ánh mắt ân cần nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, nói thật đi các nàng toàn bộ đều không muốn Diệp Thần Phong lại đi ra mạo hiểm. Nghe vậy, Diệp Thần Phong thu hồi mặt thượng âm trầm biểu tình, vừa cười vừa nói, các ngươi đã cho ta là người không sợ chết sao? Biết rõ là cử tử nhất sinh còn có thể đi mạo hiểm. Tốt, các ngươi đều cấp ta phóng một trăm tâm, ta chỉ là hỏi một chút môn phái đối phương tên mà thôi lẽ nào liền cái này ta cũng không thể đủ biết. Thần Phong, người không có quyết định này tiểu tốt, người cũng không nên lừa gạt ra ra người ta. Diệp Trấn Hồng nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong nói rằng, làm sao biết chứ, ta tuyệt đối sẽ tại kinh thành đàng hoàng ngây ngô. Diệp Thần Phong nghiêm trang bảo đảm, sau đó đúng quý đỉnh thiên hỏi, quý tiền bối. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết môn phái đối phương tên sao? Quý đỉnh thiên trầm ngâm một hồi, nói rằng, thần phong, cái này thế lực cao cấp tên là Thiên Sơn Môn, đến nối Thiên Sơn Môn tại đỉnh cấp thế lực một mặt ở vào cái gì thứ bậc môn phái, cùng với một ít cặn kẽ tin tức ta cũng không biết. Bất quá, dùng lần này Thiên Sơn Môn xuất động một gã phá thiên cảnh. năm tên tiên thiên cảnh cùng 30 tên thiên giai thượng phẩm, quang là cái này một điểm tựu không phải chúng ta nhất lưu môn phái, nhị lưu môn phái cùng tam lưu môn phái có thể so. Đỉnh cấp môn phái thế lực tuyệt đối không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Quý đỉnh thiên thở dài một hơi nói rằng. Diệp thần phong vững vàng tướng thiên sơn môn cái này ba cái tự ghi tạc trong lòng. Hắn làm sao có thể không lần thứ hai bước vào cổ võ giới. Hắn làm sao có thể không giúp chấn thiên môn cùng quỷ y môn đệ tử báo thù. Lại nói tiếp tạo thành hậu quả như thế. Hắn cũng đã chiếm không nhỏ nguyên nhân. Lại nói, cho dù không có chuyện lần này. Diệp Thần Phong cũng tuyệt đối sẽ bước vào đỉnh cấp thế lực bên kia. Thứ nhất, hai năm sau là trăm năm mười diệp thảo thành thục năm, diệp thần phong phải nên vì hàn sơ tuyết đi lấy đến một gốc cây trăm năm mười diệp thảo. Thứ hai, phụ thân của quý đỉnh thiên quý thuận đức trước đây bang diệp thần phong cản một trường, diệp thần phong là một cái người khác kính ta một thước. Ta mời người khác một trường tính cách, cho nên phần ân tình này hắn cũng phải báo đáp, vô luận như thế nào hắn cũng phải muốn bước vào thế lực cao cấp một bên. Thời gian cũng không còn sớm, mọi người đều sớm nghỉ ngơi một chút, ta hai ngày này là làm việc xấu, cho nên đợi một lát các ngươi cũng không muốn tới quấy giày ta ngủ, đêm nay ta muốn ngủ một mình. Diệp thần phong đúng hàn sơ tuyết đẳng chúng nữ nói rằng, trong miệng liên tục ngáp. Hướng lầu hai gian phòng đi. Hàn sơ tuyết nhìn Diệp thần phong đi lên lầu hình bóng, nàng biết Diệp thần phong nhất định hội lần thứ hai đặt chân cổ võ giới, tạm không nói đến quỷ y môn cùng chấn thiên môn bị diệt môn sự tình. Mượn nàng yêu cầu trăm năm mười diệp thảo loại dược liệu này mà nói, dùng diệp thần phong trọng tình trọng nghĩa tính cách, hắn tự khẳng định sẽ đi đỉnh cấp thế lực một bên. Kỳ thực, Hàn Sơ Tuyết chỉ cần có thể tại còn dư lại 4 năm thời gian trong cùng diệp thần phong là được. Nàng cũng không xa cầu có thể cả đời cùng diệp thần phong hạnh hạnh phúc phúc sống được. Mọi người mấy ngày nay đều muốn nhìn chăm chú khẩn một ít, để tránh khỏi thần phong đi không từ giả, tiểu tử này tính cách có thể không quá dễ dàng chịu thua, lần này hắn nhanh như vậy tự thỏa hiệp ta xem phương diện này khẳng định có vấn đề. Diệp Trấn Hồng đúng mọi người ở đây nói rằng, ta và Mỹ Hinh đêm nay canh giữ ở thần phong cửa gian phòng. Tôn Mỹ cầm rất lo lắng con trai của mình. Ta và đông kiện thủ ở bên ngoài cửa sổ khẩu, phòng ngừa thần phong từ lầu hai cửa sổ ly khai. Diệp Đông Hoa cũng lập tức nói rằng, Diệp thần phong trở lại lầu hai gian phòng sau, hắn liền trực tiếp tướng phòng môn cấp khóa trái, hắn cũng không biết lầu dưới con người làm ra phòng ngừa hắn đào tẩu, mà đặt ra một loạt kế hoạch. Nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần hơn cái tiếng đồng hồ, Diệp Thần Phong nhìn đồng hồ, đã là dạng sáng hơn 2 giờ, hắn từ trên giường đi lên, đứng tại cổng lắng nghe động tĩnh bên ngoài, thình lình nghe được mẫu thân hắn cùng Tiểu Di nói chuyện trời đất thanh âm, mặt thượng không nén nổi lộ ra một vòng cười gượng. Sau đó, Diệp Thần Phong lập tức lại đi tới gian phòng cửa sổ khẩu, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến dưới lầu phụ thân của hắn cùng tiểu thuốc chính đang hút thuốc lá nói chuyện phiếm, hắn nhẹ nhàng mở ra cửa sổ, mắt liếc một cái trước cửa sổ cự ly biệt thự bên ngoài tường rào cự ly, hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn từ trước cửa sổ nhảy ra biệt thự bên ngoài tường rào, trong quá trình này vẫn không thể đủ nhượng phía dưới Diệp Đông Hoa cùng Diệp Đông Kiện phát hiện, bất quá, may là Diệp Thần phong hội quy tức thuật. Cái này đối với hắn mà nói tịnh chưa tính là một chuyện vô cùng khó khăn chậm chậm điều chỉnh tốt hô hấp, Diệp Thần Phong sử dụng ra quy tức thuật, đứng thượng cửa sổ khẩu, thể nội vận chuyển lên linh hồn lực tới, hai chân đạp tại trên bệ cửa, cả người hắn thân thể thức khắc lặng yên không tiếng động hướng biệt thự bên ngoài tường vây đánh đã qua, trong quá trình này Diệp Đông Hoa cùng Diệp Đông Kiện đều muốn không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp. Giữa lúc Diệp Thần Phong thân thể muốn nhảy ra tường vây, hắn cổ họng trong nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm thời gian, hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn nhìn đến phía ngoài tường rào võ hiểu phỉ, triệu uyển đình, hàn sơ tuyết đẳng nữ nhân đều đứng ở nơi đó. Tại rơi xuống đất thời gian thiếu chút nữa không có đứng vững té lăn quay trên mặt đất, Diệp Thần Phong lúng túng sờ sờ mũi, hỏi các người trễ như thế không ngủ, đứng tại phía ngoài tường rào làm gì. Võ hiểu phỉ đôi mắt đẹp trừng mắt Diệp Thần Phong, nói rằng, sơ tuyết nói ngươi đêm nay khẳng định hội nghĩ mọi cách đào tẩu, cho nên chúng ta tại ở bên ngoài thủ chu đãi thỏ, không nghĩ tới người thật đúng là tiêu không một tiếng động đi đi ra bên ngoài tới. Võ hiểu phỉ không có cấp diệp thần phong cơ hội nói chuyện, trực tiếp hướng tới diệp ra bên trong biệt thự đi ra, không lâu lắm thời gian, diệp trấn hồng, tôn bác dịch, tôn mỹ cầm, diệp đông hoa vân. Vân tất cả mọi người đi ra. Diệp Trấn Hồng có chút tức giận nói rằng, thần phong, người đã quên vừa rồi đáp ứng qua ra ra ta lời nói sao? Người thật muốn đem ra ra ta cấp tức chết sao? thần phong, nghe ra ra ngươi lời nói, ngươi không cần nghĩ đến hồi cổ võ giới. Tôn Mỹ cầm đi lên trước lôi kéo Diệp Thần Phong cánh tay nói rằng. Diệp Thần Phong biết hiện tại không ngả bài nhất định là không được, hắn tránh ra khỏi Tôn Mỹ cầm bàn tay, hít sâu một hơi, nói rằng, ngoại thái công, ra ra, ngoại công, ta biết các người cũng là vì ta tốt, thế nhưng ta phải nên vì này người bị chết phụ trách, cả kiện sự tình là nhân ta lên, Lẽ nào ta thì không nên vì bọn họ báo thù sao? Huống hồ ta phải muốn bước vào thế lực cao cấp một mặt, Sơ Tuyết chỉ còn lại có 4 năm thọ mệnh, trị liệu tốt thân thể nàng một loại dược liệu chỉ có đỉnh cấp thế lực một mặt tài có. Diệp Thần Phong nói thật. Thần Phong, ta không yêu cầu ngươi vì ta đi mạo hiểm, cái này còn dư lại 4 năm chỉ cần có thể tại bên cạnh ngươi là được." Hàn Sơ Tuyết vội vàng nói. Ngay cả mình nữ nhân đều không bảo vệ được nam nhân như vậy coi như là nam nhân sao. Diệp thần phong kiên định nhìn hàn sơ tuyết, ngược lại còn nói thêm, trước đây quý thuận đức tiền bối cho ta cản một trường, phần ân tình này ta cũng phải phải báo đáp, lẽ nào các ngươi hy vọng ta trở thành một bất nhân bất nghĩa người nhu nhược sao? Ta diệp thần phong chính là một cái đụng phá nam tường không quay đầu lại người, chỉ cần là ta nhận định sự tình, ta nhất định phải muốn đi làm. Cho nên, các ngươi đều không nên cản ta ta có thể đáp ứng các ngươi, hai năm sau đó ta Diệp Thần Phong khẳng định sẽ sống trở về. Các ngươi bất cứ người nào đều không nên nghĩ bồi ta cùng nơi hồi cổ võ giới, nhiều người trái lại dễ xảy ra chuyện, ta còn muốn trái lại chiếu cố các ngươi, cho nên các ngươi chỉ cần an tâm chờ ta trở lại là được. Nếu sự tình đã nói toạc, như vậy Diệp Thần Phong cũng không cần phải giả bộ tiếp nữa. chương 745, Táng Thi Trong trời đêm treo nhất luôn lành lạnh mặt trăng, thỉnh thoảng thổi qua một trận gió lạnh sẽ cho người không kiềm hãm được nắm thật chặt y phục. Diệp Trấn Hồng đẳng cả đám tại nghe xong Diệp Thần Phong lời nói này sau đó, bọn họ một đám lần lượt trầm mặc lại, Diệp Thần Phong biểu hiện ra phần này tâm huyết bọn họ đều hiểu, cái này tài phù hợp Diệp Thần Phong phong cách làm việc, có thể chuyện lần này cũng không là nói đùa, bọn họ không muốn Diệp Thần Phong một mình đi mạo hiểm. Bầu không khí khoảng chừng yên lặng có 5 phút, Diệp Trấn Hồng nhìn đến cháu của hắn Diệp Thần Phong mặt thượng kiên quyết biểu tình sau, hắn bất đắc dĩ thở dài, nói rằng Thần Phong, xem ra ngươi nhất định phải đi cổ võ giới. Chúng ta đêm nay có thể ngăn cản ngươi, có thể ngày mai, hậu thiên, sau đó ni. Ta có thể đồng ý ngươi đi cổ võ giới, nhưng ngươi phải bảo đảm hai năm sau nhất định muốn bình an trở về. Diệp Lão gia tử lựa chọn thỏa hiệp, hắn vì cháu mình phần tình nghĩa này sở động dung, đi lên trước vươn bàn tay gầy guộc, nặng nề vỗ vỗ Diệp Thần Phong vai, nói rằng, Diệp gia tử tôn không có một là thứ hèn nhát. Thần Phong, ra ra ta tại trên người ngươi thấy được vô số lần kỳ tích, tuy rằng ta thật đặc biệt không muốn ngươi đi mạo hiểm, thế nhưng ta tôn trọng quyết định của ngươi, ta tin tưởng ngươi vẫn có thể sáng tạo kỳ tích đi ra. Ra ra, cảm ơn ngươi tôn trọng quyết định của ta. Diệp thần phong vì không cho bầu không khí trầm trọng như vậy, Ngược lại trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, còn nói thêm, mọi người yên tâm đi, ta Diệp Thần Phong còn không có sống đủ, không hội dễ dàng như vậy sẽ chết, huống hồ ở đây có nhiều người như vậy đang đợi ta, ta thế nào bỏ được đi tìm chết đi. Nếu Diệp lão gia tử làm ra quyết định như vậy, mà Diệp Thần Phong lại lần nữa kiên trì, như vậy cái khác người vẫn có thể nói cái gì đó. Chính như Diệp lão gia tử theo như lời, ngăn được nhất thời, ngăn không được một đời a. À. Lẽ nào nơi này mọi người muốn từng giây từng phút nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong sao? Thần Phong, người lớn lên, ta cũng không nói thêm cái gì, chính người chú ý an toàn. Diệp Đông Hoa ngoài miệng mặc dù nói rất nhẹ, nhưng là từ khóa chặt chân mày đó có thể thấy được tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Thần Phong, đỉnh cấp thế lực toán cá điểu a, tiểu thúc ta vẫn tin tưởng ngươi là toàn thế giới cường hãn nhất, nhất là Phong Nam Nhân tiểu thúc ta chờ ngươi chinh phục hoàn cổ võ giới sau bình an trở về. Diệp Đông Kiện vừa cười vừa nói, chỉ là nụ cười của hắn chung nhiều một vòng lo lắng. Thần Phong, người hài tử này từ nhỏ tựu không nghe lời, nếu như hai năm sau ngươi không có bình an trở về, mụ ta cũng không sống được. Tôn Mỹ cầm viền mắt đã ươn ướt, nước mắt không ngừng từ trong hốc mắt chảy ra. Lão đại, ta, Tần Nghị vừa định muốn nói đã bị Diệp Thần Phong cắt đứt tốt, ta biết ngươi muốn cùng ta đi cổ võ giới, có thể là các ngươi theo ta cũng giúp không được một điểm bận, cái này trương thẻ ngân hàng có điểm tiền, ngươi ở đây kinh thành mua căn hộ tử, trước cùng đệ muội an tâm ở lại. Diệp thần phong tướng một trương ngân hàng tạp đưa cho Tần Nghị. Còn nói thêm, bất quá, Tần Nghị, ngươi và đệ muội hôn lễ có thể nhất định muốn chờ ta trở lại lại tổ chức A. Các ngươi rượu mừng, ta còn là muốn uống một chén. Lão đại, hôn lễ của ta thiếu ai cũng không thể đủ thiếu ngươi a à. Ta chờ ngươi trở lại, tần nhị không nói thêm gì nữa. Một đám dặn dò qua tới sau đó, Diệp thần phong ánh mắt cuối cùng rơi vào võ hiểu phỉ, hàn sơ tuyết đẳng bảy cái trên người nữ nhân, ra vẻ nhẹ nhõm cười nói, xin lỗi. Ta Diệp thần phong thiếu các ngươi nhiều lắm, đẳng chuyện lần này sau khi chấm dứt, ta nhất định thật tốt bồi tại các ngươi bên người, chờ ta trở lại. Thần phong, Chúng ta chờ ngươi." Bảy nữ nhân không hẹn mà cùng nói rằng, tuy rằng các nàng trong lòng rất muốn cùng Diệp Thần Phong đi mạo hiểm, thế nhưng các nàng biết bản thân chỉ sẽ trở thành Diệp Thần Phong phiền toái mà thôi. Hai ngày sau, Diệp Thần Phong thân ảnh xuất hiện ở đi thông cổ võ giới kết giới chi môn sở tại, tại hai ngày trước lúc chia tay. Diệp Thần Phong mặt thượng vẫn là một bộ nhẹ nhõm biểu tình, thế nhưng hắn trong lòng đúng chuyện lần này cũng không có đáy. Dù sao bây giờ dùng hắn 10 cấp đỉnh phong linh hồn lực thực lực, chỉ là giống như là tiên thiên đỉnh phong cao thủ thực lực, thiên sơn môn cái này đỉnh cấp trong thế lực thế nhưng có phá thiên cảnh cao thủ, cho nên để thăm thực lực đối với Diệp Thần Phong mà nói cũng là lửa xém lông mày. Đưa bàn tay đặt tại trên cỏ, cuồn cuộn không ngừng linh hồn lực rót vào trong đó sau. Trước mặt cách đó không xa lập tức xuất hiện một đạo bạch sắc màn sáng, có mấy lần kinh nghiệm sau đó Diệp thần phong đối với kết giới chi môn không có tỏ mò lòng của, khinh xa thục lộ đi vào kết giới chi môn. Tiến nhập cổ võ giới chung. Lúc này cổ võ giới chính trực buổi tối, trong trời đêm điểm suyết khắp trời đầy sao. Diệp thần phong còn không biết thiên sơn môn người có không có trệ lưu lại nơi này biên. Còn là hồi đỉnh cấp thế lực bên kia đi. Khi tiến vào cổ võ giới sau, thân ảnh của hắn lập tức hướng chấn thiên môn phương hướng chạy như bay. Dọc theo con đường này Diệp Thần Phong tướng tốc độ tăng lên tới cực hạn, lại cực kỳ cẩn thận chú ý chung quanh gió thổi cỏ lay. Mấy canh giờ sau, Diệp Thần Phong thuận lợi đã tới Trấn Thiên Môn bên cạnh một chỗ ngọn núi nhỏ thượng. Tại ngọn núi nhỏ thượng quan sát hai ngày sau, hắn phát hiện tại trong hai ngày này không có bất cứ người nào tại Trấn Thiên Môn xuất hiện. Hắn cái này tại tại tối ngày thứ ba ly khai ngọn núi nhỏ, đầu tiên đi tới Trấn Thiên Môn tu luyện trường thượng chỉ thấy tu luyện trường thượng nằm mãn từng cổ một chấn thiên môn đệ tử thi thể, vết máu trên mặt đất vẫn chưa có hoàn toàn bị bốc hơi lên, trong không khí tràn đầy mùi máu tanh nồng đậm. Một cổ lửa giận tại diệp thần phong trong cơ thể thăng lên, lồng ngực nổi như thiêu như đốt rất khó chịu, bên trong đan điền đoàn hắc sắc thể khí biến được xuẩn xuẩn dục động, phát hiện cái này một điểm sau, diệp thần phong lập tức điều chỉnh hô hấp, tận lực khống chế được không cho tâm tình bộc phát ra, khẩu trung thấp giọng nói rằng, yên tâm, ta sẽ vì các người báo thù, ta sẽ nhường thiên sơn môn trả giá 10 lần, gấp trăm lần, thậm chí là nghìn lần đại giới. Diệp thần phong trong miệng chăm chú cắn hàm răng, hắn không thể đủ nhượng những. Này chấn thiên môn đệ tử tử cũng không có có một quy túc, vì vậy, diệp thần phong không để ý thi thể mùi hôi thối, tướng tu luyện trường thượng cùng chấn thiên môn nội thi thể, một lại một bàn chuyển đến chấn thiên môn phía sau núi. Sau đó, lại lợi dụng linh hồn lực tại trên mặt đất đập ra một cái lại một cái hố sâu, tướng những thi thể này toàn bộ mai táng đi xuống, làm xong việc này đủ qua ba ngày thời gian. Tại trong ba ngày này, Diệp Thần Phong cơ hồ là mỗi ngày đều hội khiến cho linh hồn lực toàn bộ tiêu hao tài ngừng, trên mặt hắn cùng với trên người hoàn toàn bị máu tươi cấp nhiễm đỏ, cả người hình như là vừa phao xong máu loãng tắm giống nhau. Tại mai táng xong chấn thiên môn đệ tử thi thể sau đó, Diệp Thần Phong lại tới quỷ y môn phụ cận, đồng dạng là quan sát hai ngày sau, phát hiện quỷ y môn chung cũng không có bất cứ người nào, hắn cái này tài bước lên quỷ y môn tu luyện trường. Diệp Thần Phong tại quỷ y môn tu luyện trường thượng, thấy được ba cụ tương đối quen thuộc thi thể, quỷ y tam thánh đường bá thăng đẳng ba cái lão đầu, trên cổ họng của bọn họ trực tiếp bị một thanh kiếm cấp quán xuyên, nghĩ khởi trước đây cái này ba cái lão đầu hướng hắn thỉnh giáo y thuật thượng vấn đề tình cảnh, Diệp thần phong khẩu trung khí tức tựu thô trọng, trên ngực hạ phập phồng lợi hại. Đối với thiên sơn môn hận ý là càng ngày càng nồng đậm, cưỡng chế tính tướng thể nội thịnh nộ chế trụ sau, diệp thần phong bắt đầu xử lý quỷ y môn đệ tử thi thể, đồng dạng tướng những thi thể này toàn bộ bàn chuyển đến quỷ y môn phía sau núi, tướng những thi thể này toàn bộ thật tốt an táng. Đang xử lý hoàn chấn thiên môn cùng quỷ y môn đệ tử thi thể sau, thời gian đã là đã qua 6 ngày, Diệp Thần Phong ngồi ở quỷ y môn phía sau núi trên một tảng đá lớn, trên người vết máu là càng nhiều hơn, có nhiều hoàn toàn thấy không rõ lắm Diệp Thần Phong thì ra là bộ dáng. Diệp Thần Phong tịnh không quan tâm trên người dính ngượng ngùng máu tươi, cái ót gối lên hai tay thược, phảng phất là đang lầm bầm lầu bầu, dường như lại là tại đúng không khí nói, âm trầm thanh âm tại trong đêm tối chuyển ra, theo ta sáu ngày, lẽ nào hiện tại còn không dự định hiện thân. Từ lúc chôn giấu chấn thiên môn đệ tử thi thể ngày đầu tiên, Diệp Thần Phong cũng cảm giác được có người đang giám thị hắn, bất quá, hắn tịnh không có từ trên người đối phương cảm giác được ác ý, với lại thực lực của đối phương nhiều lắm chỉ có Huyền giai trình tự, cho nên Diệp Thần Phong cũng tự tạm thời mặc kệ bất kể. Bây giờ tướng chấn thiên môn cùng quỷ y môn đệ tử thi thể xử lý xong, hắn đảo muốn nhìn theo hắn 6 ngày người đến cùng ai. Diệp Thần Phong mấy ngày nay trong lòng vẫn nín một cơn tức giận ni chính tìm không được phát tiết địa phương, nếu như đối phương là thiên sơn môn người, hắn không để ý tướng đối phương cấp phân thây. Tại Diệp Thần Phong vừa dứt lời hạ năm sáu giây đồng hồ sau, từ đàng xa trong bóng tối quả nhiên đi ra một đạo nhân ảnh, tại đạo nhân ảnh này đến gần sau, Diệp Thần Phong có chút kinh ngạc, bởi vì đối phương là một nữ nhân, một cái hắn chưa từng gặp mặt, nhưng khí tức trên người nhường hắn có chút quen thuộc nữ nhân. Chương 746, thiếu chút nữa không có cầm giữ ở. Che khuất mặt trăng mây đen chậm chậm rời đi, màu ngân bạch ánh trăng từ trong trời đêm chiếu nghiêng xuống. Bị máu tươi dính đầy toàn thân Diệp Thần Phong, ánh mắt của hắn không nháy một cái nhìn chăm chú vào trước mặt người nữ nhân này, dùng hắn tiêu chuẩn thẩm mỹ tới bình phán, trước mặt người nữ nhân này tướng mạo và khí chất đều tại 9 phần 10 chi thượng, tuyệt đối có thể xứng với mỹ nữ hai chữ này như nước chảy ánh trăng bao phủ nữ nhân thân thể, từ người nữ nhân này vóc người cùng với tướng mạo tới nhìn, tuổi tác nên ở vào 27-28 tuổi. Người nữ nhân này mặc trên người một cái màu xanh xa chất quần áo, hơi mân mân như hoa hồng biện đỏ tươi môi, nhất cử nhất động trong lúc đó tướng nghị lực phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, càng khó phải là người nữ nhân này cấp Diệp Thần Phong một loại xinh đẹp cảm giác, nhượng Diệp Thần Phong cũng không kiềm hãm được thất thần một hai giây. Thế nhưng, Diệp thần phong biết nữ nhân càng xinh đẹp tựu càng nguy hiểm, huống hồ người nữ nhân này theo dõi hắn 7 ngày thời gian, duy nhất nhượng hắn có thể yên tâm là, từ người nữ nhân này khí tức trên người tới nhận, người nữ nhân này thực lực chỉ ở vào huyền giai trình tự. Diệp thần phong thu hồi tâm thần, lớn tiếng chất vấn, ngươi là ai? Vì sao muốn theo dõi ta? Lẽ nào ngươi là thiên sơn môn người? Hỏi ra một vấn đề cuối cùng thời gian, Diệp thần phong trên người trong sát na tuôn ra cuồn cuộn sát ý, chỉ cần trước mặt người nữ nhân này cho hắn đáp án không hài lòng, hắn liền lập tức hội là thủ tồi hoa. Nữ nhân gạt gạt xinh đẹp mày liếu, nàng cảm nhận được diệp thần phong trên người sát khí, lập tức mở miệng nói, diệp thần phong, ta là hạ tử ninh, ta chỉ biết người hội hồi cổ võ rơi tới. Hạ tử ninh? Cái này đùa gì thế? Diệp thần phong nhịn không được nhíu mày một cái. Hạ Tử Ninh rõ ràng chính là một cái thiếu nữ, mà nữ nhân trước mắt này tướng mạo cùng vóc người, quả thực là vung Hạ Tử Ninh mười mấy con phố, người nữ nhân này thế nào lại là Hạ Tử Ninh Nhi? Xem ra không cho phép người có nói thật, Diệp Thần Phong dính đầy máu tươi mặt thượng lộ ra âm trầm dáng tươi cười. Nữ nhân cảm giác được Diệp Thần Phong muốn động thật, nàng cũng không muốn bạch chết vô ích tại Diệp Thần Phong trong tay, khẩu trung lập mã lẩm bẩm khẩu quyết, trên người tức khắc nổi lên một trận năng lượng ba động tiếp theo xinh đẹp nữ nhân tướng mạo cùng vóc người tự phát sinh cải biến dáng dấp thình lình biến thành hạ tử ninh nguyên vốn chuẩn bị là thủ tồi hoa diệp thần phong hắn khi nhìn đến trước mặt nữ nhân tướng mạo cải biến sau đó trong con ngươi của hắn không nén nổi lộ ra thần sắc kinh ngạc nghi vấn hỏi ngươi thật là hạ tử ninh dáng vẻ của ngươi hạ tử ninh khẩu trung lần thứ hai thì thầm một lần khẩu quyết nàng lại khôi phục được xinh đẹp thiếu phụ dáng dấp, nói rằng, hiện tại cái này bề ngoài mới là thật thật ta, ta trước nói qua với ngươi. Ta là từ đỉnh cấp thế lực bên kia trốn tới được, ta là sợ gặp phải phiền phức tài ngụy trang bản thân, đây là chúng ta trong môn phái một loại ảo thuật. Thảo nào Diệp Thần Phong hội cảm giác đối phương khí tức trên người có chút quen thuộc, đang nghe Hạ Tử Ninh giải thích sau đó, hắn mới miễn cưỡng tiếp nhận rồi sự thật này, vẫn như cũng là giọng nói âm trầm hỏi, Hạ Tử Ninh, Ngươi không phải sớm liền rời đi Chấn Thiên môn sao? Ngươi theo dõi ta làm gì? Lẽ nào ngươi còn muốn câu dẫn ta? Nghĩ khởi lần trước câu dẫn Diệp Thần Phong sự tình, Hạ Tử Ninh trên gương mặt thăng khởi một vòng đỏ ửng, nổi giận nói rằng, Diệp Thần Phong, ta biết ngươi tâm tình không tốt, thế nhưng ngươi nghĩ rằng ta Hạ Tử Ninh là tùy tiện như vậy nữ nhân sao? Ngươi yên tâm đi, ta sau đó không hội đúng ngươi ôm bất luận cái gì hy vọng. Lần này ta là tới tìm ngươi đàm một khoản giao dịch, từ lần trước ly khai chấn thiên môn sau đó. Ta vẫn nghĩ đến trở lại đỉnh cấp thế lực bên kia biện pháp, trước đây ta từ đỉnh cấp thế lực bên kia miễn cưỡng tránh được tới, thiếu chút nữa bỏ mạng rồi, chỉ có tiên thiên cao thủ tài năng đủ đi hướng tới thế lực cao cấp một mặt, không chỉ như vậy còn phải phải hiểu một ít thông qua bí quyết. Tại trước đó không lâu ta thấy từ đỉnh cấp thế lực bên kia tới một cái môn phái đồng thời môn phái này tướng quỷ y môn cùng chấn thiên môn đều diệt sau đó, ta tự tin tưởng ngươi khẳng định hội lần thứ hai trở về, cho nên ta vẫn tại cái này phụ cận chờ ngươi. Tương đối ngươi mà nói, ta so ngươi càng hiểu hơn đỉnh cấp thế lực tình huống bên kia, chỉ cần ngươi dẫn ta cùng đi đỉnh cấp thế lực một mặt, ta có thể nói cho ngươi biết thông qua bí quyết, cùng với về đỉnh cấp thế lực chuyện bên kia, bất quá, thực lực của ta đặc biệt hữu hạn, Đến lúc đó ngươi phải phải bồi ta đi một chuyến chúng ta môn phái tàng bảo địa phương. Diệp Thần Phong, đối ngươi như vậy ta đều có lợi, ngươi thấy thế nào? Hạ Tử Ninh đôi mắt đẹp nhìn trước mặt Diệp Thần Phong, cùng đợi đối phương trả lời. Toàn thân là huyết Diệp Thần Phong đi tới Hạ Tử Ninh trước mặt, một luồng đặc biệt mùi thơm của cơ thể tức khắc bay vào hắn trong lỗ mũi. Nhưng hắn không kiềm hãm được hít mũi một cái, cười lạnh nói, ta cho rằng không được tốt lắm ngươi chỉ là chính là huyền giai thực lực muốn ta mang theo ngươi không phải bằng mang theo cái một cái phiền toái sao hạ tử ninh không có nghĩ đến diệp thần phong hội cự tuyệt như vậy thống khoái chân mày không nén nổi nhíu lên nói rằng diệp thần phong ngươi còn là không phải một người nam nhân lần trước ngươi chiếm ta tiện nghi coi như giúp ta một lần cũng không được sao diệp thần phong tùy ý cười nói lần trước là ai chiếm tiện nghi ai hình như là ngươi yêu thương nhung nhớ muốn tới chiếm tà tiện nghi đi. Ngươi, 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 hạ tử ninh bị diệp thần phong khí phải là khẩn cắn ngân nha, trong lúc nhất thời không nhịn được trong cơ thể thịnh nộ, hữu quyền trực tiếp hướng diệp thần phong ngực đập tới. Huyền giai cao thủ một kích đối với diệp thần phong mà nói quả thực quá tiểu nhi khoa, tay phải hắn trực tiếp bắt được hạ tử ninh thủ đoạn, có thể dùng hạ tử ninh nắm tay lại cũng vô pháp tiến tới mảy may. Diệp thần phong, người đánh đá, người mau buông. Nói, Hạ Tử Ninh tay trái lại hướng Diệp Thần Phong quất tới. Diệp Thần Phong nắm Hạ Tử Ninh thủ đoạn bàn tay, dùng sức từ nay về sau mặt lôi kéo, tiếp theo, Hạ Tử Ninh thân thể mất thăng bằng, tay trái huy một cái không, thân thể tức khắc đụng vào Diệp Thần Phong trong ngực, mùi máu tanh nồng đậm xông vào lỗ mũi của nàng trong. Diệp Thần Phong cánh tay phải ôm chặt lấy Hạ Tử Ninh thân thể, nói rằng, nữ nhân quá thô lỗ cũng không tốt, lẽ nào ta vừa rồi có nói sai sao? lần trước rõ ràng chính là ngươi tới câu dẫn ta hạ tử ninh cảm thụ được diệp thần phong trên người mùi máu tươi thân thể của nàng không ngừng vùng vẫy miệng quát diệp thần phong người vương bát đản người phóng khai ta người mau buông ta không cùng ngươi làm giao dịch ta không cần ngươi mang theo ta đi đỉnh cấp thế lực một mặt khoảng cách gần như vậy thân thể thiếp thân thể hạ tử ninh trên người mùi thơm của cơ thể không ngừng xông vào diệp thần phong trong lỗ mũi những này Thiên Diệp Thần Phong mai táng một lại một thi thể, trong cơ thể hắn vẫn tích lũy phẫn nộ ni. Hắn yêu cầu tìm một phát tiết khẩu. Cho nên, Hạ Tử Ninh trên người mùi thơm của cơ thể cùng với thân thể mềm mại mềm mại, điều này làm cho Diệp Thần Phong lực khống chế càng ngày càng thấp, muốn tướng phẫn nộ phát tiết ra ngoài, ngoại trừ sát nhân bên ngoài, chính là cùng nữ nhân làm trên giường vận động. Đương nhiên Diệp Thần Phong là không thể có thể giết Hạ Tử Ninh như vậy chỉ còn lại có một cái lựa chọn diệp thần phong khẩu trung khí tức càng tới càng ồ ồ nhiệt khí thổ tại hạ tử ninh trên cổ của để cho nàng cảm giác tê dại trong lòng nổi giận càng tới càng thịnh vượng diệp thần phong người muốn làm gì người muốn làm gì hạ tử ninh tại biết bản thân không có cách gì dẫy sau đó nàng bình tĩnh mở miệng chất vấn tích lũy ở bên trong thân thể phẫn nộ đang chậm rãi thả ra chậm chậm yếu bớt diệp thần phong lực khống chế Nhìn Hạ Tử Ninh ngực hai luồng sáng choang miêu tả sinh động, Diệp Thần Phong lại cũng không cách nào khống chế, hắn yêu cầu phát tiết, hắn thật yêu cầu phát tiết. Bàn tay trái quỷ thần xui khiến đưa vào Hạ Tử Ninh thanh sắc xa chất quần áo trong, trực tiếp giải khai Hạ Tử Ninh cái yếm, leo lên Hạ Tử Ninh bên trái một ngọn núi. Hạ Tử Ninh cảm thụ được Diệp Thần Phong không thành thật tay trái, nàng cả người dường như bị thông điện lưu, thân thể trong trong nháy mắt đã không có lực lượng nàng hàm răng chăm chú cắn môi đỏ mọng khẩu trung nói rằng, Diệp thần phong, người mau buông, người mau buông, ta van ngươi. Tại lần trước không có cầu dẫn Diệp thần phong sau khi thành công, Hạ Tử Ninh đã cảm thấy môn phái sự tình vẫn phải là cần nhờ chính cô ta, lại nói trong lòng nàng kỳ thực cũng vô pháp tiếp thu đem đệ nhất thứ cấp một cái không tình cảm chút nào nam nhân. Cảm thụ được Diệp thần phong tay trái không ngừng nhu niết, Hạ Tử Ninh thật là hoang mang lo sợ, giờ khắc này, nàng cảm thấy bản thân rất vỉ khuất, nước mắt không nén nổi chảy ra viền mắt, theo gò má tích lạc đến Diệp Thần Phong trên cánh tay của. Diệp Thần Phong tại cảm thụ được trên cánh tay ướt át sau, lại cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực hai mắt đẫm lệ mông lung hạ tử ninh, hắn trong ánh mắt vẻ khát vọng đang chậm rãi tiêu thất, dối tiến hạ tử ninh quần áo trong bàn tay cũng rời đi ra, trong lòng thầm nghĩ Diệp Thần Phong, người tự chủ thế nào kém như vậy. May là không có tướng hạ tử ninh nữ nhân này cấp tại chỗ làm, nếu không ngươi có thể thật muốn biến thành cầm thú. Kỳ thực, cái này thật không trách được Diệp Thần Phong, mấy ngày nay hắn mỗi ngày cùng máu tươi tiếp xúc, trong lòng lệ khí khó tránh khỏi hội càng để lâu càng nhiều, đẳng nhận được trình độ nhất định sau, muốn khống chế cũng không khống chế được, cho nên Diệp Thần Phong tại nhìn thấy hạ tử ninh nước mắt sau, có thể kịp thời thu tay lại, như vậy ý chí lực cùng lực khống chế đã là đặc biệt không tệ. Nếu là đổi thành nam nhân khác, khẳng định sẽ trực tiếp tại chỗ tướng hạ tử Ninh làm. Chương 747, con đường phía trước mù mịt. Diệp Thần Phong tình tự hoàn toàn thở bình thường lại sau đó, ôm lấy Hạ Tử Ninh thân thể cánh tay phải nới lỏng khai tới, có chút lúng túng sờ sờ mũi, nhìn trước mặt đôi má đỏ bừng không gì sánh được, viên mắt đặc biệt ướt át Hạ Tử Ninh, nói rằng vừa rồi nhất thời thất khống, lúc này chúng ta xem như là huề nhau, lần trước ngươi chiếm ta tiện nghi lần này ta chiếm tiện nghi của ngươi, sau đó mọi người hỗ không thiếu nợ nhau. Tâm tình thở bình thường lại sau đó, tư duy rất thanh tỉnh Diệp Thần Phong, hắn nghĩ đến vừa rồi đề nghị của Hạ Tử Ninh kỳ thực cũng khá vô cùng, hắn tiến nhập đỉnh cấp thế lực quả thực yêu cầu một cái hướng đạo, tuy rằng Hạ Tử Ninh thực lực là cạn bả một ít, thế nhưng tổng sống khá giả Diệp Thần Phong tượng chỉ con ruồi không đầu giống nhau loạn đụng. Vì vậy, Diệp Thần Phong lại mở miệng nói rằng, ta có thể mang ngươi tiến nhập đỉnh cấp thế lực, thuận tiện dẫn ngươi đi một chuyến các ngươi môn phái tàng bảo địa phương. khoản giao dịch này ta và ngươi làm. Hạ Tử Ninh đôi má hồng nhuận dường như đang dỉ máu, nghĩ khởi vừa rồi Diệp Thần Phong tay trái tùy ý thưởng thức nàng, cái này đem nàng khí được thân thể mềm mại một trận run. nếu không Diệp Thần Phong thực lực cường hãn một ít, nàng đã sớm xuất thủ cùng Diệp Thần Phong liều mạng. khẩu trung khẽ kêu đạo, ai muốn cùng ngươi làm giao dịch? Diệp Thần Phong người chính là cái vô lại. Tốt, 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 không muốn cùng ta làm giao dịch tựu không làm, ta lại không phải là không có người tựu không đến được đỉnh cấp thế lực một mặt, người chậm chậm tại ở đây hưởng thụ ánh trăng đi. Diệp thần phong cũng không thích nhiệt mặt dán tại lãnh mông thượng, tuy rằng hắn vừa rồi chiếm hạ tử ninh tiện nghi, thế nhưng lần trước hạ tử ninh không phải còn nỗ lực muốn câu dẫn hắn đó sao. Gặp Diệp thần phong chuẩn bị phải ly khai, hạ tử ninh khẩn cắn ngân nha, trong lòng thầm nghĩ, Hạ Tử Ninh, người nhất định phải tính táo. Người nhất định phải tính táo, hiện tại chỉ có tên hỗn đản này có thể giúp cho người giúp đỡ. Đợi được khôi phục thực lực, người sẽ đem khẩu khí này đòi lại. Diệp Thần Phong, người thật là nam nhân sao? Ta tự chưa thấy qua người hẹp hòi như vậy nam nhân. Hạ Tử Ninh tận lực khống chế được tâm tình nói rằng. Diệp Thần Phong nhún vai, nói rằng, Hạ Tử Ninh, ta có phải là nam nhân hay không, lẽ nào ngươi mới vừa rồi không có cảm nhận được có muốn hay không ta lại để cho ngươi thể hội một chút nói nguyên bản xoay người diệp thần phong lại đi tới hạ tử ninh trước mặt hạ tử ninh cho là diệp thần phong muốn thú tính quá cánh tay vội vàng ôm ở ngực nói rằng diệp thần phong ngươi không cần làm càn diệp thần phong cúi người xuống từ dưới đất nhặt lên một khối màu xanh ra trời cái yếm vừa rồi hắn tướng hạ tử ninh cái yếm giải khai có thể dùng cái yếm từ trong quần áo trực tiếp rơi xuống đến trên mặt đất, rơ rơ lên trong tay Lam Sắc cái yếm, nói rằng: "Hạ Tử Ninh, lẽ nào ngươi ưa chân không trạng thái?" Hạ Tử Ninh nhìn đến bản thân thiếp thân vật bị Diệp Thần Phong cầm ở trong tay mặt, điều này làm cho nàng cảm giác coi như là đang sờ thân thể của nàng, trực tiếp từ Diệp Thần Phong trong tay giành lấy cái yếm, nói rằng: "Diệp Thần Phong, từ trước ta thế nào nhìn không ra ngươi là như vậy người?" từ trước ta cũng không nhìn ra người có như vậy vóc người a à. Thật đúng là đừng nói, người bộ ngực xúc cảm đúng vậy. Mềm nhẵn, nhẵn nhụi, đặc biệt có nhiều co giãn, ta nếu như không có đoán sai ngươi nên còn không có có nam nhân đi. Vậy cũng thật thuận tiện nghi ta. Hạ tử ninh nếu cho rằng Diệp Thần Phong là một cái vô lại, như vậy hắn đơn giản tựu vô lại đến cùng. Ngươi, 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 hạ tử ninh lại một lần nữa bị Diệp Thần Phong khí được nói không ra lời. So thân thủ không sánh bằng Diệp Thần Phong, so khẩu miệng cũng không sánh bằng Diệp Thần Phong. Khí được nàng ngực hai cái no đủ viên cầu một trận loạn chiến. Hạ Tử Ninh, ngươi đến cùng còn có muốn hay không cùng ta làm giao dịch? Đại buổi tối, ta có thể không có thời gian bồi ngươi ở nơi này lãng phí. Diệp Thần Phong quay lại chính đề. Hạ Tử Ninh cắn răng nghiến lợi nói rằng, làm, ta và ngươi làm. Diệp Thần Phong ánh mắt quái dị nhìn Hạ Tử Ninh hỏi, người cùng ta làm cái gì? Hạ tử ninh cũng cảm giác được trong lời nói của mình mặt nghĩa khác, nổi giận quát dẹp đường, diệp thần phong, người thiếu vô lại một lần sẽ chết sao? Diệp thần phong nhún vai, vuốt tay, trực tiếp xoay người hướng xa xa đi. Nhìn đến diệp thần phong không nói tiếng nào liền rời đi, hạ tử ninh cấp, diệp thần phong, ngươi, ngươi chờ ta một chút, ngươi chờ ta một chút. Diệp Thần Phong đi tới quỷ y môn phía sau núi một chỗ hồ nhỏ tiền theo sát ở phía sau Hạ Tử Ninh nói rằng Diệp Thần Phong người đều đáp ứng cùng ta làm giao dịch người như thế không nói tiếng nào đã đi đây coi là có ý tứ Diệp Thần Phong tướng trên người dính đầy máu tươi y phục trực tiếp cưỡi xuống cảnh này khiến Hạ Tử Ninh khẩu trung phát sinh a à. một tiếng sau đó lập tức xoay người lại tiếp theo nàng nghe phía sau truyền đến phù phù một tiếng. Hạ Tử Ninh, ai nói ta không rên một tiếng liền đi, ta là tới nơi này tắm, lẽ nào ngươi muốn ta bảo trì vừa rồi phó hình dạng đi hướng tới đỉnh cấp thế lực bên kia. Đi giúp ta tìm kiện sạch sẽ y phục tới, đương nhiên ngươi cũng có thể không đi, như vậy chúng ta giao dịch cũng làm không được. Diệp Thần Phong một mặt thoải mái tắm tắm, vừa hướng Hạ Tử Ninh nói rằng. Xoay người Hạ Tử Ninh, trên mặt hắn thần sắc không ngừng biến đổi, trong lòng thầm nghĩ, nhẫn, ta muốn nhẫn ta nhất định muốn nhẫn. Đã khống chế thoáng cái tâm tình sau đó, hạ tử ninh ly khai chỗ này hồ nhỏ, đi giúp Diệp Thần Phong tìm sạch sẽ quần áo. Bầu trời đầy sao, ánh trăng liêu nhân. Diệp Thần Phong tắm rửa xong đổi lại toàn thân sạch sẽ y phục, ngồi ở quỷ y môn đại điện bên ngoài trên bậc thang, mà hạ tử ninh tắc là ngồi ở bên cạnh hắn, trên người đồng dạng là thay đổi một bộ y phục. Vừa rồi tại Diệp Thần Phong tắm xong sau đó, Nàng cũng không nhịn được tắm một cái, dù sao Diệp Thần Phong ôm nàng thời gian, có thể toàn thân là huyết, trên người nàng cũng lây dính không ít máu tươi. Hạ Tử Ninh, nói cho ta nghe một chút đi đỉnh cấp thế lực tình huống bên kia, Thiên Sơn môn tại đỉnh cấp thế lực bên kia thuộc về cái gì thứ bậc môn phái. Nếu đã cùng Hạ Tử Ninh làm khoản giao dịch này, như vậy Diệp Thần Phong đương nhiên muốn lợi dụng cơ hội này, tốt tốt tướng đỉnh cấp thế lực cùng với Thiên Sơn môn tình huống hiểu rõ một lần. Hạ Tử Ninh bất đắc dĩ mở miệng vì Diệp Thần Phong giải thích, trong lòng nàng hận không thể tại Diệp Thần Phong trên người thật tốt cắn vài khẩu. Đi qua Hạ Tử Ninh giải thích, Diệp Thần Phong đại khái biết đỉnh cấp thế lực tình huống bên kia. Đỉnh cấp thế lực bên kia môn phái tổng cộng chia làm vì ba cái thứ bậc, từ cao tới thấp theo thứ tự là nhất đẳng thế lực, nhị đẳng thế lực cùng tam đẳng thế lực, đến nỗi còn dư lại chính là không có thứ bậc thế lực. Nhất đẳng thế lực tiêu chuẩn, Tối thiểu muốn có 70 tên Thiên giai thượng phẩm cao thủ, 20 tên Tiên thiên cảnh cao thủ, 15 tên Phá thiên cảnh cao thủ cùng 2 gã Nguyên thiên cảnh cao thủ. Nhị đẳng thế lực tiêu chuẩn, tối thiểu muốn có 60 tên Thiên giai thượng phẩm cao thủ, 15 tên Tiên thiên cảnh cao thủ, 10 tên Phá thiên cảnh cao thủ cùng 1 gã Nguyên thiên cảnh cao thủ. Tam đẳng thế lực tiêu chuẩn, tối thiểu muốn có 50 tên Thiên giai thượng phẩm cao thủ, 10 tên Tiên thiên cảnh cao thủ cùng 5 tên Phá thiên cảnh cao thủ mà thiên sơn môn cư hạ tử ninh theo như lời, nên thuộc về tại tam đẳng thế lực trong phạm vi. Nhưng mà, quang là cái này tam đẳng thế lực để diệp thần phong là áp lực sơn đại, 10 tên tiên thiên cảnh cao thủ hoàn hảo nói, nhưng này năm tên phá thiên cảnh cao thủ quả thực là quá thảo đàn. Đúng, người có biết hay không trăm năm thập diệp thảo sinh trưởng tại thế lực cao cấp nơi nào? Trăm năm thập diệp thảo nên là một loại rất chân quý dược liệu đi. Diệp Thần Phong điều chỉnh thoáng cái tâm tình sau, lại hỏi tiếp. Hạ Tử Ninh nhìn nhìn một bên Diệp Thần Phong, nói rằng, trăm năm thập diệp thảo nào chỉ là chân quý. Ngươi nên không hội nói cho ta biết, ngươi lần này tiến nhập đỉnh cấp thế lực còn muốn thu thập trăm năm thập diệp thảo đi. Trăm năm thập diệp thảo tại mấy trăm năm tiền, hay là chỉ là chân quý dược liệu mà thôi, nhưng này trăm năm thập diệp thảo chỉ có tại đỉnh cấp trong thế lực một chỗ tài năng đủ sinh trưởng thế nhưng thượng một lần trăm năm thập diệp thảo thành thục thời gian có một nhóm lớn trăm năm thập diệp thảo tại thành thục thời gian tự toàn bộ khô héo với lại cái này trăm năm thập diệp thảo rất nói thêm thăng thực lực phương thuốc chung đều cần dùng đến cho nên lần này trăm năm thập diệp thảo thành thục khẳng định sẽ khiến một hồi đại quy mô tranh đoạt chiến dùng thực lực của ngươi bây giờ căn bản tham dự không được loại thứ bậc tranh đoạt chiến ta khuyên ngươi còn là buông tha muốn áp dụng trăm năm thập diệp thảo ý niệm trong đầu nghe hạ tử ninh nói trăm năm thập diệp thảo có bao nhiêu chân quý diệp thần phong trong lòng là nặng nề thở dài một hơi quang là thiên sơn môn cũng đã đủ nhượng hắn khổ não bây giờ hai năm sau muốn thu thập trăm năm thập diệp thảo còn muốn trải qua một hồi đại quy mô tranh đoạt chiến huống hồ hắn còn muốn điều tra trước đây quỷ vương tông sự tình đây là vì báo đáp quý thuận đức phần ân tình kia tiến nhập đỉnh cấp thế lực đây đối với diệp thần phong mà nói có thể dùng bốn chữ để hình dung đó chính là con đường phía trước mù mịt. chương 748, Tống Thỏi và Người Đến Một đêm này, Diệp Thần Phong trên căn bản là không có chợp mắt, lúc này cái này loại tình thế, có thể nói là hắn từ trước tới nay gian nan nhất một lần. Ngày thứ hai, sáng sớm, Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh tùy tiện ăn một ít đồ sau, bọn họ hai cái liền lập tức xuất phát đi trước thế lực cao cấp bên kia. Diệp Thần Phong đã từng từ quý thuận Đức Khẩu Trung nghe nói qua, tại cổ võ giới nhất mặt đông, nơi nào bị một phiến xương mù dày đặc cấp đi ngang qua, với lại xương mù dày đặc dưới lại là một điều đi ngang qua toàn bộ cổ võ giới sông. Có người nói cái kia sông có cực vì to lớn hủ thực tính, sở hữu đỉnh cấp thế lực đều tại sông một bên khác. Kinh hai ngày nữa hai dạ đi đường, tại ngày thứ ba buổi sáng, Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh cuối cùng là đã tới mục đích, Diệp Thần Phong nhìn trước mặt nồng đậm xương mù dày đặc, hỏi cái này xương mù dày đặc phía dưới thật có con sông lưu. Với lại nước sông có cực kỳ kịch liệt hủ thực tính. Hạ Tử Ninh chỉ có chính là huyền giai trung phẩm thực lực, hai ngày này không ngừng đi đường để cho nàng là hoàn toàn kiệt sức, nàng tìm một khối tương đối sạch sẽ tảng đá ngồi xuống, tức giận đúng Diệp Thần Phong điểm gật đầu. Hạ Tử Ninh, chúng ta đây vội vàng trước đến đỉnh cấp thế lực lại nói. Diệp Thần Phong đúng ngồi ở trên tảng đá hạ tử Ninh nói rằng: "Hạ tử Ninh lắc đầu, nói rằng hiện tại còn không phải lúc, đợi được trạng vạng 3 4 giờ thời gian, cái này phiến xương mù dày đặc sẽ từ từ biến được loãng xuống, đến lúc đó người tựu sẽ phát hiện xương mù dày đặc dưới khác có càn khôn." Diệp Thần Phong biết Hạ tử Ninh nói như vậy nên là có đạo lý, nhưng bây giờ tài sáng sớm 7 8 giờ hình dạng, cự ly buổi chiều 3 4 giờ còn có 8 9 cái tiếng đồng hồ. Diệp thần phong nhìn đến hai bên trái phải cách đó không xa có một cây chừng hai thước gậy gỗ. Hắn tướng gậy gỗ nhặt lên, lần thứ hai đi tới xương mù dày đặc tiền. Tướng gậy gỗ hướng tới xương mù dày đặc dưới sáp đi xuống. Nhưng mà, tài ngắn ngủi nửa phút dáng dấp, Diệp thần phong nhìn đến lộ tại xương mù dày đặc bên ngoài gậy gỗ đang không ngừng tiêu thất. Hắn vội vàng đem gậy gỗ ném vào một mặt, tại hắn tướng gậy gỗ vứt bỏ đồng thời, cả cây gậy gỗ hoàn toàn tiêu thất tại trước mắt hắn. Cái này xương mù dày đặc dưới nước sông hủ thực tính có phần cũng cường hãn một điểm đi. Diệp thần phong lòng vẫn còn sợ hãi từ trong miệng hộp ra một hơi thở, một bên ngồi ở trên tảng đá hạ tử ninh nhìn đến diệp thần phong khó có được biểu hiện ra bộ dáng chật vật, khóe miệng của nàng không nén nổi xẹt qua một vòng xinh đẹp dáng tươi cười. Nói rằng an tâm đợi được 3-4 giờ đi khi đó không riêng gì sương mù dày đặc nhất loãng thời gian, cũng là nước sông hủ thực tính yếu nhất thời gian. Diệp thần phong vẫn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể tại hạ tử ninh bên cạnh ngồi xuống, kiên nhẫn đợi thời gian trôi qua. Hạ tử ninh không có hứng thú nói chuyện với Diệp thần phong, mà Diệp thần phong cũng không có ý định nhiệt mặt dán tại lãnh mông thược, vì vậy Diệp thần phong lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần tám chín cái tiếng đồng hồ thời gian một cái nháy mắt tự tiêu ma đã qua. Đợi được Diệp Thần Phong mở mắt ra thời gian, thời gian không sai biệt lắm là hơn 3 giờ chung. Trước mặt một phiến xương mù dày đặc quả nhiên chính như hạ tử ninh theo như lời giống nhau, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến được loãng. Hạ tử ninh từ trên tảng đá đứng lên, tới nơi này phiến xương mù dày đặc trước mặt, mà Diệp Thần Phong cũng đi theo hạ tử ninh phía sau, Hạ tử ninh nhìn càng tới càng loãng xương mù dày đặc, ngón tay chỉ vào trong sương mù. Nói rằng, Diệp Thần Phong, người có thấy hay không xương mù dày đặc dưới có một cái hình chữ nhật thạch đôn. Những này đó là có thể đủ bảo đảm chúng ta an toàn đến thế lực cao cấp độ. Đến lúc này, không những xương mù dày đặc hội biến được loãng, nước sông hủ thực tính hội yếu bớt, ngay cả nước sông cao độ cũng hạ hạ. Do đó giấu ở trong nước sông mặt những này đặc thù chất liệu thạch đôn tự hội lộ nổi trên mặt nước mặt. Đương nhiên quang những, này còn chưa đủ, là tối trọng yếu là thông qua giả thực lực phải phải đến đạt tiên thiên cảnh trình tự. Cho nên đợi một lát ngươi nhất định muốn tướng ngươi lực lượng trong cơ thể tới bọc lại ta, nếu không ta sẽ phải chịu đặc biệt nội thương nghiêm trọng, thậm chí là tử vong. Diệp thần phong theo hạ tử ninh ngón tay chỉ hướng, quả nhiên mơ hồ thấy được hình chữ nhật thạch đôn, trực tiếp đưa tay phải ra cánh tay ôm Hạ Tử Ninh mảnh mai. Giữa lúc Hạ Tử Ninh muốn tức giận thời gian, Diệp Thần Phong nghĩa chính ngôn từ nói rằng, đừng cho là ta là muốn ăn ngươi đậu hủ, ngươi cũng không nhìn một chút hông của mình thô thành hình dáng ra sao. Nếu như ta không ôm ngươi, ta đợi một lát thế nào cam đoan an toàn của ngươi. Nghe được Diệp Thần Phong giải thích sau đó, Hạ Tử Ninh chỉ có thể cắn môi, tướng trong lòng nổi giận cấp lần nữa chịu được xuống. Diệp thần phong tướng thể nội linh hồn lực phóng ra ngoài đi ra, bao vây lấy hắn bản thân cùng hạ tử ninh. Tiếp theo, hắn ôm hạ tử ninh bước lên xương mù dày đặc dưới khối thứ nhất hình chữ nhật thạch đôn. Tại bước trên khối thứ nhất hình chữ nhật thạch đôn sau, hắn cùng hạ tử ninh hoàn toàn tiến nhập xương mù dày đặc ở giữa. hô hấp đặc biệt chắc trở, hình như cái này trong xương mù không có chút nào dưỡng khí thông thường. Diệp thần phong mơ hồ nhìn đến khối thứ hai thạch đôn, tại trước mặt hắn một thước địa phương xa, Hắn ôm Hạ Tử Ninh vững vàng rơi vào khối thứ hai thạch đôn thượng. 4 năm phút sau, cảnh tượng trước mắt một biến, Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh xuất hiện ở một rừng cây hai bên trái phải, chu vi không có bất luận cái gì vật kiến trúc, mà sau lưng của bọn họ là loãng xương mù dày đặc, bọn họ đã tới đỉnh cấp thế lực bên này. Có Hạ Tử Ninh thông qua bí quyết, hơn nữa Diệp Thần Phong giống như là tiên thiên đỉnh phong thực lực, muốn an toàn đi qua cái này phiến xương mù dày đặc đương nhiên là không có bất kỳ huyền niệm gì đúng diệp thần phong trên người ngươi có thỏi vàng sao đỉnh cấp thế lực bên này thông dụng tiền là thỏi vàng ngân điều hòa đồng điều chúng ta trước muốn tìm một tòa thành thị đặt chân đến lúc đó nhất định phải dùng đến tiền hạ tử ninh đột nhiên gian mở miệng hỏi đại tỷ chuyện trọng yếu như vậy ngươi thế nào không nói sớm ngươi bây giờ nhượng ta đi nơi nào làm thỏi vàng Diệp Thần Phong khó chịu bĩu môi mong chờ nói rằng. Ngược lại, Diệp Thần Phong nhìn đến tiền phương khoảng chừng 100 thước địa phương, xuất hiện hai trung niên nam nhân, với lại dùng Diệp Thần Phong bén nhạy thính lực có thể mơ hồ nghe được đối phương nói chuyện. Xa xa 100 mét tả hữu cái này hai trung niên nam nhân, bọn họ là thiên sơn trong môn đệ tử, trong đó một cái tóc dài là Tiếu Huy Lược, một khác tóc ngắn là Lý Hào Kiệt. Tiếu Sư Huynh, chúng ta tài trở lại bên này mấy ngày ngắn ngủi thời gian, không nghĩ tới môn phái người lại muốn nhượng chúng ta đi nhất lưu, nhị lưu thế lực một mặt, ta nghe nói lần này chủ yếu nhân vật còn không có giết chết, là một cái tên là Diệp Thần Phong Thanh Niên, có người nói đối phương có so sánh tiên thiên trung kỳ hoặc đỉnh phong thực lực nhi. Bất quá, chỉ cần cái này gọi Diệp Thần Phong xuất hiện ở cổ võ giới, dùng chúng ta hai cái lực lượng giải quyết hắn nên là một bữa ăn sáng sự tình tên là Lý Hào Kiệt Thiên Sơn môn đệ tử nói rằng. Lý Sư Đệ, trước đó không lâu tàn sát thật đúng là thẳng đã nghiền, chấn thiên môn cùng quỷ y môn người quả thực là kém không chịu nổi một kích. Tiếu Huy Lượng vừa cười vừa nói. Đây cũng không phải là mà, Tiếu Sư Huynh, bất quá, chấn thiên môn cùng quỷ y môn chung nữ đệ tử thật đúng là đủ vị, có hai cái trực tiếp bị ta cấp làm chết, đáng tiếc lần này không có phúc khí như vậy, sớm biết rằng nên lưu vài người nữ đệ tử không giết. Lý Hào Kiệt mặt thượng lộ ra xúc sinh biểu tình. Chúng ta nhanh đi một chuyến nhất lưu, nhị lưu thế lực bên kia, nếu như Diệp Thần Phong trở về, chúng ta liền trực tiếp sát, nếu như Diệp Thần Phong không có trở về, chúng ta ở bên kia tìm vài cái trong môn phái nữ đệ tử Lạc Ha Lạc Ha, lấy thực lực của chúng ta, muốn lặng lẽ bắt đi vài người nữ đệ tử còn không phải chuyện dễ dàng sao?" Bị Lý Hào Kiệt vừa nói như vậy, Tiếu Huy Lượng mặt thượng cũng lộ ra vẻ khát vọng xa xa diệp thần phong tại mơ hồ nghe được tiếu huy lượng cùng lý hào kiệt đối thoại sau đó biết được đối phương dĩ nhiên là thiên sơn môn người điều này làm cho hắn lửa giận trong lòng không nén nổi tự nhiên mà sinh bất quá vừa rồi hắn đại khái cảm giác thoáng cái thực lực của đối phương đối phương hai người đều đạt được tiên thiên trình tự một cái ở vào tiên thiên đỉnh phong một cái ở vào tiên thiên trung kỳ cho nên muốn tướng hai xúc sinh này sát diệp thần phong chỉ có thể dùng trí không thể đủ dùng lực, dù sao hắn thực lực hôm nay chỉ là cùng Tiên Thiên Bỉnh Phong cao thủ lực lượng ngang nhau. Diệp Thần Phong nhượng tâm tình khôi phục bình tĩnh sau đó, hắn lập tức từ dưới đất sờ soạn một cái nê, lung tung vẽ loạn ở trên mặt, nếu đối phương là tới tìm hắn, nói như vậy bất định trong tay đối phương có hắn bức họa, hắn cũng không thể đủ bị trực tiếp nhận ra. Một bên Hạ Tử Ninh cũng thấy có người tại hướng tới cái này vừa đi tới giữa lúc nàng muốn cải biến thành thiếu nữ dáng dấp thời gian, bị Diệp Thần Phong cấp ngăn lại, khóe miệng lộ ra một vòng nhượng người nhìn sợ hãi dáng tươi cười, nói rằng đừng vội cải biến hình dạng, đợi một lát ngươi phải phải phối hợp ta, tống thỏi vàng người đến. chương 749, Sát Nhân, Đoạt Tài Bởi hạ tử ninh thực lực hữu hạn, nàng căn bản không nghe được Tiếu Huy Lượng cùng Lý Hào Kiệt nói chuyện, cho nên nàng đúng Diệp Thần Phong theo như lời nói, cảm giác đặc biệt mạc danh kỳ diệu, hỏi, Diệp Thần Phong, cái gì tống thỏi và người đến? Người nên không hội muốn cướp đoạt đi. Xa xa đi tới hai người là thiên sơn môn đệ tử, cái khác lời vô ích không cần nói nhiều, ta đơn giản cùng ngươi nói một chút kế hoạch của ta, ngươi nhất định muốn nghe kỹ cho ta, bởi vì đối phương có một người thực lực và ta lực lượng ngang nhau, nếu như chúng ta lộ ra tay chân, ta là đặc biệt dễ chạy trốn, bất quá ngươi mà. Phỏng trừng tựu rất nguy hiểm diệp thần phong thấp giọng nói rằng diệp thần phong ngươi diệp thần phong trực tiếp cắt đứt hạ tử ninh ngôn ngữ kế tục tự mình nói rằng kế hoạch của ta là như vậy ngươi cùng ta vẫn thành một đôi cái nhau phu thê mà ngươi là một cái phóng đáng đúng vậy nữ nhân chúng ta đợi một lát đòi đòi tựu ra đi mà ngươi muốn tử muốn sống chạy vào bên cạnh trong rừng cây đi đối phương là hai cái đối với nữ nhân rất cảm giác hứng thú nam nhân bọn họ khẳng định hội bị ngươi tiến cử trong rừng cây mà ta sẽ từ rừng cây một bên khác tiêu tiêu ẩn núp đi vào, ta cam đoan sẽ không để cho ngươi thiếu rơi một sợi tóc. Diệp thần phong, ngươi mới là phóng đáng nữ nhân, cả nhà ngươi đều là phóng đáng nữ nhân. Hạ tử ninh tức giận nói rằng, Diệp thần phong mắt thấy thiên sơn môn hai gã đệ tử tại đi tới, hắn hiện tại có thể không có thời gian lại trấn an hạ tử ninh, tướng thể nội thực lực hoàn toàn thu liếm, trực tiếp tiến nhập diễn kịch trạng thái, mắng, người cái không đàn bà không biết xấu hổ, người nói, người ở bên ngoài đến cùng có bao nhiêu nam nhân. Người còn có biết hay không cái gì gọi là liêm sỉ chi tâm. Mắng xong lời nói này sau đó, Diệp Thần Phong không ngừng đúng Hạ Tử Ninh nháy mắt. Mà Hạ Tử Ninh nhìn đến càng đi càng gần hai gã thiên sơn môn đệ tử, nàng tại trong lòng thầm nghĩ tốt. Ta liền theo người diễn tuồng vui này, người cũng dám mạ ta là phóng đáng nữ nhân. Hạ Tử Ninh cũng lập tức tiến nhập diễn kịch trong trạng thái, xinh đẹp mặt thượng lộ ra cực vì thần sắc khinh thường, nói rằng cái này có thể trách ta sao? Ngươi chính là một cái vô dụng nam nhân, mỗi lần thượng giường của ta trước, ngươi đều muốn ăn đặc biệt nhiều dược vật, có thể kết quả là ngươi còn là giống nhau vô năng. Ngươi vô sỉ còn biến thành đạo lý, chớ quên trước đây là ai giúp ngươi ra trả sạch nợ nần, ngươi như bây giờ làm không làm? Thất vọng ta sao? Ngươi tại sao không đi cấp ta chết? Diệp thần phong khàn cả giọng quát dẹp đường. Tốt, 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 không chính là tử sao. Cho dù chết, cũng so theo người cái này kẻ bất lực mạnh hơn nhiều. Nói, hạ tử ninh trực tiếp giận đùng đùng hướng tới bên cạnh rừng cây đi, nhiễm nhiên là một bộ muốn tìm cái chết dáng dấp. Thật là một không biết xấu hổ kỹ nữ, người sớm nên chết đi. Diệp thần phong khi nhìn đến hạ tử ninh đi vào rừng cây sau, hắn liền đầu đều không có hồi thoáng cái tựu đi về phía trước. Mà một bên chứng kiến hai vợ chồng này cãi nhau tiếu huy lượng cùng Lý Hào Kiệt, bọn họ hai cái khi nhìn đến hạ tử ninh xinh đẹp tướng mạo thời gian. Bọn họ hai cái trong lòng dường như mèo móng vuốt tại cao, để cho bọn họ trong lòng động khó chịu, dù sao bọn họ vừa còn đang đàm luận chuyện của nữ nhân nhi. Nhìn đến mãn mặt là nê diệp thần phong đi xa, Lý Hào Kiệt nuốt một ngụm nước bọt, nói rằng, thiếu sư huynh, người nữ nhân này tuyệt đối là cực phẩm A. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua đẹp như vậy tươi đẹp nữ nhân ni. Nữ nhân như vậy nếu quả như thật tự sát, đây chẳng phải là quá đáng tiếc, dù sao môn phái không có quy định chúng ta đi ra bao lâu, chúng ta tiên tiến dừng cây hưởng thụ một chút thế nào. Như thế phóng đáng nữ nhân, nàng nhất định là không hội cự tuyệt chúng ta. Bị Lý Hào Kiệt vừa nói như vậy, Tiếu Huy Lượng cũng thật động lòng. Ngẫm nghĩ sau một lát, hắn nói rằng tốt, Lý Sư Đệ, người trước ở bên ngoài cấp ta nhìn, chờ ta làm xong việc tình, chúng ta lại trao đổi. Lý Hào Kiệt tuy rằng trong lòng có chút không vui, nhưng người nào nhượng tiếu huy lượng thực lực cao hơn hắn, với lại lại là sư huynh của hắn đi. Lập tức vừa cười vừa nói, tiếu sư huynh, người yên tâm đi vào tốt, có ta ở đây bên ngoài giúp người xem, tuyệt đối sẽ không phát sinh cái gì hết ý. Vậy làm phiền Lý Sư Đệ. Tiếu Huy Lượng cười hướng tới trong rừng cây đi. Mà tại vừa Tiếu Huy Lượng cùng Lý Hào Kiệt nói chuyện thời gian, Diệp Thần Phong thừa dịp cái này khe hở, hắn từ rừng cây một bên khác xông vào, lập tức sử dụng ra quy tức thuật, tận lực vẫn duy trì không phát ra bất cứ động tĩnh gì tới, tiêu không một tiếng động đi tới hạ tử ninh bên cạnh bên cạnh một chỗ trong bụi rậm, sau đó đợi con mồi mắc câu. Chính như Diệp Thần Phong sở liệu, đệ nhất cái đi vào rừng cây là cái kia có tiên thiên đỉnh phong thực lực tiếu huy lượng đối với diệp thần phong mà nói chỉ phải giải quyết tiếu huy lượng một khác mặt hàng đối với hắn mà nói sẽ không có bất luận cái gì khó khăn hạ tử ninh lưng đúng tiếu huy lượng từ trên người cầm đi ra một sợi dây tướng sợi dây cột vào trên cây khô thật giống như là muốn thắt cổ tự sát giống nhau tiếu huy lượng nhìn đến hạ tử ninh hành động sau mặt thượng lộ ra một vòng không kịp chờ đợi thần sắc Nói rằng, tiểu nương tử, hà tất vì loại vô dụng nam người tức giận ni? Nếu không sau đó liền theo ta phải, ta cam đoan có thể nhượng ngươi hài lòng. Lưng đúng Tiếu Huy lượng Hạ Tử Ninh, xoay người lại, hỏi, ngươi là ai? Ta là có thể nhượng ngươi thỏa mãn nam nhân, ngươi có chưa từng thử qua không cầm quyền bên ngoài làm trải qua? Ngày hôm nay ta là có thể nhượng ngươi nếm thử thứ mùi này. Thật sự là Hạ Tử Ninh tướng mạo thật đẹp tươi đẹp là người đàn ông tự chống lại không được cái này loại mị lực, huống chi là tiếu huy lượng cái này trùng xúc sinh. Hạ tử ninh trong lòng đúng tiếu huy lượng sinh ra thật sâu chán ghét, có thể nàng biết bây giờ không phải là lộ ra tay chân thời gian, một ngày lộ ra tay chân, sợ rằng chính cô ta tự gặp nguy hiểm, bất động thanh sắc cười nói, người có thể thỏa mãn ta. Có thể, đương nhiên có thể, người cũng không nên hoài nghi thực lực của ta. Tiếu huy lượng vội vàng nói nếu nhà ta hỗn đản như vậy vô dụng ta tự chết như vậy chẳng phải là lợi cho hắn quá ta phải thật tốt sống sót hạ tử ninh dường như đang lầm bầm lầu bầu lại phảng phất là nói cho trước mặt tiếu huy lượng nghe tiểu nương tử chúng ta đây vội vàng bắt đầu đi tiếu huy lượng chuẩn bị đi cởi ra trên người mình quần áo mà đang ở tiếu huy lượng nhất thả lỏng cảnh giác thời gian diệp thần phong lợi dụng quy tức thuật tiêu không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn Cùng lúc đó, Diệp Thần Phong tay phải bàn tay chung xuất hiện một cây ngân châm. Chính đang mở ra quần áo tiếu huy lượng, bản năng cảm giác phía sau lạnh siêu siêu, hắn trong giây lát xoay người lại, Diệp Thần Phong khóe miệng cười nhạt ánh vào mí mắt của hắn, hắn biết là bản thân bị lừa, đáng tiếc đây hết thảy đã là chậm, tại hắn xoay người trước mắt, Diệp Thần Phong bàn tay phải chung ngân châm nhanh chóng hướng tới hắn cổ họng khẩu vào tới. Tiếu huy lượng căn bản không có cơ hội tránh né, Hắn cùng Diệp Thần Phong thực lực lực lượng ngang nhau, mà bây giờ Diệp Thần Phong sử dụng đánh lén biện pháp, tại sự tình đột nhiên phát sinh sau khi biến hóa, thiếu Huy Lượng động tác khẳng định hội mạn thượng một phách, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ngân châm xuyên qua hắn cổ họng trong. Cổ họng khẩu kịch liệt đau xót, một cái huyết điểm xuất hiện ở thiếu Huy Lượng cổ họng thượng, tiếp theo, hắn lập tức cảm giác được khẩu trung sự khó thở, hai tay chăm chú bụng cái cổ, hai con người gắt gao trừng mắt Diệp Thần Phong khẩu trung hô hấp càng ngày càng gấp rút, hắn cảm giác mình chết như vậy quá biệt khuất. Ra sức muốn vùng vẫy, đáng tiếc đây chỉ là tốn công vô ích mà thôi, tiếu huy lượng khẩu trung hô hấp biến được càng tới càng hư nhược rồi, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn tiêu thất, cả người té lăn quay trên mặt đất. Diệp thần phong nhìn té trên mặt đất chết không nhắm mắt tiếu huy lượng, khẩu trung nói rằng, những người thống khoái như vậy tử, người nên cảm thấy cao hứng nếu không cái này tiếu huy lượng thực lực đạt tới tiên thiên đỉnh phong, Diệp Thần Phong sợ nếu như không có ngay từ đầu tự triệt để giải quyết đối phương, khả năng trên đường hội phát sinh biến cố, hắn tuyệt đối sẽ không để cho tiếu huy lượng tử thống khoái như vậy. Diệp Thần Phong, lần sau ta tuyệt đối không hội lại cùng ngươi làm loại chuyện này, ngươi chính là cái vô sỉ hỗn đản. Hạ tử ninh nhìn đến Diệp Thần Phong đúng lúc xuất hiện tướng tiếu huy lượng sát sau đó, nàng tuy rằng trong lòng là thở dài một hơi, thế nhưng miệng nàng thượng như cũng không có phóng qua Diệp Thần Phong. Hạ tử ninh, trước đừng có gấp, bên ngoài còn có một cái ni. Lại nói lẽ nào ngươi muốn sau đó đầu đường xó chợ sao? Diệp Thần Phong từ tiếu huy lượng lương gian cởi xuống một cái túi tiền, bên trong thình lình có 5 căn kim điều cùng 5 căn ngân điều. Diệp Thần Phong cười cầm ra một căn kim điều tại hạ tử ninh trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Chuyệt! N của tôi! nét hạ tử ninh tại nhìn thấy Diệp Thần Phong trong tay thỏi vàng sau, nàng của miệng trầm mặc không nói. chương 750, Diệp Thần Phong, người biến thái. Tại tướng Tiếu Huy Lượng giải quyết rồi sau đó, Diệp Thần Phong không có cần thiết lại thủ chu đãi thỏ, thiên sơn trong môn một người đệ tử khác Lý Hào Kiệt, toàn thân thực lực chỉ có đến tiên thiên trung kỳ, cho nên Diệp Thần Phong lựa chọn chủ động xuất kích. Đứng tại bên ngoài rừng cây Lý Hào Kiệt, trong đầu một nghĩ đến hạ tử ninh xinh đẹp tư thái miệng của hắn trong tựu không ngừng phân bố ra nước bọt tới khẩu trung đô lầm bầm nang đạo thiếu sư huynh thế nào chậm như vậy nữ nhân kia có thể nghìn vạn không thể đủ bị thiếu sư cấp lăn qua lăn lại từ a như vậy xinh đẹp nữ nhân ta còn là hồi thứ nhất gặp phải thế nào là không phải không kịp đợi một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền vào lý hào kia tai trong có thể dùng rơi vào ảo giác trung lý hào kiệt lập tức tỉnh lại xoay người nhìn đến diệp thần phong thân ảnh thời gian hắn lập tức cảm thấy không thích hợp khẩu trung hỏi ngươi là vừa rồi nữ nhân kia lão công đó là một cảm bẫy ngươi còn không tính là ngốc đến không có thuốc nào cứu được tình cảnh diệp thần phong cười nhún vai chung quanh đây trừ bọn họ ra hai cái bên ngoài tự lại không người khác hắn không để ý tại lý hào kiệt trên người lãng phí một chút thời gian vừa rồi trực tiếp sát Tiếu Huy Lượng là bởi vì thực lực đối phương nguyên nhân, mà tại Lý Hào Kiệt trên người, Diệp Thần Phong hoàn toàn không cần lo lắng yếu tố này, có thể thật tốt rằn vặt một phen Lý Hào Kiệt xúc sinh này, lại đem xúc sinh này đưa đi thấy Diêm Vương ra. Lý Hào Kiệt con người hơi co lại, trong cơ thể chân kình chi lực chợt vận chuyển, quát dẹp đường Tiếu Sư Huynh Ni. Các ngươi tướng Tiếu Sư Huynh làm sao vậy? Các ngươi không thể có thể đánh bại Tiếu Sư Huynh, người biết chọc chúng ta hậu quả là cái gì không? Diệp thần phong lắc đầu, nói rằng ta không biết chọc các ngươi hậu quả. Bất quá, ta biết ngươi đợi một lát hậu quả sẽ rất thê thảm. Rất thảm, cái này một điểm ta có thể cam đoan với ngươi. Diệp thần phong khóe miệng lộ ra một vòng lạnh giá thấu xương dáng tươi cười, với lại cười nhạt dần dần lan rộng mãn hắn cả khuôn mặt, dưới chân của hắn sử xuất huyền thiên bộ pháp. Một bước bước ra, xúc địa thành thốn tại lý hào kiệt còn không có phản ứng kịp lúc diệp thần phong thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn có thể dùng hắn hơi co lại con ngươi trượt phóng đại tiếp theo hắn cảm giác cổ họng khẩu đau xót một chỉ bàn tay trắng nõn giữ lại cổ của hắn diệp thần phong thực lực có thể so với tiên thiên đỉnh phong mà lý hào kiệt tài tiên thiên trung kỳ thực lực cho nên diệp thần phong muốn chế trụ lý hào kiệt là một cái chuyện dễ dàng bị chế trụ cái cổ lý hào kiệt trong lòng bị kinh ngạc cùng sợ hãi cấp lắp đầy, hắn định không nghi ngờ chỉ cần đối phương một dùng sức, hắn liền lập tức hội đi đời nhà ma. Giọng nói ngưng trọng hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi biết thân phận của chúng ta sao? Diệp thần phong không để ý đến Lý Hào Kiệt vấn đề, chế trụ Lý Hào Kiệt cái cổ bàn tay nắm thật chặt, có thể dùng Lý Hào Kiệt sắc mặt đỏ lên, cổ họng trong lại cũng nói không ra lời. Xem ra ngươi còn không rõ ràng lắm tình thế bây giờ. Diệp thần phong một mặt cười nhạt hỏi, một mặt chế trụ Lý Hào Kiệt cái cổ hướng tới trong rừng cây đi. Đương Lý Hào Kiệt nhìn vào trong rừng cây nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích tiếu huy lượng thời gian, hắn một khỏa tâm là hoàn toàn chìm vào đáy hồ. Mà Diệp thần phong tại cái này thời gian cũng buông lỏng ra Lý Hào Kiệt cái cổ, bất quá tại buông ra cổ hắn đồng thời, Diệp thần phong bàn tay phải chung xuất hiện một cây ngân châm, tướng ngân châm trực tiếp đâm vào Lý Hào Kiệt cái cổ một cái huyệt vị thường có thể dùng Lý Hào Kiệt tạm thời mất đi năng lực hành động. Trên cổ áp lực tiêu thất sau đó, Lý Hào Kiệt thở hổn hển vài khẩu thô khí, nói rằng ta là thiên sơn môn người. Các ngươi đừng giết ta, sự tình hôm nay ta có thể cho rằng không có phát sinh. Diệp thần phong trực tiếp tướng Lý Hào Kiệt bên hông một cái túi giải xuống, bên trong đồng dạng có 5 căn thỏi vàng cùng 5 căn thỏi bạc, hơn nữa vừa rồi thiếu huy lượng trên người thỏi vàng cùng thỏi bạc, hiện trong tay Diệp Thần Phong tổng cộng có 10 căn thỏi vàng cùng thỏi bạc, đây đầy đủ hắn cùng Hạ Tử Ninh tại đỉnh cấp thế lực bên này thành trấn trong tìm cái chỗ đặt chân. Nhìn đến Diệp Thần Phong cầm đi bên hông hắn túi, Lý Hào Kiệt cho là đối phương là vì tiền tài, vội vàng nói, hai vị, các ngươi chỉ là vì cầu tài mà thôi, ta có thể cam đoan, chỉ cần các ngươi thả ta, ta cho các ngươi thêm 10 căn thỏi vàng cùng thỏi bạc. Người đề nghị này đúng vậy, bất quá, người nghĩ rằng ta là ngu ngốc sao? Diệp Thần Phong rút ra một cây thỏi vàng, cười nhạt tại Lý Hào Kiệt trên gương mặt hài hước vỗ vỗ nói rằng: Ta tuyệt đối không hội lừa các ngươi, các ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Lý Hào Kiệt một cái kình nói rằng: Ta trái lại có thể tin tưởng ngươi, nhưng ngươi biết ta là ai không? Diệp Thần Phong cười nhạt hỏi: Vị huynh đệ này, chúng ta hình như cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt đi. Ta cũng không là nhận thức ngươi a. À ngươi là không phải nhận lầm người. Lý Hào Kiệt nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong dính đầy bùn đất khuôn mặt nói rằng. Ngươi hội không nhận thức ta, các ngươi nhiệm vụ lần này là cái gì? Là không phải muốn giết một người tên là Diệp Thần Phong người. Rất không xảo, ta chính là các ngươi muốn giết Diệp Thần Phong, ngươi bây giờ cho là ta còn có lý do muốn phóng qua ngươi sao? Diệp Thần Phong mặt thượng thần sắc càng lạnh như băng. Oanh! Diệp Thần Phong! Lý Hào Kiệt trong đầu đột nhiên biến được trống rỗng, qua thật lâu thời gian mới hồi phục tinh thần lại, môi run rẩy nói rằng, ta nghĩ ngươi nhất định là hiểu lầm, ta nghĩ ngươi nhất định là hiểu lầm, chúng ta lúc nào nếu muốn giết ngươi. Nga, không có sao, như vậy ngươi và sư huynh ngươi mới vừa rồi còn trò chuyện thẳng vui mừng mà. Nói cái gì chấn thiên môn cùng quỷ y môn nữ đệ tử rất đủ vị. Tưởng các ngươi cái này trùng xúc sinh còn có sống trên thế giới này cần thiết sao? Diệp thần phong băng như hàn xương nhìn chằm chằm Lý Hào Kiệt, chân phải chợt hướng Lý Hào Kiệt hai chỗ đầu gối đạp đi xuống. Phanh, răng rác, răng rác, a, à. Lý Hào Kiệt thân thể tức khắc té lăn quay trên mặt đất, xương bánh chè trong truyền ra vỡ vụn thanh âm, cổ họng trong phát sinh thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Diệp thần phong từ trong lòng ngực mặt móc ra một khỏa tinh tận hoàn, hắn lần trước tại hàn môn thời gian duy nhất chế tạo rất nhiều cái này loại dược hoàn, đứng ở kêu rên không dứt Lý Hào Kiệt bên cạnh, tướng Lý Hào Kiệt miệng bài khai tới, trực tiếp tướng tinh tận hoàn nhét vào Lý Hào Kiệt trong miệng, khiến cho Lý Hào Kiệt tướng tinh tận hoàn cấp nuốt vào trong bụng, đồng thời tướng trên cổ hắn ngân châm cấp rút xuống, nhượng hắn khôi phục năng lực hành động. Sau đó, Diệp Thần Phong từ dưới đất đứng lên, đúng một bên hạ tử ninh, nói rằng, người tới trước bên ngoài rừng cây đi chờ ta, ta rất nhanh liền ra tới. Hạ Tử Ninh đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, tức giận nói rằng, ngươi nhượng ta đi ra ngoài chờ ngươi, ta vừa muốn đi ra chờ ngươi sao? Diệp Thần Phong, ta dựa vào cái gì nghe lời ngươi? Ta sẽ sống ở chỗ này. Tốt, đây chính là ngươi nói, đợi một lát đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi nên tránh. Diệp Thần Phong không sao cả nhún vai, trong mắt đen nhánh nhìn chấm đất thượng bị cắt đứt hai chân Lý Hào Kiệt. Cái này còn dùng được ngươi nhắc nhở sao? hiện tại ở đây vừa không có nguy hiểm, ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hạ Tử Ninh rất rõ ràng đúng vừa rồi Diệp Thần Phong để cho nàng sắm vai phóng đáng nữ nhân còn đang tức giận đi. Té trên mặt đất nuốt tinh tận hoàn lý hào kiệt, không lâu lắm thời gian, trong thân thể của hắn cũng cảm giác khô nóng không gì sánh được. Tiếp theo một cổ vô cùng vô tận khát vọng tại trong cơ thể hắn nảy xanh, hắn cổ họng trong phát sinh thanh âm thống khổ, trên trán là nổi gân xanh, hai con ngươi nhìn hạ tử ninh thời gian, hắn cổ họng trong điên cuồng nuốt nước bọt. Đáng tiếc là Lý Hào Kiệt không có cách gì từ dưới đất đứng lên, nếu không hắn chỉ sợ sớm đã tướng hạ tử ninh cấp gục, theo tinh tận hoàn dược lực không ngừng phát huy tác dụng, Lý Hào Kiệt ý thức bắt đầu từ từ mơ hồ, hắn xòe bàn tay ra hướng tới hạ tử ninh trên đùi chộp tới, bị hạ tử ninh lui ra phía sau một bước cấp tránh ra. Phanh! Diệp thần phong một cước đá vào Lý Hào Kiệt trên bụng, trực tiếp tướng Lý Hào Kiệt đá phải tiếu huy lượng bên cạnh thi thể. Thời khắc này Lý Hào Kiệt hoàn toàn là mất đi khống chế. Khi nhìn đến lưng hướng về phía thiên tiếu huy lượng thi thể, thân thể hắn trực tiếp bỏ đến tiếu huy lượng trên thi thể. Hắn trực tiếp tướng quần của mình cấp xé kéo rách, cũng tướng tiếu huy lượng quần cấp xé rách nát vụn. Kết quả là, khó coi chàng cảnh phát sinh. Cuối cùng, kèm theo phanh một tiếng, Lý Hào Kiệt nửa người dưới đồ chơi kia tại vận động chung hoàn toàn bạo liệt ra, hắn ghé vào tiếu huy lượng sau lưng thượng cái kia cái gì tận mà chết hạ tử ninh là hoàn toàn ngây ngẩn cả người nàng không nghĩ tới bản thân sẽ thấy cái này loại buồn nôn hình ảnh tuy rằng nàng tại trước tiên xoay người lại nhưng vẫn là đem nàng cấp buồn nôn đủ có thể khẩu trung nổi giận nói rằng diệp thần phong người chính là tên biến thái diệp thần phong nhìn đến lý hào kiệt tử vong sau đó hắn liền hướng tới bên ngoài rừng cây đi tại đi ra khỏi rừng cây sau hắn đột nhiên đúng hạ tử ninh, nói rằng nếu như ngươi biết hai tên khốn kiếp này làm bẩn rất nhiều chấn thiên môn cùng quỷ y môn nữ đệ tử, ngươi còn sẽ nói như vậy sao? Coi như là cái này loại tử pháp còn là lợi cho bọn họ quá. chương 751, mua tin tức. Thiên tinh thành là cổ võ giới đỉnh cấp trong thế lực một tòa thành trấn ở vào đỉnh cấp trong thế lực Nam Bộ, bình thường qua lại dừng tại thiên tinh thành cũng không có nhiều người, thế nhưng ngày hôm nay tòa thành này chấn lại náo nhiệt dị thường, trên đường cái là lui tới người đi đường, với lại không khó phát hiện trong đó có rất nhiều đều là người mang thực lực cổ võ cao thủ. Diệp thần phong mặt thượng vẫn như cũ là vẽ loạn nước bùn, mà bên cạnh hắn Hạ Tử Ninh cũng lợi dụng ảo thuật biến trở về thiếu nữ dáng dấp. Ngày hôm qua hai người bọn họ giải quyết xong thiên sơn môn hai cái bại hoại sau, bởi thời gian quá muộn, bọn họ hai cái tựu đơn giản ở bên ngoài lột túc một đêm, đến ngày hôm nay buổi trưa tài đến cái này tỏa gọi thiên tinh thành thành trấn Diệp thần phong cảm thụ được trên đường cái chen sóng người, những này cái gọi là cao thủ ở trước mặt hắn lại là không đáng giá nhắc tới, bởi vì đại bộ phận thực lực chỉ ở vào địa giai cùng thiên giai trình tự, liền một cái tiên thiên trình tự cao thủ cũng không có. Diệp thần phong kéo lại hạ tử ninh thủ đoạn, tại hạ tử ninh còn không kịp vùng vẫy thời gian, hắn đã đem Hạ Tử Ninh kéo đến hai bên trái phải một chỗ an tĩnh trong ngõ hẻm, hỏi, Hạ Tử Ninh, đây là có chuyện gì? Lẽ nào đỉnh cấp thế lực bên này thành trấn cũng như này phồn vinh thịnh vượng sao? Đi tới trong ngõ hẻm sau đó, Hạ Tử Ninh tránh thoát Diệp Thần Phong bàn tay, tức giận chừng Diệp Thần Phong liếc mắt, nói rằng, nếu như ta nhớ không lầm, ngày hôm nay nên là thiên tinh thành quan tinh ngày, hàng năm đến lúc này, thiên tinh thành tựu hội biến được so thòng lui tới phồn hoa rất nhiều, bởi vì đến nửa đêm 12 giờ thời gian, thiên tinh thành bầu trời hội xuất hiện thất sắc mưa sao xa loại cảnh tượng này, cho nên rất nhiều trong môn phái đệ tử cũng sẽ đến đây quan khán, ta cũng là lần đầu tiên tới thiên tinh thành. Bất quá, cư ta hiểu rõ, coi như là thiên tinh thành quan tinh ngày. Thành trấn trong dòng người cũng không phải như thế chen A. Hạ tử ninh đối với hiện nay như vậy trên thiên tinh thành, cái này một điểm trong lòng nàng cũng rất khó hiểu. Diệp thần phong cũng không dỗi dãnh hiểu rõ quan tinh ngày còn là cái gì quan thí ngày, trực tiếp nói, hạ tử ninh, người đúng cổ võ giới so sánh giải, bên này nơi đó có mua chế tạo mặt nạ ra người tài liệu. Ta thuận tiện còn muốn mua một phần đỉnh cấp thế lực bên này địa đồ, tốt nhất là kỹ càng tỉ mỉ một chút, ghi chép đỉnh cấp thế lực bên này mỗi cái môn phái phân bố tình huống hạ tử ninh tuy rằng rất không nghĩ để ý tới diệp thần phong hỗn đản này thế nhưng nàng hiện tại còn cần diệp thần phong trợ giúp cho nên cuối cùng vẫn là không tình nguyện lên tiếng đi cơ sở các mua là được rồi cơ sở các là lý thị gia tộc danh hạ sản nghiệp lý thị gia tộc tại đỉnh cấp thế lực bên này xem như là một cái trường hợp đặc biệt thông thường gia tộc thì không cách nào cùng môn phái đánh đồng thế nhưng lý thị gia tộc tại toàn bộ đỉnh cấp thế lực bên này đều là bài thượng thứ tự thế lực Thiên Tinh Thành trong có cơ xảo các sao?" Diệp Thần Phong nghi vấn hỏi. Hạ Tử Ninh hồi đáp, "Lý thị gia tộc danh Hạ Cơ xảo các hầu như trải rộng đỉnh cấp trong thế lực sở hữu thành trấn, cho nên người nói Thiên Tinh Thành có không có cơ xảo các. Với lại cơ xảo các không chỉ bán các loại tài liệu cùng vật phẩm, bọn họ nơi nào còn cung cấp có quan hệ cổ võ giới các loại tin tức mới nhất. Đương nhiên những thứ này đều là yêu cầu tiêu tiền. Chúng ta đây còn chờ cái gì? Nhanh đi cơ xảo các đi." Ta phải phải nhanh một ít chế tạo tấm vé mặt nạ ra người đi ra, bây giờ ta còn không thích hợp cùng Thiên Sơn môn cứng đối cứng, phải phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Diệp Thần Phong không nói lời gì lần thứ hai kéo Hạ Tử Ninh thủ đoạn, lúc này Hạ Tử Ninh muốn tránh thoát đều kiếm không thoát được, cuối cùng chỉ có thể khí cấp bại phôi theo Diệp Thần Phong nhịp bước. Tại trên trong dòng người đi tới khoảng chừng nửa giờ, Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh tài xem như là tìm được rồi Thiên tinh thành trung cơ xảo cát cơ xảo các là một đống hai tầng lâu cổ đại kiến trúc. Đương Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh bước vào cơ xảo các thời gian, bên trong cũng có mười tới cái khách nhân ở chọn đồ đạc, đồng thời do hai gã cơ xảo các nhân viên cửa hàng tại thăm hỏi bọn họ. Cơ xảo các nhân viên cửa hàng nhìn đến Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh đi đến sau, bọn họ không có bởi vì Diệp Thần Phong mặt thượng tràn đầy nước bùn mà đúng Diệp Thần Phong lộ ra vẻ khinh bỉ, một tên trong đó nhân viên cửa hàng vẫn là tương đối nhiệt tình tiến lên đón. Muốn nhìn một cái môn phái hoặc là một cái gia tộc cường thịnh. Chỉ cần nhìn hắn môn hạ đệ tử sẽ biết, quang nhìn cơ xảo các căn này chi nhánh trong nhân viên cửa hàng giống như này có tố chất. Cũng khó trách lý thị gia tộc hội như thế cường thịnh. Hai vị, các ngươi yêu cầu một ít gì? Xem ta có thể không thể giúp các ngươi." Chào đón tên chừng 20 tuổi nhân viên cửa hàng khách khí hỏi, mặt thượng lộ ra đặc biệt vừa phải dáng tươi cười. Diệp Thần Phong liên tiếp báo ra chế tạo mặt nạ ra người tài liệu, đến cuối cùng lại bỏ thêm một câu cho. Nữa ta một phần đỉnh cấp thế lực bên này bản đồ chi tiết. Tốt, xin ngài chờ một chút, tên điếm viên kia lễ phép nói với Diệp Thần Phong một tiếng sau, liền lập tức đi chuẩn bị Diệp Thần Phong cần đồ. Khoảng chừng đợi 2-3 phút, tên điếm viên kia trong tay cầm một chỉ túi tiền cùng một cái hình chữ nhật hộp gỗ, khẩu túi bên trong đựng là chế tạo mặt nạ ra người tài liệu, mà trong hộp gỗ mặt là đỉnh cấp thế lực bên này bản đồ chi tiết, Diệp Thần Phong tại kiểm tra sau khi xong hỏi tổng cộng bao nhiêu tiền. Tiên sinh, mấy thứ này tổng cộng một cây thỏi vàng. Tên điếm viên kia lễ phép hồi đáp. Diệp Thần Phong từ trong túi móc ra một cây thỏi vàng trực tiếp đưa cho nhân viên cửa hàng, dù sao số tiền này là hắn giành được, xài căn bản không có cảm giác đau lòng. Tại tướng thỏi vàng đưa cho nhân viên cửa hàng sau, Diệp Thần Phong lại hỏi, nghe nói các ngươi ở đây còn bán tin tức. Ta muốn giải một ít ta muốn biết gì đó. Tên điếm viên kia đang nghe Diệp Thần Phong lời nói sau, nói rằng, tiên sinh, vậy kính xin ngài theo ta thượng lầu 2, cổ võ giới các loại tin tức mới nhất là nắm giữ ở chúng ta trưởng quỹ trong tay. Nếu như ngài muốn mua các loại có quan hệ những môn phái khác tin tức mới nhất, ngài được muốn trực tiếp từ chúng ta trưởng quỹ trong tay mua. Diệp Thần Phong điểm gật đầu, nhượng tên điếm viên kia tại phía trước dẫn đường, mà hắn cùng Hạ Tử Ninh tắc theo nhân viên cửa hàng đi lên lầu 2. Cơ sở các lầu 2 là một cái đặc biệt chống trải đại sảnh, bên trong chỉ trưng bày vài cái bàn cùng cái ghế, một gã chừng 40 tuổi, thẳng mang thai trung niên nam nhân, chính di nhiên tự đắc nằm tại một chương đằng ghế, nghe được động tĩnh sau đó, hắn hơi mở mắt ra, hỏi, là khách nhân đến mua tin tức sao? Đúng vậy, trưởng quỹ, Tên điếm viên kia cung kính hồi đáp. Ân, cơ xảo các trưởng quỹ điểm gật đầu, nói rằng, người có thể lui xuống, hai vị này khách nhân do ta tới thăm hỏi. Tại tên điếm viên kia lui xuống đi sau đó, cơ xảo các trưởng quỹ từ đằng ghế đứng lên, khách khí nói, ta là căn này cơ xảo các trưởng quỹ, tên là Lý Phí Tài, các người có thể gọi Lý trưởng quỹ, các người muốn mua về và vân vân tin tức. Diệp thần phong đánh giá trước mặt Lý Phí Tài, dùng trên người năng lượng ba động tới nhìn, đối phương tài chính là tiên thiên sơ kỳ, đúng Diệp Thần Phong hoàn toàn cấu bất thành uy hiếp, vì vậy hắn liền trực tiếp sảng khoái hỏi, ta nghĩ hỏi thăm một chút có quan hệ thiên sơn môn tin tức mới nhất. Thiên sơn môn, lý phí tài trong lòng một trận nghi hoặc, bất quá, mà thượng lại không chút nào hiển lộ ra, thuận miệng nói rằng, chúng ta quy củ của nơi này là, một vấn đề một cây thỏi vàng, khi biết tin tức tiền khách nhân phải trước phải tiền trả thỏi vàng diệp thần phong đối với tiền là không có cái gì khái niệm tại thế tục giới như vậy đi tới cổ võ giới còn là giống nhau sau đó cầm ra một cây thỏi vàng đưa cho lý phí tài nhìn thấy thỏi vàng lý phí tài hai mắt lập tức bốc lên ra sáng tới đang xác định thỏi vàng là thật sau đó lý phí tài nói rằng thiên sơn môn gần nhất tiến nhập nhất lưu nhị lưu trong thế lực chu diệt trấn thiên môn quỷ y môn thanh vân môn cùng thiên cơ môn tại năm ngày sau thiên sơn môn còn muốn tiến hành một lần đệ tử tuyển chọn. Đến lúc đó sẽ phải có không ít không môn không phái người đi gia nhập thiên sơn môn. Đúng, hôm qua thiên sơn môn còn giống như phái hai gã đệ tử lần thứ hai tiến nhập nhất lưu, nhị lưu trong thế lực, bọn họ hình như là vì giết chết một cái tên là Diệp Thần Phong Người, thật không hiểu nổi thiên sơn môn gần nhất tại làm ẩm ý cái gì. Hắn đường đường một cái đỉnh cấp thế lực, không phải muốn dùng đại nhân khi dễ tiểu hài tử thủ đoạn đi nhất lưu, nhị lưu thế lực bên kia loạn trộn lẫn. Tại nghe xong lý phí tài tin tức sau đó, Diệp Thần Phong trong lòng là vui vẻ cùng cả kinh, vui chính là năm ngày sau Thiên Sơn Môn tiến hành đệ tử tuyển chọn, hắn hay là có cơ hội lẫn vào Thiên Sơn Môn, chính cái gọi là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, kinh là cái này cơ sở các tin tức có phần cũng quá linh thông một ít, mấy ngày liền Sơn Môn phái ra hai gã đệ tử đi nhất lưu, nhị lưu thế lực bên kia sát hắn, loại tin tức này cơ xảo các cũng lập tức có thể nắm chắc. Diệp thần phong không dự định tại cơ xảo các nhiều ngây người, hắn tổng cảm giác trước mặt cái tên mập mạp này lý phí tài không có biểu hiện ra đơn giản như vậy, hắn cùng hạ tử ninh vừa định muốn lúc rời đi, lý phí tài lại lên tiếng, tiểu tử, nhìn tại người tương đối sảng khoái phân thượng, ta lại miễn phí tống hai người tin tức. Gần nhất hai năm thiên tinh thành phụ cận vẫn không giải thích được tiêu thất nam của võ tu luyện giả, cho nên ngươi xuất môn tại ngoại vẫn tốt hơn cẩn thật, cái thứ hai tin tức là, ngày mai Thiên Tinh Thành thành chủ tướng vì nữ nhi của hắn tổ chức luận võ chọn rể, Thiên Tinh Thành trong phủ thành chủ mặt tài bảo cũng không ít, tiểu tử ngươi cũng có thể đi thử xem. Chương 752, dự định. Đứng tại cơ xảo các lầu hai cửa cửa sổ lý phí tài, hắn nhìn Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh đi ra cơ xảo các trong, sau đó hắn đi tới một chương có chứa ngăn kéo sau cái bàn mặt tướng ngăn kéo cấp trực tiếp mở ra, từ bên trong lấy ra một chương bị cuốn lại giấy trắng, tướng giấy trắng chậm chậm mở ra sau, mặt trên có một người bức họa, nếu như Diệp Thần Phong tại nơi này, hắn khẳng định liếc mắt là có thể nhận ra, tờ giấy này thượng họa không chính là hắn sao. Nguyên bản Diệp Thần Phong mặt thượng là tô có nước bùn, lý phí tài là căn bản không nhận ra hắn, nhưng khi Diệp Thần Phong hỏi Thiên Sơn môn tin tức thời gian, cái này mới để cho Lý Phí Tài khởi lòng nghi ngờ, trong đầu tưởng tượng thấy mặt thượng một bộ phận khu vực bôi nước bùn thanh niên, thử nghĩ tướng thanh niên mặt thượng nước bùn xóa hội là một bộ bộ dáng gì nữa. Cuối cùng, Lý Phí Tài đạt được một cái kết luận tới, vừa rồi tên mặt dính nước bùn thanh niên, phải là Diệp Thần Phong không thể nghi ngờ. Phải biết rằng Lý Thị gia tộc tình báo lưới là cả cổ võ giới cường hãn nhất, ngay cả nhất lưu, nhị lưu thế lực chuyện bên kia, Lý Thị gia tộc cũng có thể thu thập đến, cho nên Diệp Thần Phong tuổi còn trẻ có so sánh tiên thiên trung kỳ, thậm chí là đỉnh phong thực lực, chuyện này Lý Phí Tài cũng là biết đến. Vì hoàn toàn xác định thân phận của Diệp Thần Phong, Lý Phí Tài lập tức tướng vừa rồi tên điếm viên kia gọi đi lên, hỏi rõ Diệp Thần Phong mua gì đó sau đó, Lý Phí Tài là càng khẳng định vừa rồi người kia nhất định là Diệp Thần Phong. Bởi vì căn cứ nhân viên cửa hàng sở báo ra tới Diệp Thần Phong mua tài liệu, Lý Phí Tài vừa nghe đây là chế tạo mặt nạ ra người, mà đối phương muốn chế tạo mặt nạ ra người làm gì? Không phải là vì che giấu thân phận sao? Những nhân viên cửa hàng lui xuống đi sau đó, Lý Phí Tài khẩu trung lầm bầm lầm bẩm nói, thật là một thú vị tiểu tử. Tuổi còn trẻ tựu đạt tới thực lực như thế, sợ rằng liền nhất đẳng trong thế lực thiên tri kiêu tử cũng không gì hơn cái này. Lần này hắn tiến nhập đỉnh cấp thế lực bên này, nhất định là đi tìm thiên sơn môn báo thù ha ha ha, thẳng phình bụng lý phí tài vui mừng cười lên, nói rằng, nghe nói tiểu tử này tại nhất lưu, nhị lưu thế lực bên kia sáng lập không nhỏ kỳ tích ni. Xem ra chúng ta đỉnh cấp thế lực bên này cũng muốn không bình tĩnh, thật chờ mong tiểu tử này có thể tại đỉnh cấp thế lực bên này làm ra một ít động tính tới ni. Ta muốn tới ta khẳng định còn có thể cùng tiểu tử này gặp mặt. Đi ra cơ xảo các diệp thần phong, hắn còn cũng không biết thân phận của hắn đã bị nhìn như vô hại người mập lý phí tài nhận ra, bất quá, điều này cũng không có thể đủ quái Diệp Thần Phong không cẩn thận, chỉ là hắn xem thường lý thị gia tộc tổ chức tình báo. May mắn là lý phí tài chỉ là một chờ xem kịch vui người, cũng sẽ không chủ động tới gây sự với Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh tại Thiên Tinh Thành trong tổng cộng đi 5-6 khách sạn, phát hiện mỗi một gia đều ở mãn khách, Hiện tại Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh biết Thiên Tinh Thành ngày hôm nay tại sao phải như vậy bốc lửa. Thứ nhất, chính như Hạ Tử Ninh theo như lời, hôm nay là Thiên Tinh Thành Quan Tinh ngày, thứ hai, tắc là ngày mai Thiên Tinh Thành thành chủ muốn vì con gái của mình tổ chức luận võ chọn rể. Hai chuyện này đụng vào nhau tài có thể dùng Thiên Tinh Thành kín người hết chỗ. Bất quá, Diệp Thần Phong đúng cái gì luận võ chọn rể có thể một chút hứng thú cũng không có hiện tại hắn thầm nghĩ phải nhanh một ít tìm một chỗ đặt chân, bởi vì hắn phải nhanh một chút tướng mặt nạ ra người chế tác được. Diệp thần phong cùng Hạ Tử Ninh đi vào thiên tinh thành cuối cùng một cái khách sạn, khách sạn này tên là Kim Ngọc Mãn Hương Lâu, là thiên tinh thành nội tốt nhất một cái khách sạn. Bất quá, giá tự nhiên cũng là quý nhất. Mãn mặt nước bùn Diệp thần phong trực tiếp đi tới trước quầy. Hỏi một cái đang đánh bản tính 4-50 tuổi trưởng quỹ, các ngươi ở đây còn có thời gian gian phòng sao? Kim Ngọc Mãn Hương lâu trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn liếc mắt Diệp Thần Phong, đặc biệt lãnh đạm nói rằng, chúng ta chỉ là có một gian trí tôn phòng khách, phòng trừng ngươi ở không khởi. Nơi này là cuối cùng một chỗ khách sạn bình dân. Diệp Thần Phong buổi tối cũng không muốn đầu đường xó chợ, trực tiếp tức giận hỏi, nói thẳng ở một đêm bao nhiêu tiền thì phải. Một cây thỏi vàng ở một ngày, chỉ cần là vào ở trí tôn trong khách phòng người, tại chúng ta Kim Ngọc Mãn Hương lâu cái khác tiêu phí toàn miễn phương diện này bao gồm các loại dùng cơm, các loại tiêu khiển tiết mục, chỉ cần chúng ta có thể thỏa mãn, tự hội thỏa mãn trí tôn khách phòng khách nhân, cho nên người có tiền tại ở đây ở lại sao? Trưởng quỹ khinh thường đúng Diệp Thần Phong giải thích. Giữa lúc trưởng quỹ cúi đầu chuẩn bị kế tục gảy bàn tính thời gian, Diệp Thần Phong trực tiếp tướng một khối thỏi vàng vỗ vào trưởng quỹ trước mặt, trưởng quỹ tại nhìn thấy thỏi vàng sau, lập tức thay đổi há miệng mặt, hồ đạo tiểu phúc tử, vội vàng mang hai vị này khách nhân đi trí tôn khách phòng. Trưởng quỹ mừng rỡ tướng thỏi vàng thu sau, vẻ mặt bồi vừa cười vừa nói, hai vị, các người bất kể có yêu cầu gì, có thể đúng ta nói ra, ta sẽ tận lực đi thỏa mãn hai vị yêu cầu. Diệp thần phong không dãnh cùng trước mặt cái này trưởng quỹ tán gẫu, tùy tiện phu diễn hai câu sau đó, hắn cùng hạ tử ninh do một gã là tiểu phúc tử điếm tiểu nhị mang theo lầu ba. Lại đi tiến trí tôn khách phòng sau, Diệp thần phong để tiểu phúc tử lui xuống, đóng ký cửa phòng sau đó, trái lại một bên hạ tử ninh bắt đầu cảnh giác, hỏi, Diệp thần phong, người đây là ý gì? Lẽ nào ngày hôm nay chúng ta phải ngủ tại một cái phòng nội? Người ái có ngủ hay không, người nghĩ rằng ta muốn cùng ngươi ngủ một cái phòng sao? Không thấy được toàn bộ thiên tinh thành khách sạn bình dân, chỉ còn lại có ở đây một cái phòng trống sao? Lẽ nào ngươi muốn cho ta đi đầu đường xó chợ? nhượng một mình ngươi ở tại ở đây hưởng thụ diệp thần phong không vui nói tại chế giễu một phen hạ tử ninh sau diệp thần phong bắt đầu quan sát phòng này thật đúng là đừng nói cái này trí tôn trong khách phòng các loại trang sức còn thẳng tráng lệ tại đại khái nhìn căn phòng một chút hoàn cảnh sau đó diệp thần phong tướng chế tạo mặt nạ ra người tài liệu lấy ra không lại đi để ý tới hạ tử ninh một người bắt đầu bận rộn những tài liệu này đầy đủ Diệp Thần Phong làm 3 đến 4 chương người bất đồng ra mặt nạ, tiền tiền hậu hậu khoảng chừng dùng 3 giờ thời gian, 3 chương bất đồng tướng mạo mặt nạ ra người vừa ra đời. Diệp Thần Phong không có lập tức tướng mặt nạ ra người cấp mang lên mặt, mà là trước đem mặt nạ ra người thu vào, sau đó tướng đỉnh cấp thế lực bên này bản đồ chi tiết lấy ra, trực tiếp để lên bàn cấp mở ra, nhìn ngồi ở trên giường không nói được một lời Hạ Tử Ninh hắn nói rằng, người qua đây giúp ta phân tích phân tích đỉnh cấp thế lực bên này địa đồ, không cần chỉ biết ngốc ngồi ở chỗ kia. Hạ tử ninh còn đang là chuyện mới vừa rồi tức giận ni. Đột nhiên gian nghe được Diệp Thần Phong ngôn ngữ, nàng thở phì phò nói, người nói ai ngốc ni. Diệp Thần Phong, ta cũng không là của ngươi tỷ nữ, không phải ngươi nhượng ta làm cái gì, ta tự muốn đi làm cái gì. Hạ tử ninh, lẽ nào ngươi không muốn để cho ta cùng ngươi đi một chuyến các ngươi môn phái tàng bảo địa phương? Phải biết rằng dùng ngươi bây giờ cái này loại cha không thể đủ lại cha thực lực, tại đỉnh cấp thế lực bên này là dây dây chung bị người giải quyết mặt hàng, dù sao đã đi tới nơi này biên. Nếu ngươi muốn nhất phách lưỡng tán, ta là không có bất kỳ ý kiến gì. Diệp thần phong vô sỉ cười nói. Ngươi tên biến thái, ngươi không giữ lời hứa, ngươi muốn qua sông đoạn cầu. Hạ Tử Ninh tức giận từ trên giường đứng lên, đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, ngón tay ngọc khí được phát run chỉ vào Diệp Thần Phong mũi. Nếu như còn muốn cho ta giúp ngươi lời nói, tự lập tức cấp ta thu hồi tính tình của ngươi, đàng hoàng ngồi xuống cho ta tới. Diệp Thần Phong nói với Hạ Tử Ninh. Hạ Tử Ninh khí được ngực hai chỉ đại bạch thỏ một trận loạn chiến, khí cấp bại phôi ngồi ở Diệp Thần Phong trước mặt, nàng hiện tại phải muốn nhẫn, nhất định muốn nhẫn diệp thần phong nhìn đến hạ tử ninh nghe lời sau đó hắn đưa mắt xi trở về trên bản đồ hắn phát hiện đỉnh cấp thế lực bên này diện tích đặc biệt to lớn chỉ ít so nhất lưu nhị lưu thế lực bên kia muốn đại suất gấp 3-4 lần giáng dấp đồng thời hắn cũng nhìn thấy địa đồ một vị trí thượng tiêu ký thiên sơn môn cái này ba cái tự diệp thần phong chỉ vào tiêu ký hỏi từ nơi này đến thiên sơn môn muốn bao lâu thời gian không sai biệt lắm hai ngày tả hữu Hạ Tử Ninh lạnh lùng hồi đáp, nàng thực sự không muốn trả lời Diệp Thần Phong vấn đề. Năm ngày sau, Thiên Sơn môn muốn chọn rút đệ tử, người trước bồi ta chui vào Thiên Sơn trong cửa, sau đó chờ ta mặc thanh sở Thiên Sơn môn nội tình sau đó, ta lại cùng ngươi đi một chuyến các ngươi môn phái tàng bảo địa phương. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt, bất quá, nếu như ngươi cự tuyệt, cái này đại biểu cho chúng ta hai cái muốn nhất phách lưỡng tán, chính ngươi nhìn làm đi. Diệp thần phong không để ý đến hạ tử ninh mặt thượng không ngừng thăng khởi phẫn nộ, tự mình tùy ý nói rằng. Hạ tử ninh cảm giác mình thật là mắt bị mù, diệp thần phong hỗn đản này không phải một chút vô sỉ, quả thực là vô sỉ tới cực điểm, bây giờ ngồi trên này tạc thuyền nàng, chỉ có thể tạm thời khuất phục tại diệp thần phong cực hạn vô sỉ chi hạ. chương 753, ta không phải cố ý. Đen rực rỡ mới lên. Màn đêm dần dần chậm lại, thiên tinh thành đêm nay trên đường phố là phi thường náo nhiệt, bọn họ đều đang đợi nửa đêm 12 giờ thời gian, thất sắc mưa sao xa loại cảnh tượng này xuất hiện ở thiên tinh thành bầu trời. Kim Ngọc Hương mãn lâu duy nhất một gian trí tôn khách phòng nội, Diệp Thần Phong cũng không có lại nhà hạ tử ninh sinh khí, hắn nhượng hạ tử ninh ngủ ở thư thích trên giường, còn hắn thì ở trên sàn nhà hiện lên một tầng chăn bông, chuẩn bị cứ như vậy tùy tiện đối phó một đêm, dù sao hắn đúng ăn ở đều không phải đặc biệt ý tứ. Đến nỗi cái gì thất sắc mưa sao xa cảnh tượng, Diệp Thần Phong là vô tâm nghĩ đi thưởng thức, hiện nay hắn muốn nhất cần phải làm là mau chóng nhượng thiên sơn môn từ cổ võ giới tiêu thất, thế nhưng dùng hắn hiện tại 10 cấp đỉnh phong linh hồn lực trình độ, tại thiên sơn mặt tiền của cửa hàng tiền một điểm cũng không đủ nhìn, nếu như chống lại phá thiên cảnh cao thủ, như vậy hắn thật hầu như tựu không còn sức đánh trả chút nào. Đèn trong phòng hỏa sớm đã bị tắt, Diệp thần phong nằm ở trên sàn nhà suy nghĩ một chút tự muốn đi vào trạng thái ngủ, mà ngủ ở thoải mái trên giường lớn hạ tử ninh lại là làm thế nào cũng ngủ không được, thân thể không ngừng lăn qua lộn lại. Nàng mặc dù biết Diệp Thần Phong cũng sẽ không đối với nàng làm cái gì, nhưng trong lòng nàng vẫn là không yên lòng, nghĩ tới dọc theo con đường này nàng vẫn bị Diệp Thần Phong hỗn đản này khi dễ, được nghe lại một bên Diệp Thần Phong đều đều tiếng hít thở, trong lòng nàng cơn giận giữ lại nổi lên. Thầm nghĩ, dựa vào cái gì ta ngủ không được, mà ngươi cái này đại biến thái lại ngủ thơm như vậy. Muốn ngươi vẫn khi dễ ta, muốn ngươi vẫn vô sỉ như vậy, đêm nay ngươi cũng đừng hòng buồn ngủ. Hạ tử ninh từ trên giường đứng lên, đi vào trong phòng bên cạnh bàn, ra vẻ không cẩn thận tướng một chỉ ấm trà suốt tại trên mặt đất. Bên trong gian phòng tức khắc vang lên phanh, một tiếng. Hạ tử ninh, người đại buổi tối tại ở đây dở trò quỷ gì? diệp thần phong khó chịu từ trên sàn nhà ngồi dậy quát dẹp đường hạ tử ninh giả vợ ủy khuất nói ta nhớ tới uống nước không cẩn thận tướng ấm trà cấp đập nát ngươi ngủ tiếp ngươi ngủ tiếp ta cam đoan không hội quấy dày nữ ngươi diệp thần phong thật con mẹ nó muốn mắng to một tiếng ngủ ngươi bà ngoại trực tiếp từ trên sàn nhà đứng lên tướng đèn trong phòng hỏa cấp đốt lên vươn người một cái diệp thần phong trong đầu là buồn ngủ hoàn toàn không có không vui nói, Hạ Tử Ninh, ngươi thật đã cho ta là đồ ngốc. Đại buổi tối lên uống nước, ta xem ngươi là ý định không muốn để cho ta ngủ đi. Ta đem giường đều tặng cho ngươi ngủ, ngươi cái này người thật đúng là không hiểu được thỏa mãn. Hạ Tử Ninh tại trong lòng đắc ý cười hai tiếng, ngoài miệng lại nói, Diệp Thần Phong, ta thật không phải cố ý, dù sao ngươi bây giờ cũng không ngủ được. Nếu không chúng ta đợi một lát thưởng thức xong thất sắc mưa sao xa cảnh tượng ngủ lại đi. Diệp Thần Phong hiện tại phải ngủ cũng là không ngủ được, cũng không thể đủ trợn tròn mắt ngẩn người đi. Vì vậy hắn đồng ý đề nghị của Hạ Tử Ninh, vừa vặn thừa cơ hội này từ Hạ Tử Ninh khẩu trung nhiều hơn nữa giải hiểu rõ về đỉnh cấp thế lực chuyện bên này. Tại Thiên Tinh Thành Trung có chuyên môn ngắm cảnh lâu, vì chính là hàng năm quan tinh ngày vì tiền để thưởng thức cảnh tượng khách nhân kiến tạo, đương nhiên Diệp Thần Phong cũng không muốn đại buổi tối đi ra. Cho nên hắn trực tiếp từ cửa sổ khẩu leo lên kim ngọc hương mãn lâu mái nhà Hạ tử ninh vốn là đề nghị đi ngắm cảnh lâu Khi nhìn đến diệp thần phong thượng kim ngọc hương mãn lâu mái nhà sau Nàng cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ đi theo Trong trời đêm treo nhất luân trắng ngoãn mặt trăng Như bảo thạch như sao tương giả không làm đẹp thành một bức mỹ lệ tranh vẽ Diệp thần phong nhường hạ tử ninh trước ngây ngô tại mái nhà Hắn tắc là đi xuống một chuyến Không có mấy phút nữa Hắn liền trong tay đang cầm một cái bàn nhỏ, tại trên bàn nhỏ để vài điệp ăn sáng, một chỉ bầu rượu, hai cái ly cùng hai đôi đũa. Diệp Thần Phong đang cầm bàn nhỏ, trực tiếp từ trước cửa sổ bình ổn nhảy tới mái nhà, tướng bàn nhỏ đặt ở hắn cùng Hạ Tử Ninh ở giữa, bản thân cấp mình tới một chén nhỏ rượu, nói rằng nếu như sợ uống say, ta đúng ngươi làm ra chuyện gì, ngươi tựu không nên uống. Ta Hạ Tử Ninh biết sợ tử lượng của ta có thể sánh bằng ngươi cái này đại biến thái mạnh hơn nhiều. Nói, Hạ Tử Ninh cũng rót cho mình một chén rượu, trực tiếp cấp một hơi làm, nhưng là từ rất nhanh bò lên trên Hạ Tử Ninh đôi má đỏ ửng đó có thể thấy được, tử lượng của nàng thật đúng là không động. Diệp thần phong gắp một phiến thịt bò nhét vào trong miệng, sau đó hỏi, Hạ Tử Ninh, ngươi có biết hay không quỷ vương tông môn phái này? Mấy ngày nay, Diệp Thần Phong vẫn quên hỏi Hạ Tử Ninh về quỷ vương tông sự tình, nếu quỷ y môn quý thuận đức trước đây bang hắn cản một trường, như vậy hắn phải muốn hết sức đi báo đáp phần ân tình này. Quỷ vương tông, đôi má một phiến đà hồng hạ tử ninh không nhịn được nghi vấn hỏi, ngẫm nghĩ sau một lát, mới lên tiếng, người hỏi quỷ vương tông chuyện làm cái gì. Quỷ vương tông hình như là tám chín năm trước một cái môn phái, lúc đó quỷ vương tông nên là đỉnh cấp thế lực bên này số một số hai môn phái. Bất quá, sao lại quỷ vương tông hình như bị nhiều môn phái cấp cùng nơi diệt, càng làm cho người không thể tưởng tượng nổi là tại quỷ vương tông bị diệt phía sau cửa. ngày thứ hai toàn bộ quỷ vương tông kiến trúc toàn bộ tiêu thất, cái này tại trước đây là một cái đặc biệt chuyện quỷ gì, nhưng rất nhiều người tin tưởng quỷ vương tông kiến trúc còn là tồn tại, rất nhiều người cho tới bây giờ không có buông tha qua tìm kiếm quỷ vương tông di tích, dù sao quỷ vương tông cả môn phái tài phú thị phi thường kinh người. nghe hạ tử ninh giải thích. Hầu như cùng trước đây Diệp Thần Phong nghe Quý Thuận Đức giải thích giống nhau, căn bản không để cho hắn hiểu được một ít tân gì đó, mà hắn trước đây hiểu thấu Đáo Quỷ Vương thập tam châm sau, trong đầu xuất hiện một bản địa đồ, cư Quý Thuận Đức theo như lời là Quỷ Vương Tông bên trong di tích bộ cấu tạo cùng cơ quan đồ. Giữa lúc Diệp Thần Phong còn nghĩ cẩn thận hỏi một chút về Quỷ Vương Tông chi tiết thời gian, trong trời đêm đột nhiên gian không có dấu hiệu nào sáng lên một cái, tiếp theo hồng sắc mưa sao xa xuất hiện ở trong trời đêm, từ phía chân trời không ngừng hoa rơi xuống. Tại hồng sắc mưa sao xa hoa rơi xuống khoảng chừng 5 phút sau, bắt đầu chậm chậm chuyển biến thành màu cam mưa sao xa, điều này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng cũng âm thầm cảm thán thất sắc mưa sao xa đúng là một loại không cần có thể có nhiều mỹ lệ cảnh tượng. Có chút phi say hạ tử ninh đứng thẳng lên, thân thể có chút đong đưa đứng ở trên nóc nhà, mặt thượng lộ ra cực vì nụ cười mê người, bởi Diệp Thần Phong đã sớm xem qua nàng chân thực tướng mạo, nàng và Diệp Thần Phong đơn độc ở chung với nhau thời gian, liền không có lợi dụng ảo thuật ngụy trang mình. Thật xinh đẹp a, à? không nghĩ tới thất sắc mưa sao xa xinh đẹp như vậy, trước đây sư phụ nói muốn dẫn ta tới nhìn, thế nhưng Vi say hạ tử Ninh khẩu chung lẩm bẩm, mặt trong nháy mắt bị đau thương chi sắc cấp bao phủ. Có thể là bởi nhất thời thất thần, hạ tử Ninh dưới chân một cái không có đứng vững cả người thân thể hướng dưới lầu té xuống, may là Diệp Thần Phong đúng lúc đứng lên, kéo lại Hạ Tử Ninh cánh tay phải, tướng Hạ Tử Ninh thân thể kéo lại. Hai người nhất thời mặt đối mặt. Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh bộ mặt cùng bộ mặt trong lúc đó, chỉ cách nhau ngắn ngủn một hai cm, hai người đều có thể đủ cảm giác được rõ ràng đối phương trong lỗ mũi tiếng hít thở. Vi say Hạ Tử Ninh tim đập trong dây lát tăng nhanh, xòe bàn tay ra chợt thôi tại Diệp Thần Phong trên ngực, thế nhưng không có tướng Diệp Thần Phong đẩy ra, bị một cổ phản bắn tới lực lượng chấn thoáng cái, Hạ Tử Ninh dưới chân nhịp bước lại một lần nữa không có đứng vững. Diệp Thần Phong chỉ có thể lần nữa kéo lại Hạ Tử Ninh cánh tay, dùng sức từ nay về sau mặt lôi kéo, lúc này có thể là Diệp Thần Phong quá qua dùng sức một ít, Hạ Tử Ninh môi trực tiếp đánh vào Diệp Thần Phong trên môi. Một loại mềm mại, ôn nhẹ giả dạ cảm giác, tại Diệp Thần Phong trong lòng tự nhiên mà sinh, mà hắn trong lỗ mũi là không ngừng xông vào hạ tử ninh trên người mùi thơm của cơ thể. Mà có chút phi say hạ tử ninh bị cái này thình lình xảy ra tất cả, cũng biết phải là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Mấy ngày hôm trước tại quỷ y môn phía sau núi, Diệp thần phong thiếu chút nữa tướng hạ tử ninh làm, có thể cuối cùng vẫn là tại chỗ cấp nhịn xuống. Bây giờ hạ tử ninh đôi môi mềm mại chủ động đưa lên môn, điều này làm cho Diệp thần phong miệng cũng bản năng động lên, bởi hạ tử ninh còn là một non, diệp thần phong đầu lưỡi rất nhẹ nhàng liền tiến vào hạ tử ninh trong miệng, thoáng cái một cái hút hạ tử ninh khẩu trung hương vị ngọt ngào nước. Tại diệp thần phong đầu lưỡi đưa vào nàng trong miệng trước mắt, hạ tử ninh cái này một đứa con nít trong đầu là hoàn toàn trống rỗng, thân thể bên trong lực lượng tại một ít một tia bị hút ra, thân thể mềm mại mềm nhũ nằm tại diệp thần phong trong ngực. Trong trời đêm vẫn ở chỗ cũ rơi xuống thất sắc mưa sao xa chỉ bất quá mưa sao xa nhan sắc đã biến thành màu xanh. Bầu trời đêm chi hạ. Một nam một nữ đứng tại trên lầu chót thỏa thích hôn nồng nhiệt. Đương Diệp thần phong càng hôn càng đầu nhập, một bàn tay nhịn không được duỗi tiến hạ tử ninh trong quần áo, tướng một chỉ đại bạch thỏ nắm ở trong tay mặt thời gian, hạ tử ninh trong dây lát thanh tỉnh lại. Trực tiếp dùng sức tướng Diệp Thần Phong đẩy ra, cảm thụ được trong miệng Diệp Thần Phong lưu lại nhiệt độ, Hạ Tử Ninh đôi má đỏ bừng khó khăn chịu đựng, nói rằng, Diệp Thần Phong, ngươi, ngươi. Diệp Thần Phong âm thầm trách quái khống chế của mình năng lực càng kém, lúng túng sờ sờ mũi, nói rằng, bất ngờ, đây hết thảy đều là bất ngờ, ta không phải cố ý. Hạ Tử Ninh đỏ mặt mắng, Diệp Thần Phong, ngươi còn có thể lại vô sỉ một chút sao? Lẽ nào ngươi tướng đầu lưỡi duỗi tiến miệng của ta mong chờ trong cũng là bất ngờ sao? cái này là nụ hôn đầu của ta. Nói đến nửa câu sau lời nói thời gian, hạ tử ninh thanh âm là càng ngày càng nhỏ. Trong trời đêm thất sắc mưa sao xa như cũ đang không ngừng chậm chậm chuyển biến nhan sắc. Hạ tử ninh đôi mắt đẹp nổi giận chừng mắt Diệp Thần Phong, mà Diệp Thần Phong mặt thượng có vẻ rất xấu hổ, có thể trong lòng tại dư vị vừa rồi vừa hôn, kỳ thực hạ tử ninh môi hôn lên thật thoải mái, bất quá, Diệp Thần Phong lập tức tướng loại ý nghĩ này ném ra não bên ngoài, âm thầm báo cho bản thân sau này nhất định phải tăng cường lực khống chế mới được. Hắn cũng không muốn thật cùng Hạ Tử Ninh phát sinh quan hệ, dù sao bọn họ hai cái không có chút nào tình yêu nam nữ. chương 754, luận võ chọn rể, đến lúc quyết định. Đông Phương chậm chậm thăng khởi một vòng sáng, mặt trời nhớ lại đường chân trời thời gian. Diệp thần phong cùng Hạ Tử Ninh sáng sớm đã đem gian phòng cấp lui, hai người bọn họ rời đi kim ngọc mãn hương lâu sau, quẹo vào hai bên trái phải một điều mờ tối trong ngõ hẻm. Diệp thần phong tướng ngày hôm qua chế tạo tốt mặt nạ ra người cấp mang ở trên mặt. Hắn trong nháy mắt biến thành một người dáng dấp hết sức bình thường, sắc mặt có chút vàng như nến thanh niên. Đến nỗi hạ tử ninh ảo thuật có thể cải biến sáu loại bên ngoài ni. Vì cẩn thận một chút một ít, Diệp thần phong nhường hạ tử ninh không cần biến trở về thiếu nữ bộ dáng, để cho nàng đổi một loại càng tầm thường tướng mạo. Trải qua đêm qua tại mái nhà vừa hôn, Hạ Tử Ninh là một câu nói cũng không có nói với Diệp Thần Phong qua, trong miệng niệm vài câu khẩu quyết sau đó, trên người nàng lập tức nổi lên một trận năng lượng ba động, bên ngoài biến thành một cái phổ thông không thể đủ tái phổ thông thiếu nữ, thậm chí là hơi có chút lệch xấu. Bất quá, Diệp Thần Phong đối với Hạ Tử Ninh bây giờ dáng dấp rất hài lòng, chính cái gọi là hồng nhan kẻ gây tai họa a. Hắn là tới đỉnh cấp thế lực bên này báo thù. Có thể không phức tạp cũng không cần phức tạp. Thiên tinh thành quan tinh ngày đã qua, nhưng mà trên đường phố dòng người vẫn là không có quá lớn giảm bớt, bọn họ đều tại hướng tới một cái phương hướng đi đến. Cải biến tướng Mạo Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh, bọn họ hai cái cũng vừa vặn muốn hướng cái phương hướng này rời đi, cho nên bọn họ cũng theo dòng người đi. Đi ngang qua một phiến cực đại quảng trường thời gian, Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh không nhịn được dừng bước chỉ thấy trên quảng trường là chật ních hình hình sắc sắc người. Tại cái này phiến quảng trường ngay chính giữa xây dựng một cái lôi đài, mà tại lôi đài hai bên trái phải còn dựng thẳng hai tấm bảng hiệu. Một tấm bảng hiệu thượng viết luận võ chọn rể, một. Khác tấm bảng hiệu thượng viết các loại phủ thành chủ trong bảo khố tài bảo. Chỉ cần có thể tại trên lôi đài đứng ở cuối cùng, như vậy cái này người là có thể cưới được thiên tinh thành thành chủ nữ nhi, đến lúc đó trong bảo khố tài bảo tự nhiên mà vậy cũng chính là của hắn. Nói đơn giản một điểm người của phủ thành chủ tướng trong bảo khố tài bảo viết một ít đi ra, không phải là vì hấp dẫn càng nhiều hơn cao thủ sao? Hừ, Hạ Tử Ninh trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, hai điều mày liếu không nhịn được nhíu nhíu, lạnh giọng nói rằng, đại biến thái, lẽ nào ngươi chỉ muốn gặp được nữ nhân đã đi không động đường sao? Lẽ nào ngươi còn muốn làm thiên tinh thành thành chủ con rể? Thấy Hạ Tử Ninh lạnh giá lên tiếng, Diệp Thần Phong biết tối hôm qua là hắn không có khống chế tốt bản thân, chính cái gọi là ăn thịt người miệng ngắn, bắt người mềm tay, hai điểm này tối hôm qua Diệp Thần Phong hình như đều phạm vào, hắn không chỉ có hung hăng thưởng thức hạ tử ninh trong miệng ngọt nước, còn đùa bỡn người ta ngược đại bạch thỏ, cho nên hắn lựa chọn tạm thời bất hòa nữ nhân này đấu võ mồm. Đương Diệp Thần Phong vừa nghĩ muốn lúc rời đi, ánh mắt của hắn lại trong lúc vô tình hướng tới tài bảo danh sách thượng liếc liếc mắt, cái này không liếc còn không sao cả, cái này thoáng nhìn hắn vậy mà thấy được nằm mộng cũng muốn muốn thấy năm chữ trăm năm thập diệp thảo. Diệp thần phong trực tiếp hướng bên cạnh lôi đài hai tấm bảng hiệu đi, hắn phải muốn đã qua nhìn thật cẩn thận một ít, nếu quả như thật là trăm năm thập diệp thảo, như vậy là được tới toàn không uổng thời gian. Dù sao hắn từ hạ tử ninh khẩu trung biết được, bây giờ trăm năm thập diệp thảo thị phi thường chân quý, hai năm sau một nhóm trăm năm thập diệp thảo thành thục, rất có thể sẽ khiến một hồi tranh đoạt chiến, nếu như có thể tại ở đây nhận được trăm năm thập diệp thảo. Như vậy hắn hai năm sau cũng không cần thiết đi giao du với kẻ xấu. Để đọc chuyện Hạ Tử Ninh nhìn đến Diệp Thần Phong không những không có ly khai, trái lại đi tới bên cạnh lôi đài biên. Nàng khí được khẩu chung là trực cắn ngân nha, giận đùng đùng đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, quát dẹp đường, đại biến thái, người muốn không cần đi. Diệp thần phong đối với hạ tử ninh gầm rú không để ý chút nào, cực lực che giấu nội tâm vui sướng, hỏi, hạ tử ninh, người bang ta xem một chút phía trên là không phải có ghi trăm năm thập diệp thảo. Bị diệp thần phong vừa nói như vậy, hạ tử ninh ánh mắt chuyển rời đến trước mắt tấm bảng gỗ thượng, nàng còn nhớ rõ trước đó không lâu diệp thần phong hỏi qua nàng về trăm năm thập diệp thảo tin tức, khi nàng tại tấm bảng gỗ thượng tìm được trăm năm thập diệp thảo cái này năm chứ thời gian, nàng nói rằng, đại biến thái, ngươi muốn làm gì? Cái này là phủ thành chủ tài bảo, trừ phi ngươi có thể trở thành thành chủ con rể, như vậy phủ thành chủ bảo khố sẽ phải vì ngươi mở. Nói xong lời cuối cùng một câu thời gian, Hạ Tử Ninh đột nhiên gian trợn to đôi mắt đẹp, hỏi, Diệp Thần Phong, ngươi cũng không phải là muốn muốn bước trên lôi đài đi. Ngươi có thể không thể chăm chú một điểm, ngươi đây là đang làm lỡ người ta trung thân đại sự. Diệp Thần Phong lập tức bưng kín Hạ Tử Ninh miệng, tướng Hạ Tử Ninh kéo đến một bên không có người địa phương, nói rằng, Hạ Tử Ninh, ngươi cấp ta tiểu thanh một ít, ta chỉ là muốn nhận được trăm năm thập Diệp Thảo mà thôi, ngươi không phải nói bằng ta thực lực bây giờ hai năm sau tranh đoạt chiến căn bản không đùa sao. Nhưng ta phải phải lấy được trăm năm thập Diệp Thảo, quan hệ này một cái đúng ta vô cùng trọng yếu người tính mệnh, người hiểu hay không? Hạ Tử Ninh vẫn như cũ là không cam lòng tỏ ra yếu kém chừng mắt Diệp Thần Phong, nói rằng, đại biến thái, người không nhìn thấy luận võ chọn rể thượng quy tắc sao. Nếu như là những môn phái khác trong người, tại lấy được thắng lợi cuối cùng sau đó, phải muốn rời khỏi bản thân môn phái, sau đó sẽ vì thiên tinh thành phủ thành chủ hiệu lực, người ta ý tứ lại không quá minh bạch, đây là muốn chiêu tới cửa con rể. Tốt, tốt, Diệp Thần Phong có chút không nhịn được khoát tay áo, nói rằng, người trước lưu tại thiên tinh thành trong lại ở một hai ngày, ta phải trước đem hiện nay luận võ chọn dễ thắng xuống, chuyện về sau ta sẽ đối với bọn họ chậm chậm giải thích, ta cũng hội cho bọn hắn tương ứng bồi thường. Trăm năm thập diệp thảo có thể quan hệ diệp thần phong nữ nhân hàn sơ tuyết tính mệnh, coi như là hoang đường một hồi thì tính sao? Lại nói hắn hiện tại thật cũng không có nắm chắc tại hai năm sau khiến cho trăm năm thập diệp thảo, bây giờ cơ hội tự xuất hiện ở trước mắt hắn, lẽ nào hắn có thể trơ mắt phóng qua sao đáp án vĩnh viễn là không thể tuyệt đối không thể thấy diệp thần phong vô cùng kiên định thái độ hạ tử ninh trong lòng khí là không đánh một chỗ tới vươn tay nói rằng đại biến thái đem thỏi vàng cấp ta diệp thần phong tướng trên người thỏi vàng giao cho hạ tử ninh nói rằng người như cú tại thì ra là khách điếm chờ ta tối đa hai ngày thời gian hay là ngày hôm nay là có thể làm xong Hạ Tử Ninh cầm đến thỏi vàng sau, trực tiếp vứt cho Diệp Thần Phong một cái cái ót, liền một câu nói cũng không có nói rồi rời đi quảng trường. Hoàn hảo Diệp Thần Phong tối hôm qua thật to chiếm người nữ nhân này tiện nghi, nếu không đối mặt Hạ Tử Ninh bộ dáng này, hắn trong lòng khẳng định hội không thăng bằng. Khi nhìn đến Hạ Tử Ninh thân ảnh biến mất tại trên quảng trường sau đó, Diệp Thần Phong chen vào lôi đám người dưới đài chi chung, hắn phát hiện trong đám người đại bộ phận người đều là thiên giai cùng địa giai thực lực người, thậm chí liền thực lực càng thấp huyền giai cùng hoàng giai cũng đều có. Tại lôi đài phía sau có đáp kiến khởi lai like một cái khán đài, trên khán đài có một chương gỗ lim cái ghế, một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân ngồi xuống ghế, đi qua người chung quanh nói chuyện, Diệp Thần Phong mơ hồ đã biết cái này trung niên nam nhân chính là thiên tinh thành thành chủ triệu vô không. Diệp Thần Phong cảm ứng thoáng cái triệu vô không thực lực, đối phương nên tại tiên thiên sơ kỳ trình tự, tốt tượng bây giờ còn chưa có đến luận võ chọn rể chính thức bắt đầu thời gian, người ở chỗ này đều đang đợi. Diệp thần phong trong lòng là không dằn nổi, hắn muốn sớm đi cầm đến trăm năm thập diệp thảo, trong lòng cũng có thể sớm một chút an tâm, hắn nhìn đến tại triệu vô không hai bên trái phải còn treo một bức họa tượng, bức họa chung nữ nhân, không, phải nói thiếu nữ càng thích hợp một ít. Bức họa chung thiếu nữ môi hồng răng trắng, mặt mày mười phân rõ tú động nhân, tại khóe miệng còn có một khỏa tiểu tiểu mỹ nhân trí, cấp thiếu nữ tăng thêm vài phần khác phong vận. Cái này bức họa trung thiếu nữ phải là triệu vô không nữ nhi, cũng là lần này luận võ chọn rể nữ nhân vật chính. Theo mặt trời chậm chậm lên cao, cái này phiến cực đại trên quảng trường người là càng ngày càng nhiều, bất quá, Diệp Thần Phong rất khó phát hiện có tiên thiên cảnh cao thủ, tự thiên giai thượng phẩm đỉnh phong cao thủ cũng rất ít, nhiều nhất chính là địa giai trình tự người. Đối với cái này một điểm trái lại nhượng Diệp Thần Phong trong lòng thật tò mò, bất quá, hắn tịnh không có suy nghĩ nhiều, vạn nhất thật tới cái cái gì tiên thiên đỉnh phong, hoặc là phá thiên cảnh cao thủ, như vậy Diệp Thần Phong sự tình hôm nay có thể tựu treo, bây giờ đối với cho hắn mà nói có thể nói là không có áp lực chút nào. Hôm nay luận võ chọn rể chính thức bắt đầu, phía dưới trước có thỉnh lão ra nhà chúng ta tới cấp mọi người cường điệu thoáng cái luận võ quy tắc một gã 60-70 tuổi lão đầu đứng thượng khán đài, đặc biệt lớn tiếng nói, trong miệng hắn lão ra phải là thiên tinh thành thành chủ triệu vô không. chương 755, tiểu bộc lộ tài năng, dùng sức quá mạnh. Tại lão đầu đang nói vừa hạ xuống thời gian, thiên tinh thành thành chủ triệu vô không từ trên ghế đứng lên, trên người mơ hồ tản mát ra một cổ cấp trên khí thế, mạnh mẽ hai con người quét mắt một vòng dưới lôi đài người, thanh âm hồn hậu lại to nói rằng, Ngày hôm nay ta vì tiểu nữ đặt xuống lôi đài luận võ chọn rể, chi tiết tình huống mọi người nên đều có biết, phía dưới ta chỉ muốn cường điệu hai điểm. Triệu Vô Không đưa ra một ngón tay, nói rằng, điểm thứ nhất, lần này luận võ chọn rể chủ yếu nhất là giúp ta tìm được một cái hảo nữ tế, cho nên tại trên lôi đài tất cả mọi người muốn điểm đến đó thì ngừng, nếu không có thể đừng trách ta đến lúc đó giở mặt vô tình. Ngược lại, Triệu Vô Không sắc mặt lại hòa hoãn xuống. Nói rằng, đương nhiên, ta cũng biết quyền cước không có mắt, tỉ thí trong quá trình khó tránh khỏi hội bị thương, thậm chí có thời gian sẽ phát sinh hết ý tình huống, đối với những này tình huống ngoài ý muốn ta không hội truy cứu trách nhiệm, cho nên còn xin mọi người tại đứng thượng lôi đài trước, bản thân trước tiên ở trong lòng thật tốt suy nghĩ một chút. Đến nỗi ta muốn nhấn mạnh điểm thứ hai là, Triều Vô Không lại đưa ra ngón tay thứ hai, nói rằng, phàm là cuối cùng thủ thắng giả nếu như là không môn không phái vậy không thể tốt hơn, nếu như là những môn phái khác chung đệ tử, phải muốn lập tức rời khỏi hắn môn phái, sau đó chuyên tâm cho ta phủ thành chủ hiệu lực, đương nhiên ta cũng sẽ không bạc đãi con rể của ta, chỉ cần trong phủ thành chủ có thứ, hắn có thể tùy tiện cầm dùng. Kế tiếp tự chính thức bắt đầu tỉ thí, có người nào muốn trước phải đứng đi lên đương đài chủ. Trước đương đài chủ người hay là tương đối có hại, nhưng chỉ muốn hắn có thể thắng liên tiếp năm trường, ta đặc biệt trực tiếp nhượng hắn trở thành con rể của ta, cái khác người cũng tự không cần phải so. Triệu vô không len khen hữu lực nói rằng, đứng tại dưới lôi đài diệp thần phong đang nghe triệu vô không lời nói sau, trong lòng âm thầm mắng một tiếng triệu vô không là cáo giả. bây giờ thắng liên tiếp năm trường tựu có thể trở thành phủ thành chủ con rể, có vài người vốn là muốn kéo dài tới cuối cùng lên sân khấu, như vậy đối với mình cũng tự càng có lợi. hiện tại triệu vô không định ra rồi quy củ này sau mọi người tự toàn bộ không thể đủ đục nước béo cò. Tốt, tự cho các người nghiêu ra ra ta tới trước đương đài chủ. Một cái nhìn qua khoảng chừng 30 nhiều tuổi nam nhân, trực tiếp nhảy lên lôi đài, khẩu trung thô bạo quát dẹp đường. Cái này tự xưng là nghiêu ra ra người, tướng mạo rất tục tằng, cầm thượng đều là lôi thôi hồ cha. Hé miệng lúc nói chuyện, còn lộ ra miệng đầy răng vàng, những người nhìn thật là buồn nôn, từ trên người hắn phát ra năng lượng ba động phán đoán, thực lực nên tại thiên giai trung phẩm tả hiếu. Dựa vào, người thật là có điểm tự mình hiểu lấy, người còn có mặt mũi đứng ở trên lôi đài đi. Dùng số tuổi của người quả thật có thể làm thành chủ nữ nhi ra ra, thật là một không biết xấu hổ gì đó. Cái này không phải tăng đại như mà, hắn là thiên tinh thành bên ngoài một chỗ trên núi cao thổ phỉ, hắn bây giờ không làm thổ phỉ chạy tới nơi này làm gì. Cái này còn phải nói sao? làm thiên tinh thành thành chủ con rể, thế nhưng so đương thổ phỉ thoải mái hơn, nếu là cái này tàng đại nghiêu thật trở thành thiên tinh thành thành chủ con rể, cái này việc vui có thể quá. Dưới lôi đài người khi nhìn đến tàng đại nghiêu đứng thượng phía sau lôi đài. Bọn họ rất nhiều người đều nhận ra thân phận của tàng đại nghiêu, một đám sôi nổi nghị luận. Tên cháu trai nào đang mắng người nghiêu ra ra ta ni? Có loại đứng đi lên cùng ngươi nghiêu ra ra ta đại chiến 300 hiệp. Tăng Đại Nhiêu tức giận hướng về phía dưới lôi đài quát. Ngược lại, Tăng Đại Nghiêu rồi hướng trên khán đài triệu vô không, nói rằng, triệu thành chủ, lần này luận võ chọn rể có thể không có tuổi tác hạn chế cùng chức nghiệp hạn chế đi. Ta Tăng Đại Nghiêu đến nay còn không có thảo lão bà. Lẽ nào ta thì không thể tới tham gia sao? Triệu vô không hơi nhíu mày một cái, nói rằng, hiện tại đài chủ đã có. Tỷ thí chính thức bắt đầu. Tăng Đại Nghiêu, xem ta vương phi hổ tới đem người đánh thành một đầu từng ngốc nghiêu. Lại một gã chừng 30 tuổi nam nhân nhảy lên lôi đài, cái này tên là vương phi hổ nam nhân, tối thiểu dáng rất muốn so tầng đại nghiêu tốt hơn không ít, bất quá, thân thể hắn rõ ràng so tầng đại nghiêu nhỏ gầy đủ một vòng. tầng Đại Nghiêu khi nhìn đến Vương Phi Hổ đứng đi lên kêu gào sau, hắn lập tức cười ha ha lên, lộ ra buồn nôn răng vàng, nói rằng, người Nghiêu ra ra ta đảo muốn nhìn ngươi có bản lãnh gì. Ừ, Vương Phi Hổ hừ lạnh một tiếng, trên người đồng dạng là tản mát ra thiên giai trung phẩm khí thế, quát dẹp đường, người lập tức tự hội thấy được. Vương Phi Hổ hai chân chợt đạp địa, thân ảnh nhất thời hướng tầng đại nghiêu vào tới, dùng cái này loại khí thế hung hăng tình huống tới nhìn, cái này Vương Phi Hổ hình như muốn nhất chiêu giải quyết tầng đại nghiêu, một quyền trực tiếp hướng tầng đại nghiêu ngực đánh tới. Cái này gọi Vương Phi Hổ quá ngu xuẩn, cái này tầng đại nghiêu là nổi danh khí lực đại, có người nói tại thiên giai trung phẩm ngang nhau cấp trung, hình như một lần đều không có bị thua qua. Ai, ngày hôm nay nếu như không có thiên giai thượng phẩm cao thủ đứng thượng lôi đài, sợ rằng triệu thành chủ nữ nhi thật muốn tiện nghi cái này tặng đại nghiêu. Tại dưới lôi đài cái khác người nghị luận ầm ỉ thời gian, vương phi hổ một quyền đã đến tầng đại nghiêu ngực tiền, tặng đại nghiêu đại hoàng răng dưới ánh mặt trời cực kỳ chói mắt, không chút hoang mang xòe bàn tay ra tướng vương phi hổ nắm tay cấp nhận xuống. Người nhiều ra ra ta tà tại đồng nhất trình tự ở giữa là vô địch, người cái rác rưởi liền cấp ta sách dày tư cách cũng không có. Tăng đại nghiêu đang dùng bàn tay tiếp được vương phi hổ nắm tay sau, lập tức tướng bàn tay của hắn co rút lại, chỉ nghe thấy bàn tay của hắn chung không ngừng phát sinh răng rác. Răng rác, thanh âm, mà mới vừa rồi còn khí thế hung hăng vương phi hổ, mặt thượng biến được vô cùng thống khổ, cổ họng trong hô đạo, mau buông, mau buông, mau buông cho người nghiêu ra ra ta lăn xuống lôi đài đi. Tàng đại nghiêu trực tiếp tướng vương phi hổ dùng man lực phung xuống lôi đài, xem ra tàng đại nghiêu cái này cùng trình tự chung vô địch cũng không là lãng được hư danh. Kế tiếp lên sân khấu ba gã đều là thiên giai trung phẩm cao thủ, mà bọn họ kết cục toàn bộ là bị tàng đại nghiêu cấp hung hăng cản quấy ném xuống lôi đài, như thế nhượng dưới lôi đài diệp thần phong khó hiểu. Ở đây thiên giai thượng phẩm cao thủ tuy rằng thiếu, nhưng Tịnh không phải là không có, đứng tại bên cạnh hắn một một nam nhân chừng 30 tuổi tựu có thiên giai thượng phẩm thực lực. Tại từ tên nam tử này nhân khẩu chung, Diệp Thần Phong tài xem như là hiểu được vì sao không có thiên giai thượng phẩm cao thủ đứng thượng lôi đài. Ở đây vài tên thiên giai thượng phẩm cao thủ đều cũng có thứ bậc trong môn phái đệ tử, chỉ khi nào bọn họ đứng thượng lôi đài, thắng trận này luận võ chọn rể sau đó, bọn họ sẽ bị bước lui ra tông môn của mình phải biết rằng trở thành phủ thành chủ con rể tuy rằng mê người, nhưng là cả trong phủ thành chủ chỉ có thành chủ triệu vô không đạt được tiên thiên trình tự. Phải biết rằng thiên giai cùng tiên thiên trong lúc đó thế nhưng một đạo đặc biệt to lớn khe rãnh. Bọn họ lưu tại tông môn của mình trung hội có cao thủ cường đại chỉ điểm, còn có đặc biệt cường lực hậu thuẫn, mà thiên tinh thành phủ thành chủ cùng bọn họ môn phái tướng so, quả thực yếu không phải nhất tinh nửa điểm, rất nhiều người ngày hôm nay đều là ôm xem náo nhiệt tâm tính tới. Vừa rồi đứng thượng lôi đài vài người trên cơ bản đều là không môn không phái người, bọn họ hiển nhiên là chống đối không ở phủ thành chủ lái ra điều kiện, lại nói chỉ cần là có điểm cốt khí người, có người nào muốn muốn đi làm tới cửa con rể. Cái này không phải là là muốn nhìn sắc mặt của người khác sinh hoạt sao. Vội vàng cho các người thêm Nghiêu Gia Gia ta đứng đi lên một người. Chỉ cần ta lại thắng cuộc kế tiếp, các người Nghiêu Gia Gia ta chính là phủ thành chủ cô gia ha 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 tằng đại nghiêu cản rỡ cười to nói dưới lôi đài rất nhiều địa giai người trái lại nóng lòng muốn thử cũng có vài cái thiên giai trung phẩm muốn đứng thượng lôi đài đương nhiên thiên giai thượng phẩm cao thủ chỉ do là tới vô giúp vui có thể là có trước bốn gã thiên giai trung phẩm cao thủ ví dụ tại tiền trong lúc nhất thời trái lại không người nào dám đứng thượng lôi đài tằng đại nghiêu hiển nhiên rất hài lòng loại tình huống này đúng trên khán đài triệu vô không nói rằng triệu thành chủ không người nào dám đứng thượng lôi đài tới, trận này luận võ chọn rể nên là ta thắng. Triệu vô không chân mày nhíu càng chặt, tuy rằng tầng đại nghiêu thực lực cũng không tệ lắm, nhưng này tầng đại nghiêu là một cái thổ phỉ. Với lại đều 30 nhiều tuổi người, hắn không cam lòng tướng nữ nhi gả cho như thế tên khốn kiếp A. Nhưng này luận võ chọn rể là bọn hắn phủ thành chủ tổ chức, hắn nào có lật lọng đạo lý. Vì vậy, triệu vô không đúng dưới lôi đài, hô một câu, còn có ai nguyện ý đứng thượng lôi đài sao? Ta, Diệp Thần Phong đang đợi chính là cái này thời gian. Lúc này Tăng Đại Nghiêu đã thắng hạ bốn chàng, lại thắng một hồi hắn tự muốn trở thành phủ thành chủ con rể. Diệp Thần Phong có thể còn băn khoăn hắn trăm năm thập Diệp Thảo Ni. Một tiếng này ta, những chu vi ánh mắt mọi người tập trung đến Diệp Thần Phong trên người, bởi Diệp Thần Phong đeo lên mặt nạ ra người, mọi người khi nhìn đến là một cái sắc mặt vàng như nến thanh niên đứng lúc đi ra, bọn họ phản ứng đầu tiên là cảm thấy tiểu tử này là đang tìm tử, thế nào nhìn tiểu tử này tài 20 nhiều tuổi, nếu như 20 nhiều tuổi có thể đạt được thiên giai trung phẩm, coi như là thiên tư không tệ, có thể bọn họ cũng không là cho rằng Diệp Thần Phong có thực lực này, theo bọn họ Diệp Thần Phong là bị phủ thành chủ khai ra điều kiện mê hoặc không phân. Rõ phương hướng, Diệp Thần Phong tịnh không có trực tiếp nhảy lên lôi đài, mà là từng bước đi lên lôi đài, điều này làm cho tàng đại nghiêu là cảm thấy càng buồn cười, tiểu tử, ngươi là từ đâu trong chui ra ngoài. Cho ngươi nghiêu ra ra ta lăn xuống đi, nếu không ta một cước đem ngươi đạp hồi mẹ của ngươi bê trong. Nguyên bản còn phong đạm vân khinh diệp thần phong, nghe được tàng đại nghiêu cũng dám vũ nhục mẫu thân hắn. Dưới chân hắn bước chân không nhịn được hơi dừng một chút, đã khống chế thoáng cái tâm tình, hắn không thể đủ quá mức cao điệu, nếu như tướng thực lực của hắn toàn bộ bày ra lời nói, sợ rằng rất nhanh thì hội bị hữu tâm nhân chú ý tới. Thanh niên nhân, người bây giờ đi xuống lôi đài còn kịp, những càng người có thực lực đứng lên đây đi. Người không phải là đối thủ của hắn. Triệu vô không đúng diệp thần phong nói rằng, bởi diệp thần phong thu liếm thực lực, cho nên triệu vô không không có ở diệp thần phong trên người cảm giác được năng lượng ba động tồn tại. Không có việc gì, ta có thể đánh thắng hắn. Diệp Thần Phong bình thản nói rằng, tốt, người cái không biết sống chết tiểu tử, ta nhượng người trước xuất thủ, người tới đánh người nghiêu ra ra ta a. À. Tàng đại Nghiêu vừa cười vừa nói, nhưng mà, một giây kế tiếp, Diệp Thần Phong thân ảnh tự tiêu thất tại tại chỗ, xuất hiện ở Tàng Đại Nghiêu trước mặt, hắn sử xuất huyền thiên bộ pháp. Bất quá, Diệp Thần Phong chỉ tướng lực lượng của hắn khống chế đang cùng thiên giai thượng phẩm đỉnh phong ngang hàng, tịnh không có cho thấy hắn tất cả thực lực tới. Có thể cho dù là như vậy, Diệp Thần Phong trong nháy mắt xuất hiện ở tầng Đại Nghiêu trước mặt thời gian, tầng Đại Nghiêu còn là hoàn toàn không có phản ứng qua đây, kỳ thực tầng Đại Nghiêu lực lượng tuy rằng tương đối đại, nhưng là nhược điểm của hắn ở chỗ tốc độ, vừa rồi tầng Đại Nghiêu đều là ba hai hạ giải quyết rồi đối thủ, thế cho nên Diệp Thần Phong không có phát hiện cái này một điểm. Đương Diệp Thần Phong xuất hiện ở tầng Đại Nghiêu trước mặt, nhìn đến tầng đại nghiêu ngây ngốc dáng dấp thời gian, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp đúng tầng đại nghiêu trên bụng oanh đi xuống một quyền, trong đầu đang suy nghĩ đến tầng đại nghiêu vừa rồi vũ nhục hắn lời của mẫu thân thời gian, hắn không kiềm hãm được đa dụng mấy phần độ mạnh yếu. Mà dưới lôi đài cái khác người, bọn họ tuy rằng bị Diệp Thần Phong tốc độ cấp chấn kinh rồi một bả, nhưng bọn hắn vẫn là chưa tin Diệp Thần Phong có thể đánh bại tầng đại nghiêu. Tiểu tử này tốc độ thật là nhanh, đáng tiếc là tằng đại nghiêu thân thể rất chịu đựng đánh tiểu tử này cuối cùng trốn không thoát thua số phận phỏng trừng tiểu tử này một quyền đúng tằng đại nghiêu căn bản sản sinh không được thương tổn tối đa phanh một tiếng vang dội nhượng dưới lôi đài giọng nói của người này hơi ngừng chỉ thấy diệp thần phong một quyền trực tiếp tướng tằng đại nghiêu cấp đánh ra lôi đài có thể dùng tằng đại nghiêu thân thể nặng nề đụng vào quảng trường trên một tấm bia đá lúc này dưới lôi đài người bao quát triệu vô không đều kinh hãi, tăng đại nhiêu có thể nói là thiên giai trung phẩm bên trong vô địch tồn tại, thậm chí là chống lại một ít thiên giai thượng phẩm cao thủ cũng có thể đứng ở thế. Mà lúc này tăng đại nhiêu bị một thanh niên cấp một quyền đánh bay, thanh niên này chẳng lẽ có thiên giai thượng phẩm đỉnh phong thực lực? Tại đỉnh cấp thế lực bên này, cái này đẳng niên kỳ thì có thiên giai thượng phẩm đỉnh phong thực lực cũng coi là nửa cái thiên tài. Đương nhiên bọn họ không dám đi suy đoán Diệp Thần Phong là không phải đạt được tiên thiên cảnh. Bọn họ cho rằng cái này chỉ do là vô nghĩa, triệu vô không người thành chủ này hơn 40 tuổi cũng mới tiên thiên sơ kỳ thực lực nghi. Diệp Thần Phong nhìn bị bản thân đánh bay ra lôi đài tầng đại nghiêu, hắn lúng túng sờ sờ mũi, trong lòng thầm nghĩ hình như dùng sức quá mạnh. chương 756, ngươi là làm sao nhìn ra được? Ca, 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 ca phanh. Bị tăng đại Nhiêu thân thể dùng sức đụng vừa dày vừa nặng trên tấm bia đá, xuất hiện từng cái rậm rạp chẳng chịt vết dạn, dường như mạng nhện thông thường hiện đầy cả tấm bia đá, cuối cùng cả tấm bia đá ẩm ẩm biến được tứ phân ngũ liệt, mà té trên mặt đất tăng đại Nhiêu trực tiếp bị diệp thần phong một quyền cấp tạp hôn mê bất tỉnh. Đứng trên khán đài triệu vô không, hắn giàu gì cũng là người đứng đầu một thành, hắn là ở đây phản ứng đầu tiên người, Ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía trên lôi đài Diệp Thần Phong thời gian, nghiễm nhiên để lộ ra vẻ tán thưởng, tuy rằng mặt mũi này sắc vàng như nến thanh niên tướng mạo bình thường một ít, thế nhưng chừng 20 tuổi có thể có được như vậy thực lực, cái này đã nhượng Triệu Vô Không đặc biệt hài lòng. "Tiểu huynh đệ, không biết ngươi sưng hô như thế nào?" "Thực lực hôm nay đến cái gì tầng thứ?" Triệu Vô Không nhiệt tình khách khí hỏi. Triệu Vô Không thanh âm có thể dùng ở đây tất cả mọi người phản ứng lại kết quả là vô số đạo ánh mắt lần thứ hai tập trung đến Diệp Thần Phong trên người. Diệp Thần Phong tùy ý nhún vai, vừa rồi hắn sử xuất cùng thiên giai thượng phẩm đỉnh phong ngang hàng lực lượng. Sở dĩ hắn lễ phép nói rằng, triệu thành chủ, ta là Diệp Phong, thực lực hôm nay nên thuộc về thiên giai thượng phẩm đỉnh phong trình tự. Vì cẩn thận một chút một ít, Diệp Thần Phong đến lúc cho mình lấy một cái tên giả. Nghe được Diệp Thần Phong trả lời, triệu vô không khóe miệng co quắp lưỡng hạ, tuy rằng hắn đã đoán được trước mặt người thanh niên này nên đạt được thiên giai thượng phẩm đỉnh phong, nhưng là từ Diệp Thần Phong trong miệng chính tai nghe được, đây cũng là một loại khác tâm tình, đây chính là 20 nhiều tuổi thiên giai thượng phẩm đỉnh phong cao thủ A. Triệu vô không tin tưởng chỉ cần hắn đem mình tấn trước tiên thiên cảnh kinh nghiệm truyền thụ cho thanh niên nhân này, nên không dùng được mấy năm thanh niên nhân này là có thể bước vào tiên thiên cảnh. 20 nhiều tuổi tiên thiên cảnh cao thủ, cái này có thể cùng này có thứ bậc trong môn phái tinh anh tướng so cũng không kịp nhiều để cho. Mà dưới lôi đài cả đám nghe được Diệp Thần Phong thực lực đã tới thiên giai thượng phẩm đỉnh phong. Có vài người mỗi một người đều vì Diệp Thần Phong cảm thấy đáng tiếc, bởi vì dùng Diệp Thần Phong thực đủ sức để có thể gia nhập một cái thực lực không tệ môn phái, có môn phái cường đại tài nguyên chống đỡ. Huống hồ Diệp Thần Phong thế nào nhìn tài 20 nhiều tuổi, tương lai thành tựu chỉ biết so những môn phái kia trung tuyệt đỉnh thiên tài thiếu chút nữa. Mà nếu quả Diệp Thần Phong trở thành phủ thành chủ con rể, bọn họ phỏng chừng Diệp Thần Phong đời này cũng nhiều lắm tiến nhập tiên thiên cảnh tầng thứ. Muốn đột phá đến phá thiên cảnh căn bản là không thể nào. Quang Thiên giai thượng phẩm đỉnh phong để người ở chỗ này khiếp sợ như vậy. Nếu để cho Triệu Vô Không cùng ở đây những, này người biết, Diệp Thần Phong thực lực hôm nay đủ để cùng tiên thiên đỉnh phong cao thủ sánh ngang, thật không biết bọn họ có thể hay không kinh ngạc tại chỗ thổ huyết. 20 nhiều tuổi, tự có so sánh tiên thiên đỉnh phong cao thủ thực lực, tại toàn bộ đỉnh cấp trong thế lực như vậy thanh niên nhân, phỏng chừng năm đầu ngón tay đều số tới, như vậy người có thể nói là thiên tài trong thiên tài. Đứng trên khán đài triệu vô không, hắn là đúng diệp thần phong thanh niên nhân này là càng tới càng hài lòng, mở miệng nói rằng, Diệp Phong tiểu huynh đệ chiến thắng tầng đại nghiêu, kế tiếp còn có ai muốn thượng tới khiêu chiến Diệp Phong tiểu huynh đệ, khi biết Diệp Thần Phong có Thiên giai thượng phẩm đỉnh phong thực lực sau, dưới lôi đài những địa giai đó, huyền giai, thiên giai trung phẩm chi lưu, có ai còn có thể đứng thượng lôi đài đi tìm ngược. Nhìn đến dưới lôi đài không có người lại đứng ra, Triệu Vô Không mặt thượng dáng tươi cười là càng rõ ràng. Nói rằng, nếu không có người lại đứng thượng lôi đài khiêu chiến, như vậy ta tại ở đây tuyên bố, cái này vị Diệp Phong tiểu huynh đệ tướng trở thành ta Triệu Vô Không con rể. Nói Triệu vô không đứng đối nhau tại bên cạnh hắn một cái 60-70 tuổi lão đầu, nói rằng tiền quản gia. Người về trước đi nhường phòng bếp chuẩn bị bữa trưa, đợi một lát ta và Diệp Phong tiểu huynh đệ cùng nơi trở về. Tại phân phó xong tiền quản gia sau đó, Triệu vô không liền nghĩ tới một chuyện hết sức trọng yếu, hỏi Diệp Phong tiểu huynh đệ, ngươi là môn phái nào chung đệ tử? Bây giờ ngươi thắng trận này luận võ chọn rể, ngươi cần phải rời khỏi môn phái của ngươi. Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng: "Triệu thành chủ, ta không môn không phái, cái này một điểm xin ngươi yên tâm." "Tốt, như vậy không thể tốt hơn, sau đó ngươi ta chính là người một nhà, chúng ta về trước phủ thành chủ đi, ta dẫn ngươi đi trông thấy nữ nhi của ta, cũng sẽ là của ngươi thê tử Triệu Tiêu Tiêu." Diệp Thần Phong nhìn đến Triệu Vô Không như vậy nhiệt tình, hắn đảo trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Bây giờ chỉ có thể tới trước phủ thành chủ giải thích nữa hắn tham gia trận này luận võ chọn rể mục đích, có thể chỉ vì được đến trong phủ thành chủ mặt trăm năm thập diệp thảo A. Triệu vô không phủ thành chủ ở vào thiên tinh thành trung tâm đoạn đường. Lúc này, phủ thành chủ một gian tràn đầy nhàn nhạt, nhạt mùi thơm trong phòng, có hai cái hầu như trường được giống nhau như đúc thiếu nữ tại liếu díu trò chuyện một ít gì. Cái này hai thiếu nữ một người mặc bạch sắc xa chất quần áo, một người mặc màu xanh xa chất quần áo, dáng dấp đặc biệt xinh đẹp động nhân, nếu như Diệp Thần Phong tại nơi này, khẳng định có thể liếc mắt tự nhận ra, cái này hai thiếu nữ hình dạng cùng hắn tại trên quảng trường thấy bức họa chung thiếu nữ giống nhau như đúc. Nhắc tới hai cái dáng dấp hầu như giống nhau thiếu nữ, nơi đó có không đồng dạng như vậy lời nói, phỏng chừng chỉ có một chút, ăn mặc bạch sắc xa chất quần áo thiếu nữ khóe miệng có một khỏa mỹ nhân trí, mà ăn mặc thanh sắc xa chất quần áo thiếu nữ không có. Sở dĩ chân chính cùng trên quảng trường bức họa giống nhau như đúc, nên là cái này khóe miệng có mỹ nhân trí thiếu nữ, người thiếu nữ này mới là ngày hôm nay luận võ chọn rể nữ nhân vật chính, cũng là Triệu Vô Không khẩu chung theo như lời Triệu Tiêu Tiêu. Mà mặt khác cái này ăn mặc thanh sắc xa chất quần áo thiếu nữ, chính là Triệu Tiêu Tiêu xong bảo thai muội muội Triệu Viện Viện. Tỷ, tiền quản gia vừa rồi đã trở về, ta nghe nói hôm nay luận võ chọn rể kết thúc, thật không biết tỷ phu ta hội là một cái bộ dáng gì nam nhân. Triệu viện viện mang trên mặt nồng đậm hiếu kỳ, trên người có một cổ thiếu nữ hoạt bát. Mà tướng so triệu viện viện mà nói, triệu tiêu tiêu người tỷ tỷ này tắc là muốn trầm ổn rất nhiều, trên gương mặt hiện lên nhàn nhạt đỏ bừng chi sắc, nói rằng, viện viện, đợi một lát ngươi không nên nói bậy nói bạ, trận này luận võ chọn rể là ba an bài cho ta, bây giờ chúng ta trong phủ thành chủ nhân tài càng ngày càng ít, nếu như tiếp tục như vậy nữa, chúng ta nên rất nhanh hội bị cái khác người thay thế được cái này coi như là ta vì phủ thành chủ làm ra hy sinh đi. Tỷ, ngươi yên tâm đi, nếu như đối phương không quá ta cửa ải này, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý cái này môn hôn sự. Vạn nhất đối phương trường phải cùng oai dưa nứt ra tảo giống nhau, lẽ nào ngươi cũng phải gả cấp đối phương sao? Triệu viện viện tức giận đô cái miệng nhỏ nhắn nói rằng. Diệp thần phong ngồi triệu vô không mã xa, một đường thường thường vững vàng đã tới phủ thành chủ, dọc theo con đường này triệu vô không trái lại cùng hắn trò chuyện đặc biệt vui mừng lại đi xuống xe ngựa sau đập vào mi mắt là một đống đặc biệt khí phái cổ đại kiến trúc đang xây xây dựng phía trên có một khối bảng hiệu mặt trên thình lình cứng cáp hữu lực viết ba cái tự phủ thành chủ thấy diệp thần phong giống như đúng cái này ba cái tự cảm thấy hứng thú triệu vô không vừa cười vừa nói diệp phong cái này ba cái chữ lai lịch có thể không bình thường a à. Cái này là trước đây Gia Gia Ta Phụ Thân viết xuống, mà Gia Gia Ta Phụ Thân năm đó thực lực đạt tới phá thiên cảnh. Chúng ta trong phủ thành chủ mặt có rất nhiều về phương diện này thư tịch. Chờ ngươi tại trong phủ thành chủ giàn xếp xuống sau đó, ngươi có thể chậm chậm đi lật xem, ta nghĩ nhất định hội đúng ngươi để thăng thực lực có trợ giúp. Diệp thần phong hiền hòa cười cười, cũng không có nhận hạ triệu vô không lời nói, hắn nhiều lắm tại cái này trong phủ thành chủ ngây ngốc một hai ngày, đẳng lấy được trăm năm thập diệp thảo, hắn sẽ phải rời khỏi, dù sao thiên sơn môn vẫn chờ hắn đi diệt ni. Hắn còn muốn điều tra quỷ vương tông di tích sự tình ni. Tại diệp thần phong vừa theo triệu vô không đi vào trong phủ thành chủ, lưỡng đạo ngon ngọt thanh âm vang lên, ba, người trở về a. Tiếp theo, hai cái trường được giống nhau như đúc sinh đẹp thiếu nữ xuất hiện ở diệp thần phong trong tầm mắt, triệu vô không vội vã giải thích, diệp phong. Lần này ta là vì ta đại nữ nhi tổ chức luận võ chọn rể, ta hai cái nữ nhi là một đôi song bào thai tỉ muội ngươi. Triệu vô không vừa muốn đúng Diệp Thần Phong giới thiệu ai là của hắn đối tượng kết hôn triệu tiêu tiêu thời gian, triệu viện viện đứng dậy đúng Diệp Thần Phong nói rằng, người đoán chúng ta hai cái ai là tỷ tỷ. Ai là muội muội đã đoán sai, ngươi thì không thể bước vào phủ thành chủ. Triệu viện viện đúng Diệp Thần Phong tướng mạo hết sức không vừa lòng, thật sự là đội mặt nạ ra người sau Diệp Thần Phong phổ thông không thể đủ phổ thông hơn nữa, sở dĩ nàng lập tức đứng ra làm khó dễ Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong nhìn trước mặt triệu viện viện, không sao cả nhún vai, chỉ vào một bên triệu tiêu tiêu nói rằng, nàng là tỷ tỷ, ngươi là muội muội. Nguyên bản triệu viện viện cho rằng Diệp Thần Phong muốn suy nghĩ thời gian rất lâu, ai biết đạo đối phương hầu như không hề nghĩ ngợi tự cho ra đáp án, với lại đáp án hay là đối với. Điều này làm cho triệu viện viện nhịn không được hỏi, ngươi là làm sao nhìn ra được? Lẽ nào ngươi là đoán mò? chương 757, tới cửa tới vẽ mặt người Diệp thần phong đúng vừa rồi triệu viện viện vô lễ không có để ở trong lòng, lúc này cầm đến trăm năm thập diệp thảo với hắn mà nói mới là chuyện trọng yếu nhất. Thuận miệng nói rằng, nói như vậy tỷ tỷ đều muốn so muội muội ổn trọng một ít, ta nghĩ bằng vào cái này một điểm tự không khó đoán ra hai người các ngươi ai là tỷ tỷ ai là muội muội đi. Lời nói hơi dừng lại một chút, Diệp Thần Phong tiếp theo còn nói thêm, huống hồ ta tại trên quảng trường gặp qua tỷ tỷ ngươi bức họa, sở dĩ ta đương nhiên có thể nhận ra tỷ tỷ ngươi tới. Triệu viện viện tức giận chừng mắt Diệp Thần Phong, hơi lộ ra bộ ngực đầy đặn trên dưới phập phòng, nói rằng ngươi cũng dám nói ta không ổn trọng. Còn có, ta và tỷ tỷ của ta trường được giống nhau như đúc, ngươi thấy qua tỷ tỷ của ta bức họa thì thế nào? Ngươi rõ ràng chính là đoán mò, còn đang trước mặt chúng ta trang cái gì bí hiểm? Diệp Thần Phong không cần thiết cùng bốc đồng tiểu cô nương không chấp nhặt, ngón tay chỉ vào Triệu Tiêu Tiêu khóe miệng, nói rằng, tỷ tỷ ngươi khóe miệng có một khỏa mỹ nhân trí, cái này một điểm cùng trên bức họa giống nhau như đúc, mà ngươi nhưng không có, hiện tại ngươi còn cho là ta là đoán mò sao? Nhìn đến tướng mạo hết sức bình thường Diệp Thần Phong, Phong Đạm Vân khinh hóa giải muội muội làm khó dễ điều này làm cho triệu tiêu tiêu rơi vào trong trầm tư, mà triệu vô không trong lòng là càng xem Diệp Thần Phong càng hài lòng. Nguyên nhân chỉ có một chút, Diệp Thần Phong không riêng gì có thực lực thanh niên nhân, còn là một cái giỏi về quan sát cùng người tâm tư kín đáo, triệu vô không muốn tìm chính là như thế một cái người nối nghiệp. Triệu viện viện còn muốn biện giải hai câu, trực tiếp bị triệu vô không cấp ngăn lại, quát dẹp đường, viện viện, nữ hài tử tựu nên có một cô gái dáng dấp, cái này là ngươi sau này tỷ phu, có ngươi như thế không lớn không nhỏ sao. Ngược lại, triệu vô không rồi hướng Diệp Thần Phong, nói rằng, Diệp Phong, viện viện nhà đầu kia những ngươi chê cười, nàng từ nhỏ chính là cái này loại điêu ngoa vô lễ tính tình, ngay cả ta đều vẫn đặc biệt đau đầu, người trước cùng tiêu tiêu lẫn nhau biết giải, ta đi xem phòng bếp có không có chuẩn bị xong ngọ yến. Diệp Thần Phong vừa định muốn tướng sự tình làm rõ, mà cái này triệu vô không không đợi hắn nói, liền trực tiếp hướng tới phủ thành chủ phòng bếp đi, xem ra triệu vô không muốn cấp hai người trẻ tuổi ở lâu nhất điểm không gian. Kết quả là Diệp Thần Phong chỉ có thể đẳng triệu vô không trở về nhắc lại trăm năm thập Diệp Thảo sự tình. Thấy triệu vô không thân ảnh sau khi rời khỏi, triệu viện viện lập tức lại khôi phục điêu ngoa dáng dấp, trừng mắt Diệp Thần Phong hỏi, ngươi đừng tưởng rằng thắng luận võ chọn rể, ngươi là có thể cưới được tỷ tỷ của ta, tại loại địa phương này lại làm sao có thể hội có thiên tài chân chính. Với lại người tướng mạo có phần cũng quá khó coi một ít đi. Người cho là mình xứng với tỷ tỷ của ta sao? Nhìn trước mặt cái này miệng lưỡi bén nhọn tiểu nha đầu, Diệp Thần Phong vẫn như cũ là không mặn không nhạt hồi đáp, như vậy vừa phận, ta cũng không thích liên phát dục đều không có phát dục hoàn thành tiểu hài tử. Người nói ai không có chỗ mã, ta và tỷ tỷ đều 21 tuổi người tốt nhất bản thân ly khai phủ thành chủ. Triệu viện viện đỏ lên mặt nói rằng, viện viện, người cấp ta ngậm miệng, triệu tiêu tiêu cuối cùng mở miệng, đúng diệp thần phong lộ ra một vòng áy náy thần sắc, nói rằng, xin lỗi, muội muội ta chính là cái này tính tình, ta vì nàng xin lỗi ngươi. Ta là triệu tiêu tiêu, triệu tiêu tiêu hướng diệp thần phong đưa tay ra, thân thủ không đánh người mặt tươi cười, triệu tiêu tiêu dịu dàng tính cách nhượng diệp thần phong tâm tình tốt hơn nhiều, hắn đồng dạng vươn tay cầm triệu tiêu tiêu ngọc thủ, đặc biệt trơn mềm cùng mềm mại, điều này làm cho Diệp Thần Phong nhịn không được nhẹ nhàng nhu niết thoáng cái. Khi nhìn đến triệu tiêu tiêu sắc mặt có chút đỏ bừng sau, Diệp Thần Phong tài vội vàng buông lỏng ra triệu tiêu tiêu ngọc thủ. Nói rằng, ta là Diệp Phong. Dù sao Diệp Thần Phong thắng được luận võ chọn về mục đích sớm muộn gì muốn nói, đơn giản hắn trước đúng cái này hai tỷ muội giải thích một lần, kỳ thực ta chỉ là cần các ngươi phải phủ thành chủ trong bảo khố một loại tên là trăm năm thập diệp thảo dược liệu, sở dĩ ta tài tham gia luận võ chọn rể, triệu thành chủ hiện tại còn không biết, ta đợi một lát tự hội cùng hắn giải thích. Đang nghe Diệp Thần Phong cũng không là muốn cưới tỷ tỷ của mình, điều này làm cho triệu viện viện thở dài một hơi, nói rằng, Diệp Phong, xem ra ngươi còn là có nên chỗ, nếu như bộ dáng của ngươi nếu là lại coi được một ít, ta nói không chừng tự nhận ngươi cái này tỷ phu, ngươi không chính là muốn một loại dược liệu mà. Cái này kiện sự tình ta giúp ngươi làm xong. Tuy rằng triệu viện viện giọng nói còn là không thế nào hiền lành, thế nhưng Diệp Thần Phong chỉ cần cầm đến trăm năm thập Diệp Thảo là được. Nhưng triệu viện viện nha đầu kia qua qua miệng nghiện cũng không hề gì, phản đúng là hắn phá hủy triệu tiêu tiêu luận võ trọn rể. Diệp Phong, người thật chỉ là yêu cầu một loại chúng ta trong bảo khố dược liệu, người tài tham gia luận võ trọn rể. Triệu Tiêu Tiêu trong lòng cũng không hiểu thở dài một hơi, trong lòng nàng tuy rằng làm xong vì phủ thành chủ hy sinh chuẩn bị, nhưng cái này dù sao cũng là nàng cả đời đại sự, có nữ nhân nào nguyện ý cùng một cái nam nhân xa lạ kết hôn. Diệp Phong, ngọ yến chuẩn bị xong, chúng ta đi vào vừa ăn vừa nói chuyện. Triệu Vô Không đi ra nói rằng. Triệu Viện Viện nhìn đến Triệu Vô Không sau, lập tức nói rằng: "Ba, kỳ thực" một đạo thanh âm vang dội cắt đứt triệu viện viện ngôn ngữ triệu lão đệ ta nghe nói người ngày hôm nay vì người đại nữ nhi tổ chức luận võ chọn rể nhưng lại bị ngươi chọn đến một cái thiên giai thượng phẩm con rể một gã mãn mặt đỏ quang trung niên nam nhân đi vào trong phủ thành chủ mặt tại cái này tên trung niên nam nhân phía sau còn theo một gã thần sắc hung hăng cản quấy thanh niên nhân tại cái này tên thanh niên nhân phía sau lại cùng ba gã 30 nhiều tuổi nam nhân phủ thành chủ cửa hai gã thủ vệ trên gương mặt phân biệt có một dấu bàn tay, té đi tới triệu vô không trước mặt, nói rằng, thành chủ, là bọn hắn ngạnh xông vào, chúng ta căn bản ngăn không được. Triệu vô không đúng cái này hai gã thủ vệ phất phất tay, ý bảo bọn họ hai cái lui ra sau, ánh mắt bất thiện chừng mắt tên mãn mặt đỏ quang trung niên nam nhân, lạnh giọng nói rằng, chu minh đạt, người tới ta phủ thành chủ làm gì. Cái này tên bị triệu vô không gọi là chu minh đạt trung niên nam nhân, hắn là cùng thiên tinh thành liền nhau một tòa thành trấn thành chủ, hắn vẫn cùng triệu vô không tịnh không thế nào thích hợp, hai người tranh đấu gay gắt cũng có thật nhiều cái năm đầu. Thế nhưng, chu Minh đạt tượng ngày hôm nay lớn lối như vậy đi tới thiên tinh thành, sau đó xông vào triệu vô không phủ thành chủ vẫn là lần đầu tiên. Đứng sau lưng chu Minh đạt một cái khoảng chừng 30 tuổi thanh niên nhân, là con trai của chu Minh đạt chu Thủy mà đứng sau lưng Chu Thủy ba gã trung niên nam nhân tắc là Chu Minh Đạt chính là thủ hạ. Triệu lão đệ, lẽ nào ta thì không thể đủ tới thăm ngươi một chút sao? Chúng ta hai cái có một năm không gặp mặt đi, Chu Minh Đạt vừa cười vừa nói, giống như đem Triệu vô không phủ thành chủ cho rằng là bản thân ra giống nhau. Một bên Triệu tiêu tiêu cùng Triệu viện viện nhìn đến Chu Minh Đạt chúng nhân sau, mặt thượng cũng lộ ra không vui thần sắc nhất là cảm thấy được chu thủy tạc lưu lưu ánh mắt không ngừng hướng tới hai người bọn họ trên người ngắm đến nỗi diệp thần phong bây giờ còn chưa có biết rõ ràng đây là cái gì tình huống ni sở dĩ hắn chỉ là đứng ở một bên nhìn chu minh đạt người cấp ta cút ra khỏi ta phủ thành chủ nói triệu vô không trên người tức khắc hiện lên tiên thiên sơ kỳ khí thế t r u i e n c u a t u i v n chu minh đạt thấy thế hắn cũng để thăng khởi thể nội chân kình chi lực, thình linh muốn so triệu vô không khí thế cao hơn một bậc, điều này làm cho triệu vô không kinh ngạc. Chu Minh đạt thực lực rõ ràng giống như hắn là tiên thiên sơ kỳ, nhưng bây giờ Chu Minh đạt bày ra thực lực lại là tiên thiên trung kỳ, vững vàng áp qua hắn một đầu, điều này làm cho hắn trong lòng bất an. Triệu lão đệ, kỳ thực ta con trai này đã sớm coi trọng ngươi hai cái nữ nhi, ngày hôm nay ta là tới vì con ta cầu hôn, lại nói ngươi hai cái nữ nhi gả cho con ta thế nhưng các nàng đời trước đã tu luyện phúc khí chu minh đạt vừa cười vừa nói tiếp theo rồi hướng đứng sau lưng hắn chu thủy nói rằng con trai cho bọn hắn bày ra bày ra thực lực của ngươi chu thủy bước ra một bước ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn thoáng qua triệu tiêu tiêu cùng triệu viện viện nói rằng hai vị muội muội ta đã sớm thích các ngươi cũng chỉ có ta tài xứng với các ngươi vừa dứt lời thời gian chu thủy thể nội chân kình chi lực liền dũng động lên, cái đó bày ra khí thế cường độ rõ ràng cho thấy đến tiên thiên sơ kỳ. Điều này làm cho triệu vô không cùng triệu ra hai tỷ muội là hoàn toàn tuyệt vọng, một năm trước thời gian chu minh đạt tài tiên thiên sơ kỳ, mà chu thủy tài thiên giai thượng phẩm, ngắn ngủi này một năm bọn họ hai cái đều đang đột phá. Đây đối với triệu vô không bọn họ mà nói là một cái tin xấu, Bây giờ triệu vô không trong phủ thành chủ mặt chỉ có hắn một người là tiên thiên cảnh cao thủ, mấy năm nay hắn lại vẫn cùng Chu Minh Đạt đấu tới đấu đi, lúc này rõ ràng cho thấy Chu Minh Đạt muốn đưa hắn phủ thành chủ cấp tiếp thu. chương 758, ta ưa đánh người khác mặt. Chu Minh Đạt khi nhìn đến triệu vô không chúng nhân tuyệt vọng sắc mặt sau, hắn vô cùng hài lòng điểm gật đầu, nói rằng triệu lão đệ, nhi tử của ta tại ba ngày tiền vừa đột phá đến tiên thiên cảnh mà ta tại ba tháng trước cũng đột phá đến tiên thiên trung kỳ, ta là vì triệu lão đệ ngươi cảm thấy lo lắng ha. Ngươi dưới gối chỉ có hai cái nữ nhi, sau đó có ai tới kế thừa ngươi phủ thành chủ. Chu Minh đặt cười ha hả nhìn triệu vô không tiếp tục nói, sở dĩ, ngày hôm nay ta và nhi tử của ta cùng nơi tới bái phỏng triệu lão đệ ngươi, thuận tiện hướng ngươi cầu hôn, dùng con ta 30 tuổi, có tiên thiên sơ kỳ thực lực, coi như là phóng đại tương đối lớn môn phái ở giữa đi, cái này cũng tuyệt đối coi là thượng là tư chất ưu tú. Chu Minh Đạt nhìn đến triệu vô không mặt thượng không ngừng biến hóa xấu xí thần sắc, hắn giọng nói chuyện tựu càng đắc sắt, triệu lão đệ, ta là nhìn tại chúng ta dĩ vãng tình phân thượng, có loại chuyện này ta tài tiện nghi ngươi, ngươi hai cái nữ nhân thực lực đều tài thiên giai hạ phẩm trình tự, nói cách khác nhượng hai người nữ nhi giá cấp nhi tử của ta, nên toán là các ngươi triệu ra với cao. Triệu vô không nghe Chu Minh Đạt buồn nôn người ngôn ngữ, hắn đôi bàn tay chăm chú nắm thành quả đấm, trên người tiên thiên sơ kỳ khí thế càng sôi trào lên, thế nhưng cảm thụ được Chu Minh đạt trên người tiên thiên trung kỳ khí thế, hắn chỉ có thể là một nhẫn lại nhẫn, hắn hôm nay cho dù không cần xuất thủ, hắn cũng biết bản thân căn bản không phải là đối thủ của Chu Minh đạt. Khống chế được trong lòng bùng cháy thịnh nộ, triệu vô không cứng rắn thanh âm từ cổ họng trong phát sinh, Chu Minh Đạt, còn mời các ngươi lập tức ly khai ta phủ thành chủ, Ta không hội tướng nữ nhi của ta gả cho con trai ngươi." Tại Triệu Vô Không nói chuyện với Chu Minh Đạt Gian, trong phủ thành chủ hộ vệ toàn bộ tập trung đến ở đây. Triệu Vô Không trong phủ thành chủ tổng cộng có một gã thiên giai thượng phẩm cao thủ, ba gã thiên giai trung phẩm cao thủ cùng 10 tên thiên giai hạ phẩm cao thủ, đến nỗi cái đó hộ vệ của hắn đều là địa giai trình tự cùng huyền giai trình tự. Chu Minh Đạt nhìn đến Triệu Vô Không những hộ vệ này sau, trên mặt hắn thần sắc vẫn như cũ là không thay đổi chút nào vừa cười vừa nói triệu lão đệ lẽ nào cái này sẽ là của ngươi đạo đái khách sách 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 trong miệng phát sinh khinh thường thanh âm chu minh đạt thanh âm lạnh vài phần nói rằng triệu lão đệ ta và nhi tử của ta cũng đều là tiên thiên cảnh cao thủ ngươi trong phủ thành chủ chỉ có ngươi một người đạt được tiên thiên sơ kỳ mà ta cũng có nắm chắc tại phân phút nội giải quyết ngươi Đến nỗi ngươi những hộ vệ này tại trước mặt chúng ta toàn bộ đều là một ít xác rưởi thiên giai cùng tiên thiên cảnh chi gian thế nhưng có một đạo khó có thể vượt qua khe rãnh. Nghe chu Minh đạt không chút nào che giấu uy hiếp, triệu vô không trong lỗ mũi hô hấp có chút ồ ồ, lớn tiếng hỏi chu Minh đạt, ngươi ngày hôm nay đến cùng muốn làm gì? Ngươi không nên ép người quá đáng. chu Minh đạt xì mũi coi thường đạo, triệu lão đệ, cổ võ giới từ trước đến nay là dùng cường giả vi tôn, nếu như thực lực ngươi mạnh hơn ta, ngươi cũng có thể bước ta a. À. đáng tiếc ngươi không có cái này năng lực. lời vô ích ta cũng không muốn nói nhiều. ngày hôm nay ta là vì con ta nhắc tới thân. chu minh đạt giọng nói khẳng định nói. chu lão đầu tử, các ngươi đang nằm mơ, muốn ta cùng tỷ tỷ của ta gả cho ngươi cái này buồn nôn con trai. cho dù chết, ta và tỷ tỷ của ta cũng sẽ không gả cho hắn. tính cách bốc đồng triệu viện viện rốt cục nhịn không được lên tiếng. Một bên Diệp Thần Phong nhìn đến tình thế phát triển đến hiện tại, hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một ít đồ đạc. Nếu như đợi một lát Chu Minh đạt chúng nhân động thủ, hắn không để ý giúp một cái triệu vô không bọn họ, dù sao hắn còn cần triệu vô không phủ thành chủ trong bảo khố trăm năm thập Diệp Thảo Ni. Chu Minh đạt sắc mặt lạnh lùng nhìn triệu viện viện lưỡng ba giây đồng hồ, ngược lại lại nhìn triệu vô không hỏi, triệu lão đệ, ngươi chẳng lẽ là như thế quản giáo con gái ngươi sao? Chu lão đầu tử, phụ thân ta là thế nào quản dạy ta, còn không tới phiên ngươi đã tới hỏi. Kỳ thực hôm nay luận võ chọn rể là cha ta cho chúng ta hai tỷ muội tổ chức, hiện tại chúng ta hai tỷ muội đã là nữ nhân của hắn, còn mời các ngươi lập tức ly khai chúng ta phủ thành chủ. Triệu Viện Viện đột nhiên khoác ở một bên Diệp Thần Phong cánh tay, trước ngực coi như bộ ngực đầy đặn hữu ý vô ý chèn ép Diệp Thần Phong cánh tay. Nghe được tiểu nữ nhi nói như vậy, Triệu vô không cũng tự theo nói nữa, Chu Minh Đạt, trận này luận võ chọn rể là ta nhất định xuống, lúc này luận võ chọn rể thủ thắng giả đã đã chọn được, ta làm thiên tinh thành thành chủ cũng không thể lật lọng đi. Sở dĩ người ý tốt ta tâm lĩnh. Chu Minh Đạt sắc mặt chậm chậm âm trầm lên, bất thình lình nói rằng, Triệu lão đệ, ta vừa rồi tại tới người phủ thành chủ trên đường, đã nghe qua cái này kiện sự tình, ta nghe nói thắng ngày hôm nay trận này luận võ chọn rể, bất quá là cái không môn không phái tiểu tử chính là thiên giai thượng phẩm thực lực hắn có thể cùng nhi tử của ta so sánh sao lại nói ta có thể lập tức nhượng hắn tin tức trên thế giới này chu minh đạt tràn ngập sát ý ánh mắt như ngừng lại diệp thần phong trên người bị triệu viện viện kéo cánh tay diệp thần phong hắn đưa cánh tay hút ra đi ra đồng thời hướng tới đứng bên cạnh hai bước thấy như vậy một màn chu minh đạt cùng chu thủy chúng nhân lộ ra hài lòng ánh mắt mà triệu vô không Triệu tiêu tiêu cùng triệu viện viện tắc là lộ ra xem thường cùng khinh bị ánh mắt, nhất là triệu viện viện trực tiếp khí được mở miệng mắng, ngươi, ngươi, ngươi chính là cái người nhu nhược, ngươi chính là người nhát gan quỷ. Chu Thủy cười mở miệng nói, hai vị muội muội, loại quát con vô dụng này thế nào có thể cùng ta Chu Thủy tướng Sony? Sở dĩ hai người các ngươi còn là an tâm giá cho ta đi. Vì đạt được càng đại cảm giác về sự ưu việt, Chu Thủy đưa mắt lần thứ hai phóng đến Diệp Thần Phong trên người, khinh thường nói kẻ bất lực, người tên là gì? Muốn ngươi đồng ý ngoan ngoãn gọi một tiếng Chu thiếu gia, dùng ngươi thiên giai thượng phẩm thực lực, ta vẫn có thể giúp ngươi tại nhà ta an bài cái không tệ trước vị ni. Diệp Thần Phong khóe miệng hơi buộc vòng quanh một vòng dáng tươi cười, nói rằng ta là Diệp Diệp. Đã đã biết Diệp Thần Phong tên là Diệp Phong Triệu vô không chúng nhân, nghe được Diệp Thần Phong tự giới thiệu, bọn họ trong lòng không nhịn được sinh ra nghi hoặc mà chu thủy tác là khẩu trung nhắc đi nhắc lại tên diệp thần phong nói rằng kẻ bất lực người tên này còn thật là kỳ quái diệp 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 gia gia ngoan cháu trai người kêu ta gia gia làm gì ta có thể không nhớ rõ có người cái này rác rưởi cháu trai diệp thần phong bĩu môi mong chờ nói rằng gì si. nguyên bản còn đang tức giận triệu viện viện trực tiếp cười đi ra mà tương đối ổn trọng triệu tiêu tiêu mà thượng cũng không nhịn được lộ ra tiêu ý, đúng Diệp Thần Phong rất thất vọng triệu vô không, hắn trong lòng cuối cùng là hài lòng điểm gật đầu. Bị Diệp Thần Phong đùa bớn chu thủy, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến được đỏ lên không gì sánh được, mắng, người cái kẻ bất lực, người cũng dám đùa giỡn người chu thiếu ra ta. Đứng sau lưng chu thủy ba cái trung niên nam nhân đi ra, cung kính nói, thiếu ra, có muốn hay không chúng ta ra tay giúp ngươi giải quyết rồi tiểu tử này. Cái này ba cái của Chu gia thủ hạ thực lực đều đã tới thiên giai trình tự, trong đó có một người thực lực đã tới thiên giai thượng phẩm đỉnh phong. Ba người các ngươi cấp ta lui ra, không chính là một cái thiên giai thượng phẩm ngu ngốc mà. Bản thiếu gia ta là tiên thiên cảnh cao thủ, ta muốn tự mình đem mặt của hắn phiến ba 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 rung động. Chu Thủy cắn răng nghiến lợi trừng mắt Diệp Thần Phong nói rằng. Con trai, Yên tâm to gan xuất thủ, cho dù ngươi trực tiếp tướng cái này vô chi tiểu tử giết đi, ở đây cũng không ai dám nhiều phóng một cái thí. Chu Minh đạt cười lạnh nói, hắn hoàn toàn không có nhúng tay cần thiết, dùng con của hắn Tiên Thiên Sơ Kỳ thực lực, chẳng lẽ còn không giải quyết được một cái thiên giai thượng phẩm tiểu tử sao? Ngược lại, Chu Minh đạt rồi hướng Triệu Vô không nói rằng, Triệu lão đệ, ngày hôm nay ngươi cho dù không đồng ý cái này môn hôn sự, cũng phải muốn đồng ý, nếu không ta không để ý huyết tẩy ngươi phủ thành chủ. Huyết tẩy phủ thành chủ. Triệu vô không thân thể chợt một cái run, mà triệu tiêu tiêu cùng triệu viện viện sắc mặt cũng hơi hiện lên bạch, có thể vừa lúc đó, chu thủy trong cơ thể dũng động chân kình chi lực, hắn đã đúng cái này diệp thần phong động thủ. Nhìn đến chu thủy động thủ sau, triệu tiêu tiêu biết sự tình hôm nay không có vãn hồi đường sống, nàng không muốn liên lụy diệp thần phong cái này người xa lạ, lập tức hô đạo chu thủy người dừng tay cho ta ta đồng ý gả cho ngươi nghe được tỷ tỷ tiếng gào sau triệu viện viện cũng lập tức hô đạo đúng lập tức ngừng tay ta cũng nguyện ý gả cho ngươi nghe được triệu gia tỉ muội tiếng gào thời gian chu thủy bàn tay đã lại hướng tới diệp thần phong mặt thượng phiến đi hắn hiện tại đâu còn có đỉnh xuống đạo lý miệng quát đắc tội ta chu thủy người chỉ có bị ta phiến bàn tay phần Chu thủy vừa mới vừa đột phá đến tiên thiên cảnh ba ngày thời gian, Diệp Thần Phong cảm giác được ra đối phương thể nội chân kinh chi lực còn không phải đặc biệt ổn định, hắn chỉ muốn xuất ra cùng thiên giai thượng phẩm đỉnh phong ngang hàng lực lượng, hơn nữa đã bị hắn vận dụng lô hỏa thuần thanh huyền thiên bộ pháp, hắn thì có thể đủ tránh thoát một tát này. Tại tất cả mọi người cho rằng Diệp Thần Phong một tát này kề bên định thời gian, Diệp Thần Phong vậy mà ở lúc mấu chốt hiểm mà lại hiểm tránh thoát. Với lại tại tránh thoát Chu thủy bàn tay đồng thời, Diệp Thần Phong tốc độ phản ứng thật nhanh, hắn chợt hướng Chu thủy phiến ra một bạt tai. Bởi Chu thủy quá qua khinh thường, hắn căn bản không có nghĩ đến Diệp Thần Phong có thể tránh thoát hắn bàn tay, sở dĩ tại hắn ngây người thời gian, ba. Nhất thanh thúy hưởng đã tại gò má của hắn thượng vang vọng, tiếp theo một đạo hài hước thanh âm truyền vào trong lỗ tai của hắn, ta không thích người khác đánh mặt của ta, ta ưa đánh người khác mặt. Tại Chu Thủy bị một cái tát phiến bối rối sau đó, Diệp Thần Phong lại nhân cơ hội liên tục phiến năm sáu cái bàn tay. Ba 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 ba, giòn tiếng vang tại Chu Thủy trên gương mặt không ngừng vang lên. Chương 759, đều sợ ngây người. Diệp Thần Phong từ đầu đến cuối chỉ sử xuất cùng thiên giai thượng phẩm đỉnh phong ngang hàng lực lượng, sở dĩ cái này một cái ký bạt tay đối với Chu Thủy mà nói, chỉ có ra thịt thượng đau đớn mà thôi, dù sao thực lực của hắn đã đạt tới tiên thiên sơ kỳ. Hai bên đôi má cao cao sưng lên, bị đánh được tưởng cái đầu heo ba tự đắc chu thủy, hắn cảm giác được mặt thượng đau rát đau nhức sau, hắn lập tức từ ngây người chung phản ứng lại, khí được trong lỗ mũi hô hấp đặc biệt hỗn loạn, quát dẹp đường, người cái kẻ bất lực, ta muốn lấy người tính mệnh, ta nhất định muốn lấy người tính mệnh. Tiểu mới, người cấp ta bình tĩnh một điểm, Dùng tiểu tử này vừa rồi trên người phát ra năng lượng ba động phán đoán, hắn đích xác chỉ ở vào thiên giai thượng phẩm đỉnh phong trình tự, có thể hắn giống như người mang một loại đặc thù bộ pháp, chỉ cần ngươi toàn lực ứng phó, bằng ngươi tiên thiên sơ kỳ thực lực, phải giải quyết tiểu tử này vẫn là vô cùng dễ dàng, dù sao thiên giai có thể không pháp cùng tiên thiên cảnh so sánh. Một bên Chu Minh đạt khi nhìn đến con trai của mình bị phiến thành đầu heo ba, hắn cũng cảm giác trên khuôn mặt già luôn nóng hừng hực có loại đặc biệt mất mặt cảm giác. Còn không có đẳng triệu vô không, triệu tiêu tiêu cùng triệu viện viện yên tâm lại, chỉ thấy chu thủy đang nghe được cha mình ý kiến sau, hắn liền lập tức tướng trong cơ thể chân kình chi lực tăng lên tới cực điểm, lúc này hắn không dám lại có chút nào khinh thường, hắn muốn tướng vừa rồi bạt tay toàn bộ đòi lại, nghĩ hắn đường đường tiên thiên cảnh cao thủ, lại bị một cái thiên giai thượng phẩm ngu ngốc phiến bạt tay, cái này nếu là truyền ra ngoài, hắn chu thủy không tự biến thành một cái thiên đại chê cười sao. Chu Minh đạt nhìn đến triệu vô không muốn đứng ra ban diệp thần phong, hắn lập tức chặn triệu vô không đường đi, cười lạnh nói triệu lão đệ. Người tốt nhất cấp ta đứng ở một bên nhìn, nếu không ta không để ý hiện tại tự động thủ huyết tẩy ngươi phủ thành chủ. Một lần lại một lần bị uy hiếp triệu vô không trong lòng phẫn nộ động lại tới cực điểm. Cổ họng chợt quát lên, Chu Minh Đạt, người cái xúc sinh đồ đạc, ta ngày hôm nay liều mạng với ngươi. Triệu vô không tay phải bàn tay chợt hướng Chu Minh đạt ngược đánh. Chu Minh đạt khi nhìn đến Triệu vô không dám động thủ sau đó, trên mặt hắn vẻ âm trầm nồng nặc vài phần, đồng dạng cũng đưa tay ra trưởng vỗ ra, phanh. Một tiếng, hai bàn tay tương hỗ đụng vào, Chu Minh đạt thực lực muốn vững vàng áp qua Triệu vô không một bậc. Sở dĩ Triệu vô không dưới chân bước chân, đăng 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 đăng. Một liền lui về phía sau năm bước, cổ họng vị giấc ngủ một ngọt, một ngụm máu tươi từ miệng của hắn trong chậm chậm tràn đầy đi ra. Nhìn đến cha của mình bị một trưởng đả thương sau đó, triệu tiêu tiêu cùng triệu viện viện vội vàng đi tới triệu vô không bên cạnh, cái này hai tỷ muội đỡ triệu vô không, đôi mắt đẹp tức giận trừng mắt trước mặt chu Minh Đạt. Các ngươi hiện tại hẳn không phải là trừng mắt ta thời gian. Nên nhìn ta một chút con trai thế nào tướng tiểu tử này đôi má cấp phiến nát vụn. Chu Minh đạt tâm tình rất không tệ nói rằng, nghe được Chu Minh đạt lời nói sau, Triệu Vô Không đẳng người ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong cùng Chu Thủy, chỉ thấy Chu Thủy trên người tản ra tiên thiên sơ kỳ khí thế, ánh mắt gắt gao như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người, phát huy ra tốc độ nhanh nhất, thân ảnh cực kỳ nhanh chóng hướng Diệp Thần Phong đánh đã qua. Cổ họng trong còn lạnh giọng nói rằng, kẻ bất lực, ta đảo muốn nhìn ngươi bây giờ có còn hay không vừa rồi vận khí có bản lĩnh người lại phiến ta bà tai a à. Đối mặt chua thủy tiên thiên sơ kỳ tốc độ, Diệp thần phong dưới chân bước chân một cái kình lui về phía sau, thẳng đến thân thể thối lui đến một chắn tường tiền, phía sau không có đường cho hắn lui. Hắn mới ngừng lại được. Khi nhìn đến Diệp thần phong thân ảnh dừng lại tới sau đó, Chu thủy giữ tợn nói rằng kẻ bất lực. Người tới phiến ta bà tai a à. Người trở lại phiến ta bà tai a à. Có bản lĩnh người đã đem ta một bà tai phiến phi. Chu thủy tay phải vừa nhanh lại mãnh liệt hướng Diệp Thần Phong má trái gò má thượng quạt tới, lúc này Chu thủy sứ dùng hết toàn lực, xa xa tại Triệu Vô không cùng Triệu ra tỉ muội sắc mặt một trận xấu xí, mà Chu Minh đặt mặt thượng tác là lộ ra nụ cười thỏa mãn, lúc này đây Chu thủy không chút nào giữ lại thực lực, chính là thiên giai thượng phẩm Diệp Thần Phong chỉ có nhâm kỳ làm thịt phần. Diệp Thần Phong đưa tay trái ra cánh tay chuẩn bị dùng để ngăn trở Chu thủy phiến tới được tay phải, Thấy như vậy một màn triệu vô không nhịn không được nhắc nhở, Diệp Phong dùng ngươi vừa rồi bộ pháp tránh thoát đi à. Ngươi thế nào có thể lựa chọn cứng đối cứng nghi? Đáng tiếc tại triệu vô không hô lên câu nói này thời gian, tất cả đã là chậm một bước, Chu Thủy tay phải đã muốn chạm được Diệp Thần Phong tay trái. Chu Thủy miệng quát chính là một cái thiên giai thượng phẩm, ngươi cũng dám cùng ta cứng đối cứng, xem ta không đem cánh tay của ngươi cắt đứt. Diệp thần phong cảm thụ được chu thủy trên người không phải rất ổn định tiên thiên sơ kỳ khí thế, hắn cũng đột nhiên tướng linh hồn lực tăng lên lên, sử xuất cùng tiên thiên sơ kỳ đỉnh cao ngang hàng lực lượng, dùng cổ lực lượng này đối phó vừa bước vào tiên thiên sơ kỳ chu thủy là dư sai. Nếu ngươi như thế bị coi thường muốn ta phiến ngươi bạt tai, như vậy ta kia có không đồng ý đạo lý. Một vòng nụ cười diễu cợt tại diệp thần phong mặt thượng chậm chậm chán thả khai tới. Tiếp theo, phanh một tiếng, Diệp Thần Phong cánh tay trái trực tiếp chắn Chu Thủy cánh tay phải, bất quá tại ngăn trở đồng thời, Diệp Thần Phong tay phải bàn tay không chút do so dự hướng Chu Thủy má trái gỏ má phiến đi. Ba, nhất thanh thúy hưởng vang lên lần nữa. Lúc này Diệp Thần Phong sử dụng lực lượng cùng Chu Thủy tại đồng nhất trình độ thượng, thậm chí còn còn cao hơn Chu Thủy ra như vậy một chút, trên gương mặt thừa nhận rồi một tát này Chu Thủy, cả người hắn tượng như diều đứt dây giống nhau té bay ra ngoài, thân thể nặng nề té ngã trên đất mười thước bên ngoài địa phương, cả trương má trái gỏ má là huyết nhục mơ hồ. Triệu vô không, triệu gia tỉ muội cùng Chu Minh đạt chúng nhân, bị trước mắt một màn này cấp chấn kinh rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp thần phong không phải chỉ có thiên giai thượng phẩm thực lực sao? Thế nhưng từ trên người Diệp Thần Phong phát ra năng lượng ba động phán đoán, vừa rồi cổ năng lượng kia ba động nên có tiên thiên sơ kỳ tài nghệ, hơn nữa còn là bước vào tiên thiên sơ kỳ thật lâu người mới có thể đủ phát huy được. Tại mọi người ngây người cảnh, Diệp Thần Phong lần thứ hai đi tới Chu Thủy trước mặt, một chân dẫm nát Chu Thủy huyết nhục mơ hồ trên gương mặt, bĩu môi mong chờ nói rằng, người nói chính ngươi là không phải bị coi thường. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe được loại yêu cầu này ni. Hiện tại ta thế nhưng hoàn toàn thỏa mãn ngươi, trực tiếp một cái tát tướng ngươi cấp phiến phi. Diệp Phong là 20 nhiều tuổi tiên thiên sơ kỳ cao thủ. Cái này, cái này, Triệu Vô Không trong lòng chấn sợ không nói ra lời, căn cứ vừa rồi Diệp Thần Phong biểu hiện ra thực lực, tối thiểu cùng thực lực của hắn bây giờ ngang hàng. Triệu Tiêu Tiêu cùng Triệu Viện Viện hai nàng này cũng là đôi mắt đẹp chớp động nhìn Diệp Thần Phong, cái này tướng mạo phổ thông không thể đủ tái phổ thông nam nhân, vậy mà có như vậy thực lực cường hãn, hiện tại các nàng càng xem Diệp Thần Phong càng thuận mắt. Nhất là mới vừa rồi còn ghét bỏ Diệp Thần Phong tướng mạo khó coi triệu viện viện, nàng lúc này cảm thấy Diệp Thần Phong kỳ thực cũng không thế nào xấu xí. Bị Diệp Thần Phong một chân đạp ở trên mặt Chu Thủy, hắn cổ họng trong thống khổ nói lầm bầm kêu loạt, điên cuồng quát ba, giúp ta sát quát con vô dụng này, giúp ta sát quát con vô dụng này. Bị Chu Thủy như thế một giống, người ở chỗ này toàn bộ tỉnh lại, Chu Minh đạt ánh mắt âm trầm tới cực điểm còn tuổi nhỏ thì có tiên thiên sơ kỳ thực lực. Huống hồ bây giờ bọn họ cùng Diệp Thần Phong thù là hoàn toàn kết lại, sở dĩ hắn tuyệt đối không thể đủ nhượng Diệp Thần Phong sống rời đi nơi này. Chu Minh đạt tướng thể nội tiên thiên trung kỳ thực lực tăng lên tới cực điểm, không lại nói nhảm nhiều bất kỳ một cái nào chứ, thân ảnh trực tiếp hướng Diệp Thần Phong vào tới, bị thương triệu vô không muốn trở trụ, đáng tiếc tốc độ của hắn hoàn toàn theo không kịp Chu Minh đạt, chỉ có thể khẩu trung hô đạo, Diệp Phong, người mau tránh ra người bây giờ còn không phải là đối thủ của chu minh đạt hắn là thứ thiệt tiên thiên trung kỳ triệu vô không thấy diệp thần phong vẫn như cũ là đạp chu thủy đôi má vẫn không nhúc nhích hắn có chút tức giận quát dẹp đường diệp phong người mau tránh ra triệu ra tỉ muội cũng không nhịn được hô đạo diệp phong người tránh trước khai đi chu minh đạt thấy diệp thần phong không có né tránh ý tứ hắn điên cuồng cười lạnh nói tiểu tử người cấp ta nạp mạng đi Bị Diệp Thần Phong dẫm nát dưới bàn chân Chu Thủy, hắn nhìn đến cha của mình xuất thủ, hắn cổ họng trong quát dẹp đường, kẻ bất lực, người chờ đi gặp Diêm Vương ra đi. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Thần Phong không giấu giếm thực lực nữa, có thể so sánh tiên thiên đỉnh phong 10 cấp đỉnh phong linh hồn lực nhập vào cơ thể mà ra, nhìn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn Chu Minh Đạt, hắn không chút hoang mang tướng dưới bàn chân Chu Thủy cấp đạp phải đi sang một bên sau đó nhanh chóng một cước hướng tới Chu Minh Đạt trên bụng đá vào, tốc độ này nhanh nhượng Chu Minh Đạt căn bản không phản ứng kịp. Phanh, Chu Minh Đạt chỉ cảm thấy trên bụng của hắn đau xót, tiếp theo, thân thể hắn liền bay lên không bay rất ra ngoài, trên mặt mang nồng nặc vẻ mê mang. Mà một bên sắc mặt lo lắng triệu vô không lưỡng chỉ trong mắt thiếu chút nữa đều chừng ra ngoài, đây là cái gì tình huống? Tiên thiên trung kỳ Chu Minh Đạt bị Diệp Thần Phong một cước đạp bay mà triệu tiêu tiêu cùng triệu viện viện đây đối với tỉ muội hai người bọn họ tướng cái miệng nhỏ nhắn trương được thật to giờ khắc này hai người bọn họ liền hô hấp đều đã quên nhìn cái kia phong đạm vân khinh tướng mạo không động, lại mười phần phong cách nam nhân thời gian hai người bọn họ tim đập không khỏi một trận nhanh hơn chương 760, làm cái gì hôi cơ ban đầu nguyên bản cho rằng diệp thần phong hội bị chu thủy phiến bàn tay thời gian mà kết quả Chu Thủy bị Diệp Thần Phong một cái tát cấp phiến phi. Mà hiện tại đến phiên tiên thiên trung kỳ Chu Minh đạt xuất thủ, triệu vô không chúng nhân vì Diệp Thần Phong làm lúc gấp, mà kết quả Diệp Thần Phong lại đem Chu Minh đạt cấp một cước đạp bay. Diệp Thần Phong hành vi là một lần lại một lần rung động triệu vô không cùng triệu ra tỉ muội tâm linh. Cái này Diệp Phong không phải chỉ có thiên giai thượng phẩm thực lực sao? Thế nào mới vừa rồi cùng Chu Thủy đối chiến thời gian biểu hiện ra cùng Tiên Thiên Sơ Kỳ ngang hàng thực lực. Mà bây giờ cùng Chu Minh đạt đối chiến thời gian lại biểu hiện ra cùng Tiên Thiên đỉnh phong ngang hàng thực lực. Tại vừa rồi Diệp Phong hướng Chu Minh đạt đá ra một cước thời gian, Triệu Vô không rõ ràng từ trên người Diệp Phong cảm thấy một cổ cảm giác áp bách, cái này cổ cảm giác áp bách so Chu Minh đạt mang cho hắn còn muốn to lớn, sở dĩ hắn dùng này suy đoán Diệp Phong thực lực tối thiểu cùng Tiên Thiên đỉnh phong cao thủ ngang hàng. Cái này không muốn còn không sao cả, một nghĩ thiếu chút nữa nhượng triệu vô không trái tim đều từ ngực nhảy ra, mang trên mặt không gì sánh được thần sắc hưng phấn, trên trán không ngừng bốc lên ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi hột. 20 nhiều tuổi tiên thiên đỉnh phong cao thủ, đây là một cái cái gì khái niệm, sợ rằng liền nhất đẳng trong thế lực thiên tài cũng không gì hơn cái này đi. Mà bây giờ như vậy thiên tài tuyệt thế là của hắn sắp là con rể. Nếu có Diệp Phong lãnh đạo phủ thành chủ lời nói, Triệu vô không tin tưởng hắn phủ thành chủ sẽ tới đạt một cái độ cao mới. Ngược lại, triệu vô không lại đột nhiên thất lạc lên, tưởng thiên tài như vậy như thế nào hội tới tham gia phủ thành chủ luận võ chọn rể ni. Triệu vô không cũng không là ngu ngốc, hắn suy đoán có thể là đối phương có chuyện gì muốn hắn giúp đỡ, cũng không là thật muốn tới làm con rể của hắn. Nghĩ đến cái này một điểm sau, triệu vô không là càng phờ phạc. Triệu vô không nhìn thoáng qua bên cạnh hai cái nữ nhi, hắn trong lòng tức khắc có một tâm tư, thẳng thắn đưa hắn hai cái nữ nhi toàn bộ gả cho Diệp Phong, nói không chừng là có thể tướng đối phương lưu lại, dù sao bất kể như thế nào, hắn đợi một lát đều muốn thử một lần. Mà đứng tại triệu vô không bên cạnh triệu gia tỉ muội cái này lưỡng nha đầu đôi mắt đẹp không ngừng tại Diệp Thần Phong trên người đảo quanh, triệu viện viện rất là khả ái đâu cái miệng nhỏ nhắn, trong con ngươi là tia sáng kỳ dị liên tục. Tiểu thanh đúng bên cạnh tỷ tỷ triệu tiêu tiêu, nói rằng tỷ, người không phải là không thích cái này gọi Diệp Phong sao. Dù sao hắn cũng không phải thật tới tham gia luận võ chọn rể, thẳng thắn ta miễn vi kỳ nan nhượng hắn theo đuổi ta tốt. Triệu tiêu tiêu mím môi, nói rằng, viện viện, ai nói ta không thích. Chúng ta phủ thành chủ yêu cầu Diệp Phong thiên tài như vậy, với lại có một như vậy lão công sẽ phải rất có cảm giác an toàn. Tuy rằng ta bây giờ còn chưa có thích hắn, sau đó khẳng định sẽ thích hắn triệu viện viện cổ miệng nói rằng tỷ xem ra ngươi cũng tư xuân nga nếu là cái này diệp phong trường được lại soái một ít như vậy thì quả thực có thể nói hoàn mỹ đẳng tỷ tỷ ngươi đuổi theo diệp phong rồi hãy nói nếu như tỷ tỷ đuổi không kịp diệp phong có thể đừng trách muội muội ta cũng hạ thủ tại triệu gia tỷ muội đều đúng diệp thần phong sản sinh hảo cảm thời gian mới vừa rồi bị diệp thần phong một cước đạp đi sang một bên chu thủy hắn nguyên bản chờ nhìn đến cha mình tướng Diệp Thần Phong cấp một cái tát đập chết, mà kết quả ni. Là phụ thân của hắn bị Diệp Thần Phong cấp một khước đạp bay. Điều này làm cho Chu Thủy cảm giác cái này thế giới quá thảo đản, hắn phụ thân thế nhưng thứ thiệt tiên thiên trung kỳ A. À. Có thể kết quả là bị đánh được tượng con chó chết. Diệp Thần Phong nhìn té lăn trên đất, khẩu trung còn không có hoán quá khí lai Chu Minh Đạt, thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa tại Chu Minh Đạt trước mặt. Chu Minh đặt ngẩng đầu nhìn đến Diệp Thần Phong thời gian, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ, trải qua mới vừa rồi cùng Diệp Thần Phong giao thủ ngắn ngủi, hắn quét sạch cảm thấy bản thân căn bản không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong, thực lực của đối phương tối thiểu cùng tiên thiên đỉnh phong ngang hàng, điều này làm cho Chu Minh đặt cảm giác không may đến nhà, thật vất vả muốn tóm thâu triệu vô không phủ thành chủ, có thể kết quả hắn lại chọc tới một cái cường hãn cao thủ với lại đối phương còn là một cái 20 nhiều tuổi thiên tài tuyệt thế. Chu Minh Đạt dám khẳng định Diệp Thần Phong tuyệt đối là một cái đại tông môn trung tinh anh đệ tử, chỉ có đại tông môn trung mới có thể bồi dưỡng được cái này loại đệ tử tới. Hắn suy đoán hay là Diệp Thần Phong là coi trọng triệu vô không hai cái nữ nhi, tài sẽ chọn tham gia luận võ chọn rể, sau đó tạm thời tới triệu vô không phủ thành chủ vui đùa một chút, đợi được tướng triệu vô không nữ nhi cấp ngoạn nị, đối phương nên tự sẽ rời đi. Đứng tại Chu Minh Đạt trước mặt Diệp Thần Phong nếu như đã biết ý nghĩ của đối phương, hắn khẳng định hội chửi ầm lên, ta chơi ngươi gương mặt. Cái này vị trẻ tuổi bằng hiếu, chúng ta xem như là không đánh nhau thì không quen biết, ngày hôm nay cái này kiện sự tình tựu dừng ở đây đi. Ta và nhi tử của ta có thể xin lỗi ngươi, tại Chu Minh Đạt tự cho là suy nghĩ minh bạch cả kiện sự tình sau, hắn trở mặt so lật sách còn nhanh, ti không đỏ mặt chút nào hướng Diệp Thần Phong phục nhuyễn lão già kia ai là bằng hữu của ngươi nếu như ta không có cái này thân thực lực vừa rồi chỉ sợ sớm đã bị ngươi đưa đi cùng diêm vương ra uống rượu đi hiện tại các ngươi nói lời xin lỗi đã nghĩ muốn xong chuyện nếu như xin lỗi hữu dụng đợi một lát ta không để ý trước hết giết ngươi sau đó nói với ngươi câu xin lỗi ngươi cho rằng như vậy thế nào diệp thần phong cúi đầu nhìn té trên mặt đất chu minh đạt nói rằng nghe được diệp thần phong không nghe theo không buông tha ngôn ngữ chu minh đặt sắc mặt biến được dị thường xấu xí ngực cơn giận dữ dũng động nói rằng thanh niên nhân bất kỳ việc gì lưu tiền tuyến ngày sau tốt gặp mặt ngươi cũng không nên bức người quá đáng diệp thần phong cười lắc đầu nói rằng đáng tiếc ta sau đó không dự định lại cùng ngươi gặp mặt ta nhớ kỹ vừa rồi triệu thành chủ nói ngươi bức người quá mức thời gian ngươi nói cổ võ giới là dùng cường giả vi tôn nếu như thực lực mạnh hơn ngươi cũng có thể bức ngươi mà ta hiện tại chính là bức người quá đáng ngươi có thể đủ đúng ta thế nào diệp thần phong tùy ý nhún vai nói rằng triệu lão đệ cổ võ giới từ trước đến nay là dùng cường giả vi tôn nếu như ngươi có thực lực ngươi cũng có thể bức ta a à. đáng tiếc ngươi không có cái này năng lực vừa rồi nói với triệu vô không qua lời nói tại chu minh đạt bên tai quanh quẩn lúc này nghe được diệp thần phong lời nói này sau hắn cảm giác mặt thượng bị người hung hăng tát một bà tai, cái bà tai này không vang lại đau nhức đến hắn thực chất bên trong. Một bên triệu vô không cùng triệu ra tỉ muội nhìn đến mới vừa rồi còn hung hăng càn quấy không gì sánh được Chu Minh Đạt, lúc này biến thành một điều chó nhà có tang, bọn họ đành phải cảm thấy đại khoái nhân tâm. Mà tại Chu Minh Đạt sắc mặt lúc xanh lúc đỏ thời gian, Diệp Thần Phong một lần nữa động thủ, phanh. Một tiếng, Diệp Thần Phong một trưởng vỗ tại Chu Minh Đạt ngực, giám tướng Chu Minh Đạt toàn thân thực lực cấp toàn bộ phế đi. Nằm dưới đất Chu Minh Đạt trên trán nổi gân xanh, y phục trên người đột nhiên bị mồ hôi cấp thấm ướt, khẩu trung nghẹn ngào, nói không nên lời một cái hoàn chỉnh tự tới. Triệu vô không cùng triệu gia tỉ muội không nghĩ tới diệp thần phong hội đột nhiên phế đi Chu Minh Đạt, sở dĩ bọn họ một đám sôi nổi một lần nữa ngây ngẩn cả người, mà tại bọn họ ngây người. Diệp thần phong lại đi tới Chu thủy trước mặt, trực tiếp tướng Chu Thủy toàn thân thực lực cúng phế đi. Tại phế bỏ Chu Thủy thực lực sau, Diệp Thần Phong còn nói một câu tên của ngươi cùng ngươi thẳng xứng đôi, ngươi chính là một đống nhượng người buồn nôn cứt heo. Trong quá trình này Chu Minh đạt ba cái thiên giai chính là thủ hạ, bọn họ đứng tại chỗ một bước cũng không dám nhúc nhích, thật sự là bọn họ bị Diệp Thần Phong cấp kinh sợ đến, hai chân không ngừng run lên. Bàng quang trong nghẹn được lợi hại, có loại sắp muốn tẻ ra quần xung động. Triệu thành chủ, kế tiếp những này người tự giao cho ngươi xử trí diệp thần phong nhìn mọi nơi cho trạng thái đờ đẫn triệu vô không nói rằng triệu vô không sau khi tính hồn lại lập tức đúng diệp thần phong nói rằng diệp tiên sinh đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp khi biết đối phương có so sánh tiên thiên đỉnh phong thực lực sau triệu vô không có thể không dám gọi thẳng tên của đối phương triệu vô không không có lựa chọn tướng chu minh đạt cùng chu thủy giết đi mà là nhượng Chu Minh Đạt ba cái thủ hạ, tướng Chu Minh Đạt cùng Chu Thủy mang đi, dù sao Chu Minh Đạt cùng Chu Thủy đều biến thành phế nhân, sau đó đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp gì, sở dĩ hắn cũng không có trảm thảo trừ căn. Một bên Diệp Thần Phong tướng một màn này nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi lắc đầu, nếu như là lời của hắn, hắn nhất định sẽ trực tiếp sát Chu Minh Đạt cùng Chu Thủy, bất quá, cái này dù sao cũng là triệu vô không quyết định của chính mình. Diệp Thần Phong cũng tự không nói thêm gì. Khi nhìn đến triệu vô không xử lý xong Chu Minh đạt đám người sự tình sau, hắn chuẩn bị muốn tướng sự tình làm rõ triệu thành chủ. Nhưng mà, Diệp Thần Phong vừa hô triệu vô không thời gian, triệu viện viện nha đầu kia vậy mà nhiệt tình khoác ở cánh tay của hắn, nũng nịu nói rằng ba, tỷ phu còn chưa có ăn cơm đi. Chúng ta trước mang tỷ phu tiến nhập ăn cơm đi. Đúng, 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 ăn cơm trước lại nói. Triệu Vô Không cười đến rất vui mừng, một đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Điều này làm cho Diệp Thần Phong ra đầu một trận tê dại, hắn cảm giác lúc này Triệu Vô Không ánh mắt rất giống thành thị dẫn mối người ánh mắt, mà vừa rồi đối với hắn thái độ không được tốt lắm Triệu Viện Viện, vậy mà cũng tới một cái 180 độ đại chuyển biến. Lại mà tính cách rất ổn trọng Triệu Tiêu Tiêu tắc là đỏ mặt, một bộ đặc biệt xấu hổ dáng dấp. Cái này, cái này làm cái gì hôi cơ. Diệp thần phong cánh tay vừa cảm thụ triệu viện viện ngực mềm mại, một mặt cảm thấy cái này người triệu ra tuyệt đối có âm mưu. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 38